Lúc ấy Cao Thành Tùng tức giận phất tay áo đi ra ngoài. So sánh với Sử Lão, đã nghỉ hưu nhiều năm nhưng vẫn được mọi người kính trọng, Cao Thành Tùng vẫn là cán bộ cấp tỉnh, vậy mà cũng đã có người dậu đổ bìm leo. Có thể thấy được từ lúc hắn đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy đến nay, cách cư xử và giải quyết công việc kinh khủng như thế nào. Một người quyền cao chức trọng đến đâu cũng có một ngày phải lui về. Cho dù trong tâm không có tiêu chuẩn đạo đức cao quý thì sau khi suy nghĩ kỹ, cũng phải nhớ đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà làm. Bởi vì tất cả mọi người không thể thoát khỏi việc một ngày nào đó phải rút lui. Nếu như thời gian trên chính trường là uy phong bát diệt, thì khi về hưu chỉ trong thoáng chốc sẽ trở nên lẻ loi. Chẳng những là làm quan thất bại, mà làm người cũng thất bại. Làm quan thất bại thì còn có tình thân của mọi người. Làm người mà thất bại thì chính là hoàn toàn bi ai. Cao Thành Tùng vốn không bị bệnh, chẳng qua là tức giận quá mà thôi. Tuy nhiên ông ta vừa sinh bệnh vài ngày không đi làm, sau đó thì nghe được một tin tức khiến ông ta thật sự sinh bệnh. Vũ Phái Dũng ở sở xây dựng lúc đang chủ trì hội nghị, bỗng nhiên bị thành viên của Ủy ban Kỷ luật Trung ương xông tới mang đi tại trận, sau đó thông báo với tỉnh ủy tỉnh Yến và Ủy ban Kỷ luật tỉnh hy vọng phối hợp cùng Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều tra rõ hành vi tham ô nhận hối lộ vi phạm pháp luật nghiêm trọng của Vũ Phái Dũng. Bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh và chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Hình Đoan Đài nhất trí bày tỏ, tỉnh ủy tỉnh Yến và Ủy ban Kỷ luật tỉnh đối với bất cứ hành vi phạm pháp nào đều tuyệt đối không nhân nhượng, cũng không bao che khuyết điểm. Kiên quyết phối hợp cùng các đồng chí ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương, điều tra ra những hành vi thực tế của Vũ Phái Dũng, cho dù phải động đến bất cứ ai cũng phải điều tra cho ra. Cao Thành Tùng đang ở nhà tĩnh dưỡng thì nghe được thông tin, vì quá buồn, tức giận đến nỗi tê liệt, mất đi tri giác, không ngờ hôn mê. Cao Thành Tùng vội vã tức giận như vậy là vì Vũ Phái Dũng thực sự là người hắn tin tưởng nhất, cũng là người có thể giúp đỡ hắn nhiều nhất. Động đến Vũ Phái Dũng, thì cũng như chạm vào điểm yếu của hắn. Chẳng khác nào trực tiếp tát một cái rất mạnh vào mặt hắn. Hai là hắn vừa mới rút lui, Diệp Thạch Sinh và Hình Đoan Đài liền vội vã xuất hiện với một bộ dạng oai phong lẫm liệt, làm như muốn đưa Vũ Phái Dũng vào chỗ chết. Làm người không thể vô sỉ đến như vậy. Cao Thành Tùng nhớn nhác muốn tìm cho được Diệp Thạch Sinh và Hình Đoan Đài, hỏi thẳng bọn họ vì sao phải làm như vậy. Bức tử Vũ Phái Dũng thì có lợi gì cho bọn họ. Nhưng hắn suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn không có can đảm đứng ra. Tỉnh táo lại mà suy nghĩ, Cao Thành Tùng rốt cuộc đã hiểu rõ một đạo lý, vụ án Lệ Triều Sinh và Từ Đức Tuyền có liên quan đến nhau. Từ Đức Tuyền và hắn vừa quan hệ mật thiết, đồng thời Lệ Triều Sinh lại cùng Vũ Phái Dũng có liên quan về kinh tế. Vương Đức Truyện là thông gia với Vũ Phái Dũng, không cần phải nghĩ nhiều cũng thấy việc bổ nhiệm Vương Đức Truyện, Vũ Phái Dũng chắc chắn đóng vai trò không nhỏ, khẳng định có vì tình cảm riêng. Vũ Phái Dũng lại hơi có chút vấn đề về kinh tế, Vương Đức Truyện dự đoán cũng biết không ít, có Lệ Triều Sinh cùng Vương Đức Truyện hai người làm chứng, lại thêm những căn cứ xác thực của người nào đó thu thập được, Vũ Phái Dũng có thể có kết cục tốt mới là lạ. Những người thu thập chứng cứ đó ngoại trừ Hạ Tưởng và Tống Chiêu Độ thì còn có thể là ai? Cao Thành Tùng tức giận đến mức toàn thân đổ mồ hôi, đau đầu khó chịu. Mình và Hạ Tưởng không thù không oán, hắn vì sao lại gây khó dễ cho mình? Nếu như nói là vì lần trước Ngô gia mở lời, mình mới cho người bắt hắn vài ngày, nhưng trước đó, Hạ Tưởng cũng đã tìm ra vấn đề của Lệ Triều Sinh rồi. Lại nói, hắn dường như đã sớm biết Cao Kiến Viễn, cũng nói không chừng hắn lúc ấy cố tình tiếp cận Kiến Viễn. Hay là biết mình rất quan tâm tới Cao Kiến Viễn nên muốn nắm lỗi của Kiến Viễn để đâm sườn mình. Hạ Tưởng vì sao phải làm như vậy với mình? Đương nhiên Cao Thành Tùng không thể biết tại sao Hạ Tưởng lại căm hận ông ta, cũng không rõ lắm kết cục cuối cùng của ông ta cuối cùng sẽ như thế nào. Cho dù ông ta cảm thấy chính mình trong một số việc làm có hơi qua loa một chút, chứ tuyệt đối không cho rằng có rất nhiều người tỉnh Yến căm hận ông ta thấu xương. Vừa nghĩ tới Cao Kiến Viễn, Cao Thành Tùng lại đột nhiên nghĩ tới. Hình như vài ngày qua Cao Kiến Viễn không liên lạc gì với ông ta. Nếu mọi việc bình thường thì giờ này hắn đã an toàn ở nước ngoài rồi. Cao Thành Tùng vội vã nhấc điện thoại gọi Cao Kiến Viễn, không ai thưa máy, có tiếng tắt máy. Trong lòng trầm xuống, Kiến Viễn rất ít tắt máy, vài ngày rồi cũng không chủ động gọi cho ông, lẽ nào lại xảy ra chuyện gì? Càng nghĩ càng nóng ruột, suy nghĩ cả buổi mới nhớ ra Cao Kiến Viễn từng nói đến Nghiêm Tiểu Thì. Cao Thành Tùng liền nhảy ra điện thoại. Tìm hồi lâu mới ra được số của Nghiêm Tiểu Thì. Do một lần Cao Kiến Viễn trong lúc vô ý lưu vào, nói là nếu có một số việc mà hắn không tiện ra mặt, có thể tìm Nghiêm Tiểu Thì.
Cao Thành Tùng lập tức gọi điện cho Nghiêm Tiểu Thì. Cao Kiến Viễn mất tích, cũng khiến cho Nghiêm Tiểu Thì hoảng hốt. Liên tiếp vài ngày không có tin tức gì của Cao Kiến Viễn, cô cũng đã nghĩ đến khả năng là xảy ra chuyện gì. Cao Kiến Viễn cho dù xuất ngoại, cũng sẽ gọi điện thoại trở về thông báo một chút tình hình, bởi vì dù sao còn có gần 200 triệu tệ của hắn. Cô tuy rằng không rõ lắm trong tay Cao Kiến Viễn có tổng cộng bao nhiêu tiền, nhưng có thể suy ra, chỉ sợ tiền ở trong nước chiếm 2/3 tổng số tiền của hắn. Nhưng Cao Kiến Viễn dường như tự nhiên biến mất, di động không bắt máy, cũng không chủ động trả lời điện thoại. Nghiêm Thiểu Thì sẽ không thể không lo lắng vạn phần, hiện tại bất động sản Lĩnh Tiên đã bị kiểm tra và niêm phong. Trong cuộc kiểm tra ngành đã phát hiện ra bất động sản Lĩnh Tiên có vấn đề. Nếu như Cao Kiến Viễn không dùng quan hệ để ra mặt xử lý thì e rằng rất khó xong việc. Tại thành phố Yến cô chỉ biết dựa vào Cao Kiến Viễn và Phạm Tranh. Hiện tại Phạm Tranh hoàn toàn không hề tham gia vào việc của bất động sản Lĩnh Tiên. Cô đi tìm Phạm Duệ Hằng, Phạm Duệ Hằng đối với nguyện vọng của Nghiêm Tiểu thì cũng thấy không đáng để xử lý, thậm chí còn nói Nghiêm Tiểu thì mau chóng thoát ra khỏi bất động sản Lĩnh Tiên. Nghiêm Tiểu thì không phải người trong quan trường cũng có thể đoán được Phạm Duệ Hằng hiện tại chỉ mong chả liên quan gì đến Cao Thành Tùng. Hắn chịu ra tay giúp bất động sản Lĩnh Tiên mới là lạ. Hơn nữa ngày từ đầu, hắn đã không hoàn toàn tán thành việc làm ăn của Phạm Tranh. Hiện tại thấy sự tình không thể vãn hồi được nữa nên chấp nhận khoanh tay đứng nhìn với tư cách một người ngoài cuộc, tránh càng xa càng tốt. Nghiêm Tiểu thì lại muốn gọi điện cho Hạ Tưởng. Nghĩ tới nghĩ lui nhưng vẫn chưa gọi được bởi vì cô đã phiền Hạ Tưởng quá nhiều rồi. Cao Kiến Viễn mất tung mất tích, Hạ Tưởng có thể nghĩ ra cách xử lý sao? Chẳng qua là tỉnh Yến tuy lớn, ngoại trừ Hạ Tưởng ra thì cô thật không tin rằng có ai lại chịu giúp cô. Nghiêm Tiểu thì bỗng nhiên cảm thấy quá đỗi bi ai. Nghiêm Tiểu thì liên tiếp 2 ngày không xuống nhà, chỉ tự nhốt mình trong phòng. Nghĩ đến những ngày trước, lại nghĩ tới hiện tại, nghĩ đến tương lai, càng nghĩ càng cảm thấy nản lòng. Nếu như Hạ Tưởng có thể trân trọng cô như trân trọng Tào Thù Lê, cô làm sao phải hao công tổn sức như thế này chứ? Chỉ có điều, ý niệm đó chợt lóe lên rồi lại qua đi, cô cũng biết, Hạ Tưởng không thích cô. Cô nằm nghiêng trên sofa, nhìn bộ đồ bó hoàn mỹ trên thân mình, ân hận nói. Nói về dung nhan bàn về vóc dáng, mình có điểm nào thua kém Tào Thù Lê? Nếu như so về làn da, mình tin là mình còn trắng hơn cô ta một chút. Anh vì cái gì mà không thích em? Em làm tình nhân của anh mà anh cũng không thích sao? Bỗng nhiên lúc đó điện thoại réo vang làm Nghiêm Tiểu thì nhảy dựng. Cô nhảy dựng lên, vơ lấy máy cầm tay, nhìn thấy số máy lạ. Ý nghĩ hay ho trong đầu bị cắt ngang, cô cảm thấy hơi bực bội. Vốn cô không nghĩ sẽ nghe cú điện thoại này, nhưng chiếc di động vẫn kêu không ngừng, Nghiêm Tiểu thì mới liếc nhìn qua dãy số, trong lòng kinh ngạc. Đúng là số điện thoại của tỉnh ủy. Cô vội vàng nhận điện thoại nói. Alo, Nghiêm Tiểu thì xin nghe. Tiểu thì, là ta, Cao Thành Tùng đây. Cháu có tin tức gì của Kiến Viễn không? Cao Thành Tùng tuy rằng trong lòng nín giận, nhưng không thể không nói chuyện một cách nhẹ nhàng với Nghiêm Tiểu thì được. Bí. Nghiêm Tiểu thì nói còn chưa dứt lời thì mới nhớ ra Cao Thành Tùng không còn là bí thư Cao nữa, mà là chủ tịch Cao. Ngẫm nghĩ một lúc, không ngờ lại khôn ngoan nói. Bác Cao ạ, bác có khỏe không ạ? Cháu cũng đang sốt ruột đây ạ, vẫn chưa thấy thông tin gì của Kiến Viễn. Cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cao Thành Tùng nghe xong trong lòng căng thẳng, biết chắc là tình hình không ổn. Suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nghĩ ra một ý, đánh liều quyết định. Cháu trước nay vẫn duy trì quan hệ với Hạ Tưởng đấy chứ. Thế này nhé, cháu xem có thể thương lượng với hắn một chút, nói là ta muốn gặp hắn có chuyện muốn nói. Cao Thành Tùng bỗng nhiên quyết định gặp Hạ Tưởng, cũng là muốn tận mắt nhìn xem Hạ Tưởng người đối đầu với ông cho tới nay rốt cuộc là như thế nào. Càng muốn giáp mặt để hỏi hắn rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng dừng lại. Đương nhiên chủ yếu vẫn là ông muốn chính mình hỏi Hạ Tưởng là có phải hắn biết rõ Cao Kiến Viễn đang lạc ở nơi nào không. Nghiêm thì chần chừ một chút, cô không rõ dụng ý của Cao Thành Tùng là gì, nhưng dựa vào những hiểu biết của cô về Hạ Tưởng, cũng biết hắn và Cao Thành Tùng không có ấn tượng tốt đẹp gì, cho nên đành phải nói. Cháu chỉ có thể nói lại thôi, về phần Hạ Tưởng có bằng lòng gặp bác hay không thì cháu không dám cam đoan. Buông điện thoại, Cao Thành Tùng tức giận ném vài quyển sách. Tuy rằng Nghiêm Tiểu thì nói thật nhưng chẳng qua ông nghe không lọt tai, trong lòng rất không thoải mái. Nếu như ông còn đang tại vị,
hoặc là vẫn là bí thư tỉnh ủy ngồi tít trên cao thì đừng nói là muốn gặp một phó chủ tịch huyện, dù là muốn gặp bí thư thành ủy, chỉ cần ông mở lời, không chừng có bao nhiêu bí thư thành ủy xếp hàng tới mong được gặp ông. Hiện tại, ông muốn gặp một phó chủ tịch huyện cũng không ngờ còn phải xem hắn có đồng ý hay không. Thế là cái đạo lý gì? Dù sao ông vẫn đường đường chính chính là cán bộ cấp tỉnh, danh chính ngôn thuận là chủ tịch hội đồng nhân dân. Chẳng qua vì tình thế mạnh hơn người, hiện tại lời nói của ông ta đã không còn bao nhiêu sức nặng. Hơn nữa còn có rất nhiều người đều đang chờ một ngày nào đó ông ngã xuống, để cười nhạo ông. Cao Thành Tùng cố nén lửa giận trong lòng. Nếu Hạ Tưởng chấp nhận gặp mặt nói chuyện, ngược lại ông sẽ hỏi thẳng hắn. Vì sao một phó chủ tịch huyện nho nhỏ như hắn lại có can đảm đối đầu với một bí thư tỉnh ủy? Lại muốn cùng Tống Chiêu Độ liên thủ, quyết tâm đưa ông vào chỗ chết như vậy? Nếu như Hạ Tưởng bởi vì vụ Ngô Gia lần trước, tốt thôi, ông sẽ nhịn, chịu xuống nước, sẽ xin lỗi hắn. Chỉ hy vọng hắn có thể buông tha Cao Kiến Viễn. Vũ Phái Dũng bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang đi lại lần nữa gây ra sóng to gió lớn cho tỉnh Yến. Trong nhất thời, bốn phương vân vũ thể hiện rất khác biệt. Trần Phong vừa có một cuộc điện thoại cùng Phó Bí Thư Lộ, sau khi buông máy ngẫm nghĩ một chút lại gọi cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng và Trần Phong có mối quan hệ đặc biệt tốt. Nhìn bên ngoài, có thể nói hai người quan hệ cực kỳ thân thiết. Nhưng Trần Phong quả thật rất ít gọi điện thoại cho Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng rất ít gọi điện thoại cho Trần Phong. Hai người nếu có chuyện gì thì đều nói chuyện trực tiếp. Coi như là luật bất thành văn hơi có phần kỳ lạ. Cho nên Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Trần Phong thì hơi có phần ngạc nhiên. Tiểu Hạ, sự tình rốt cuộc phải thế nào mới coi là xong hoàn toàn? Trần Phong thanh âm nghe không có gì là đặc biệt. Đối với việc Cao Thành Tùng mất chứ, ông cũng rất vui mừng, nhưng trong lòng vẫn còn nghi ngờ về kết cục sau cùng. Thị trưởng Trần làm việc vẫn suôn sẻ chứ, có khỏe không? Hạ Tưởng cười, không trả lời câu hỏi của Trần Phong, mà lại hỏi han ân cần. Hắn cũng biết Trần Phong hơi có chút lo lắng vì sự việc càng ngày càng nhốn nháo hơn, đúng là làm cho tỉnh Yến chấn động lớn. Tuy nhiên Hạ Tưởng biết, trong việc xử lý vấn đề Cao Thành Tùng, Trung ương có thái độ kiên quyết mà nhanh chóng. Kết quả cuối cùng vừa làm cho người ta giật mình lại vừa khiến mọi người thỏa mãn nhưng không nói ra. Mọi chuyện diễn biến thế nào có thể cũng có một chút thay đổi nho nhỏ, có lẽ sẽ có chuyển biến kinh ngạc. Bình tĩnh xem xét, hắn cũng thật không biết sự tình sẽ diễn ra như thế nào. Này đồ xảo quyệt! Trần Phong cười ha ha. Đương nhiên ông ta hiểu rõ Hạ Tưởng đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình nên mới không chịu buông tha. Tôi chỉ hỏi có một chút suy nghĩ của cậu. Cũng không hỏi cậu chính xác kết quả sẽ như thế nào. Chuyện này cuối cùng quyết định là ở thủ đô, hiện tại ngay cả Phó Bí Thư Lộ cũng không rõ tình hình. Nếu đã bắt Vũ Phái Dũng, tôi nghĩ cuối cùng chỉ sợ thủ đô có người sẽ không chịu buông tha Cao Thành Tùng mà muốn có một lời giải thích cho nhân dân tỉnh Yến. Hạ Tưởng chỉ nhắc một chút rồi thôi, lại hỏi ngược lại Trần Phong. Cục diện chính trị của tỉnh Yến đang rối ren, cũng ảnh hưởng tới thành phố Yến. Nếu không thì thị trưởng Trần đã sớm thành bí thư Trần rồi. Trần Phong cười mắng vài câu, dập máy, lại ngẫm nghĩ một chút, lại gọi cho Phó Bí Thư Lộ. Chương 352, con át chủ bài. Thôi Hướng biết được Vũ Phái Dũng bị bắt, ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, nói rằng. Thư ký Vũ, đường quan lộ của mày đã chấm dứt rồi, đường sống có lẽ cũng không còn quá dài đâu. Đàm Long đang đi thị sát sân gôn đầu tiên của thành phố Yến cùng với một doanh nghiệp. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt hắn u ám, vội vàng kết thúc thị sát, ra xe lên đường về. Ở trên xe, hắn lại gọi điện thoại cho tỉnh, sau khi nói vài câu thì dập máy. Hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi chốc lát, đột nhiên lại nói với thư ký. Tiểu Tưởng, gọi điện thoại cho Giao Trì, tôi muốn đặt một phòng. Tưởng Kiều năm nay 30 tuổi. Từ khi giữ chức thư ký tới nay rất được Đàm Long tín nhiệm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tưởng Kiều dạ một tiếng, nhấc máy gọi Giao Trì. Là nhà tắm hơi xa hoa bậc nhất của thành phố Yến, ông chủ Giao Trì và Sở Công an tỉnh cùng Cục Công an thành phố rõ ràng trên dưới đều rất quen thuộc. Chỗ dựa vững chắc lớn nhất tại thành phố Yến của Giao Trì chính là Đàm Long. Đàm Long có một thói quen là khi gặp một vấn đề lớn hoặc là có chuyện gì phiền muộn thì đều thích đến Giao Trì đặt một phòng. Đầu tiên là ngâm mình một lúc, sau đó sẽ tìm người massage một lúc, cuối cùng tinh thần lại sảng khoái. Khi Vương Bằng Phi nghe được tin tức là lúc đang cùng Tần Thắc Phu, Phương Tiến Giang cùng nhau chơi mạt chược,
Vốn Phương Tiến Giang đánh bài không giỏi, nhưng từ khi Hạ Tưởng làm trung gian giới thiệu, hắn và Vương Bằng Phi trở nên quan hệ thân thiết, thì cũng dần dần học đánh bài. Bất kể là kiểu bài gì cũng đều biết chút ít. Hôm nay chỉ có 3 người, thiếu mất 1 người. Cũng không biết tại sao, Vương Bằng Phi không nghĩ tới sẽ gọi người khác, 3 người thì chơi 3 người. Sau đó tin tức truyền đến, Vương Bằng Phi cầm bài trong tay ném một cái, cười nói. Sao lại sớm cho người khác biết nội tình, không thua mới là lạ. Kỳ thật ngay lúc thư ký Vũ bày ra quân át chủ bài thì mọi việc đã định ra kết cục hôm nay của hắn rồi. Tôi nghĩ đúng lúc chúng ta đang thiếu một chân, nếu Tiểu Hạ ở đây hắn có thể giảng giải cho chúng ta nghe rất nhiều điển cố, ha ha. Phương Tiếng Giang tươi cười nói. Như người ta nói, thật ra Vũ Phái Dũng tội không đáng chết. Hắn chỉ là người chịu tội thay thôi. Hắn không ngã thì người đứng sau hắn không lộ ra được. Hắn ngã xuống một cái, mới có thể tìm ra vấn đề người đứng phía sau hắn, vạch trần toàn bộ. Tần Thác Phu phân tích. Vũ Phái Dũng chỉ là trong chóng đo chiều gió, hắn bị Ủy ban Kỷ luật Trung ương mang đi có nghĩa là người trên đài cũng đứng ngồi không yên. Vương Bằng Phi hứng thú giơ tay chỉ trỏ về phía Bắc. Cấp trên có người quyết tâm phải đụng đến Cao Thành Tùng. Người ta nói khi nào chọn chủ tịch tỉnh. Lúc nào chủ tịch Cao trở thành đồng chí Cao Thành Tùng, lúc đó chính là thời điểm quyết định. Tần Phác Thu lại liên tiếp bí hiểm rồi cười tự giễu tự. Nói đi nói lại, kỳ thực vì việc lật đổ Cao Thành Tùng mà tôi đã tốn không ít công sức, cũng không biết bí thư Diệp có thể nhớ công của tôi không. Ha ha! Vương Bằng Phi và Phương Tiến Giang cùng nhau cười ha ha! Điện thoại trong nhà Tống Chiêu Độ vang lên, vừa đi làm về mới bước vào cửa. Tống Chiêu Độ không hề vội vàng nhấc điện thoại. Sau khi nhấc máy, lông mày ông lại giãn ra. Tiểu Hạ, cậu gọi thật đúng lúc, tôi vừa mới đi làm về, vẫn còn chưa kịp rửa tay rửa mặt thì cậu lại gọi tôi. Nói mau có chuyện tốt gì? Lẽ nào Tống Chiêu Độ cũng biết vui đùa, Hạ Tuẩn liền mỉm cười. Trưởng ban Tống, tôi đoán chắc anh đi làm về mới gọi điện thoại. Chính là muốn nói với anh một tiếng, Mai Gia ở Bắc Kinh đang theo vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ. Nghe nói bọn họ ra sức rất mạnh. Tống Chiêu Độ lại nhíu mày, ngây người sửng sốt nói. Tốt, tôi biết rồi. Buông điện thoại, hắn đi đi lại lại vài vòng trong phòng, xem các phương diện lợi hại trong quan hệ, rốt cục đã quyết định. Hạ Tưởng cũng là vừa nghe được Mai Hiểu Lâm nói cho hắn. Ông chú Mai Thái Bình của Mai Hiểu Lâm được gia tộc ủng hộ, khai thông quan hệ, rất có khả năng sẽ nhảy dù vào tỉnh Yến là trưởng ban tổ chức cán bộ. Sau khi hắn biết được tin đó, trước tiên liền báo cho Tống Chiêu Độ. Bởi vì nếu Tống Chiêu Độ vẫn kiên trì muốn làm trưởng ban tổ chức cán bộ, ắt phải cùng Mai Gia đấu tranh trực diện. Thế lực Mai Gia mạnh như thế nào Hạ Tưởng còn không rõ. Nhưng theo như giọng điệu của Mai Hiểu Lâm có thể phán đoán ra được, Mai Gia ở thủ đô cũng có thế lực. Cho dù trên không so được với Ngô Gia, thì cũng mạnh không kém so với Khâu Gia. Thực ra Hạ Tưởng vẫn nghĩ Tống Chiêu Độ có thể lên làm ủy viên thường vụ, phó chủ tịch tỉnh, là chuyện hoàn toàn trong tầm tay, cũng là tạo ra một nền tảng cho ông ta về sau làm chủ quản một phương. Nhưng hắn biết hắn không thể trực tiếp mở lời khuyên như vậy, đành phải kín đáo ám chỉ. Cục diện tỉnh Yến đã bắt đầu xoay chuyển, xem như tạm thời lộ ra một mảng trời xanh. Nhưng hiện tại vẫn chưa chọn được người vào ghế chủ tịch tỉnh thì cục diện của thành phố Yến cũng coi như chưa được mở ra. Có thể nói lòng người vẫn cảm thấy bất ổn, tuy nói là ảnh hưởng của tình hình của tỉnh đối với huyện An là không lớn, hơn nữa mùa đông là thời kỳ tương đối ổn định, nhưng dù sao việc nhân sự cũng làm cho lòng người bất ổn. Tình hình huyện An vẫn rất mờ mịt. Ngoài cửa sổ tuyết bắt đầu rơi, từ nhỏ đến lớn, chậm rãi tràn ngập khắp nơi. Năm 2000 qua đi rất nhanh, vèo một cái cũng gần cuối năm rồi, đột nhiên lại có tuyết rơi. Tuyết vừa rơi. Hạ Tưởng không cố ý tự nhiên lại nhớ tới mùa đông ở huyện Bá, tuyết rơi ở huyện Bá. Lại nhớ tới Liên Nhược Hạm ở nước Mỹ xa xôi. Mùa đông năm ấy ở huyện Bá tuyết cũng rơi nhiều. Liên Nhược Hạm trên chiếc xe Land Rover, đi một mạch từ thủ đô ven đường núi đến huyện Bá. Vì cô tự mình thí nghiệm để kiểm tra tình trạng thông xe của đường núi khiến hắn vô cùng cảm động, khiến cho tình cảm với cô càng thăng hoa. Cũng chính vì có một sự hiểu lầm đó khiến tình cảm giữa hắn và cô sâu sắc thêm cho nên họ mới đi đến với nhau như hôm nay. Suy tư lan man không tránh được tinh thần ngẩn ngơ, liền phá lệ mà muốn giải bày tâm tư, hắn nghĩ đến việc gọi điện cho cô. Chẳng ngờ vừa định nhấc điện thoại thì có tiếng chuông vang lên,
vừa nhìn thì thấy số của Nghiêm Tiểu Thì. Tiểu Thì, có chuyện gì sao? Hạ Tưởng nghĩ Nghiêm Tiểu Thì tìm hắn là hỏi xem Cao Kiến Viễn đang ở nơi nào. Hiện tại bất động sản Lĩnh Tiên cơ bản giống như Sơn Dương đang chờ bị làm thịt, đã không còn sức phản kháng. Theo góc độ nào đó mà nói, Nghiêm Tiểu Thì cũng hết giá trị lợi dụng rồi. Tuy Hạ Tưởng dù không nhận mình là người tốt, cũng sẽ không làm cái việc qua cầu rút ván. Huống chi hắn cũng cho rằng Nghiêm Tiểu Thì cũng không phải người xấu, căn bản mà nói cô đúng là người bị hại. Câu trả lời của Nghiêm Tiểu Thì lại ngoài dự kiến của Hạ Tưởng. Phó Chủ tịch huyện Hạ, Chủ tịch Cao nói ông muốn gặp anh, nhờ em truyền tin giúp, ý anh thế nào? Cao Thành Tùng muốn gặp mình, Hạ Tưởng lập tức ngây ngẩn cả người. Từ trước tới nay, mình trốn sau hậu đài chờ đợi ngày thiêu đời của Cao Thành Tùng, chưa từng nghĩ sẽ cùng ông ta gặp mặt một lần. Thực ra cả kiếp trước và kiếp này, xem tin tức trên TV cũng cho thấy một cách tương đối hàm súc về diện mạo của Cao Thành Tùng. Hơn nữa trên thực tế, trong tiềm thức hắn vẫn luôn coi ông ta là mục tiêu lớn nhất nên hắn hiểu rất rõ về Cao Thành Tùng. Lời nói của Nghiêm Tiểu Thì vừa rồi lại nhắc nhở Hạ Tưởng một sự thật, chính là từ đầu chí cuối hắn và Cao Thành Tùng quả thực chưa hề gặp mặt. Gặp hay không gặp, Hạ Tưởng nhất thời còn do dự. Cũng không phải sợ gặp Cao Thành Tùng, mà là suy nghĩ thấy hắn có nhất thiết cần phải gặp hay không. Hạ Tưởng suy tư mất nửa giây đồng hồ, đột nhiên lại quyết định nói với Nghiêm Tiểu Thì. Thứ bảy này, buổi sáng 9 giờ ở công viên rừng rậm. Nếu Chủ tịch Cao không thất hứa, tôi sẽ ở cổng công viên rừng rậm chờ ông ta. Nghiêm Tiểu Thì nghe thấy thì hít một hơi dài. Không biết vì sao, Hạ Tưởng đồng ý rồi cô lại cảm thấy Hạ Tưởng không còn cách xa cô hơn, liền cao hứng nói. Tốt, em lập tức chuyển lời tới Chủ tịch Cao. Cô lại do dự một chút, hỏi. Em rốt cuộc nên làm sao bây giờ? Hạ Tưởng biết hiện tại Nghiêm Tiểu Thì đã mất phương hướng, không biết nên đối mặt với các việc phát sinh như thế nào. Hắn lo nghĩ, nói. Không suy nghĩ gì cả, cũng không phải làm gì cả, coi như tự cho mình nghỉ ngơi. Chờ sau khi mọi việc qua đi, tôi sẽ giúp cô tìm một công việc thích hợp, thế nào? Nếu cô tin lời tôi. Nghiêm Tiểu Thì bây giờ còn chưa rõ vai trò của Hạ Tưởng trong sự kiện Cao Kiến Viễn, cũng không rõ lắm tại sao Cao Thành Tùng lại muốn gặp Hạ Tưởng. Chỉ có điều cô một lòng một dạ cho rằng Hạ Tưởng không phải là người xấu, đối với cô cũng không có ý đồ gì. Hắn nếu đã nói giúp mình thì sẽ giúp, hắn thật tốt. Nghiêm Tiểu Thì truyền đạt lại lời của Hạ Tưởng cho Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng lo nghĩ, không ngờ lại đồng ý. Cuối tháng 12, một tuần sau khi bị bắt, Vũ Phái Dũng chính thức bị xác định truy tố theo pháp luật, mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm cho mọi người kinh ngạc. Cao Thành Tùng như ngồi trên đống lửa. Sáng thứ bảy, Hạ Tưởng đến công viên Xâm Lâm rất sớm. Trên mặt đất còn có một lớp tuyết phủ, lấp lánh ánh sáng, nhìn một lúc lâu sẽ thấy hơi hoa mắt. Các công trình trong công viên Xâm Lâm đã ngừng, thi công vào mùa đông gặp rất nhiều trắc trở. Hơn nữa vì nguyên nhân là ở vùng lạnh, mùa đông thành phố Yến là thời kỳ công việc xây dựng ngừng trệ. Tuy nhiên cơ bản cơ sở hạ tầng đã tốt rồi, đầu xuân sang năm tiến độ thi công sẽ tăng tốc, chắc chắn sẽ hoàn thành xong trước mùa hè. Chỉ là có một ít người không được hưởng thụ chỗ tốt của trại an dưỡng. Chương 353, cho lãnh đạo cấp tỉnh một bài học. Cao Thành Tùng đến muộn, 9 giờ 15 phút, rốt cuộc Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chính là quan lớn tỉnh bộ vẫn theo lệ thường đến hơi muộn một chút. Xe của Cao Thành Tùng đứng ngay trước mũi xe Hạ Tưởng. Ở giữa là một luống hoa, ước chừng chỉ khoảng mấy chục thước. Hạ Tưởng nhận ra xe của Cao Thành Tùng, tuy nhiên làm bộ không biết. Vẫn cứ đứng bất động tại chỗ gọi điện. Cao Thành Tùng ngồi ở trong xe vài phút, không thấy Hạ Tưởng chủ động đến mở cửa xe cho hắn, trong lòng bực bội. Một tên phó chủ tịch huyện nho nhỏ là cái thá gì mà dám kiêu căng như thế chứ, nhìn thấy cán bộ cấp tỉnh cũng phải chủ động đến mở cửa xe. Thật là không hiểu chuyện. Cao Thành Tùng tuy rằng chưa từng gặp Hạ Tưởng, nhưng trước khi gặp cũng nghiên cứu qua về lý lịch của Hạ Tưởng, nhìn qua tấm hình của hắn rồi nên cũng có thể nhận ra hắn. Lại cố ý ngồi trong xe đợi lát nữa, vẫn không thấy Hạ Tưởng chủ động tới liền giận dữ nói với lái xe. Mở cửa. Người tài xế vội vàng xuống xe, mở cửa xe cho Cao Thành Tùng. Cao Thành Tùng nén giận, đi về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chính là muốn cố tình thử xem, đường đường một bí thư tỉnh ủy cũng phải trải nghiệm qua mùi vị bị người lạnh nhạt. Cao Thành Tùng tại tỉnh Yến từng làm khổ cho không ít người. Bình thường trong công tác với kẻ khác hơi động tí là của trách. Hoặc có giận dữ cũng là thường tình.
người bị ông ta lạnh nhạt lại càng nhiều đếm không xuể. Hạ Tưởng bèn nhân cơ hội có tâm lý ít nhiều trả miếng. Hắn cũng không rõ tại vì sao mà hắn lại vô cùng căm hận Cao Thành Tùng. Mặc dù thực tế trong cuộc đời Cao Thành Tùng và hắn chẳng có điểm gì gặp nhau. Chẳng lẽ chỉ là vì ông ta hãm hại Trần Phong vào tù. Lại đem bác Tào Tống ra một ban ngành dâu ria để dưỡng lão. Còn hãm hại rất nhiều người chính trực, có thể đúng thế, cũng có thể không đúng, dù sao Hạ Tưởng đối với Cao Thành Tùng không có ấn tượng tốt nào. Cho nên lần đầu tiên thấy ông ta, hắn không thể có một chút tươi cười với đương kim chủ tịch Hội đồng Nhân dân, thậm chí còn giả bộ không nhận ra ông ta. Cao Thành Tùng đứng trước mặt Hạ Tưởng, nhìn người trẻ tuổi trước mặt thật lâu. Có thể nói một câu thế này, thật là tuổi trẻ mà phong độ lại chín chắn và điềm đạm. Trong mắt hắn toát lên vẻ kiên nghị khiến ông hơi có phần chùn lại. Nghĩ thầm, quả nhiên không phải một người dễ đối phó. Hắn chỉ trầm lặng, cho dù là cố ý làm bộ, thì cũng đã khiến người ta sợ hãi rồi. Vì Cao Thành Tùng đã từng gặp không ít thị trưởng, thậm chí bí thư thành ủy vừa thấy ông thì căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi đầy đầu. Hạ Tưởng nhìn thấy ông nhưng chẳng có một chút phản ứng nào, cứ như là đang nhìn một người xa lạ. Cậu chính là Hạ Tưởng phải không? Cao Thành Tùng đợi một lúc, thấy Hạ Tưởng vẫn không chủ động nói chuyện, đành phải mở lời hỏi. Tôi là Hạ Tưởng, xin hỏi ngài là... Hạ Tưởng rốt cục cũng mở miệng, rất lễ phép, chẳng qua là có một chút cảm giác lạt nhạt. Ta là ai? Cao Thành Tùng thiếu chút nữa bực vuột ra cả mũi, nhịn một chút, dù sao cũng là có việc nhờ người, đành phải nhịn. Tôi là Cao Thành Tùng, hôm nay cố ý tới đây gặp cậu để nói chuyện. Xin chào Chủ tịch Cao. Hạ Tưởng rốt cuộc cũng mỉm cười, vẻ nhợt nhạt chợt lóe lên đã qua ngay, lại trở nên có chút không sợ hãi. Mời ngài vào trong công viên nói chuyện, nơi này là cửa vào, nhiều người qua lại nhìn ngó, thật không tiện nói chuyện. Hai người cùng tiến vào trong vườn hoa, đi được vài bước đã vào trong con đường nhỏ. Mùa đông đã tới, du khách tới công viên rừng rậm ít dần. Trên mặt đất lá rụng một lớp thật dày, bởi vì có tuyết nên khi dẫm lên có tiếng xèo xèo. Đi được vài bước, Cao Thành Tùng không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng, liền hỏi. Hạ Tưởng, cậu nói cho tôi biết, Kiến Viễn hiện đang ở đâu? Cậu rốt cuộc muốn tôi thế nào mới bằng lòng bỏ qua cho nó? Ngày trước đường đường là một bí thư tỉnh ủy, nhất ngôn cửu đỉnh phụ trách tiền đồ vô số người trong tỉnh, bây giờ lại chịu không nổi vội vàng hỏi một phó chủ tịch huyện như hắn. Hạ Tưởng thì tươi cười, nói là. Chủ tịch Cao. Cao Kiến Viễn hiện tại ở nơi nào tôi thật không biết. Ngoài ra, ngài nói muốn tôi buông tha cho anh ta, tôi không rõ ý của ngài là gì. Ngài phải hiểu là không phải tôi không buông tha cho anh ta, mà quốc pháp không tha anh ta, là pháp luật không dung anh ta. Cao Thành Tùng nóng nảy. Hạ Tưởng, tôi cảnh cáo cậu, đừng nghĩ tôi hiện tại không phải là bí thư tỉnh ủy, muốn lấy đi cái chức phó chủ tịch huyện nho nhỏ của cậu cũng không phải là việc khó hay không thể làm được đâu. Cậu không cần phải khinh người quá đáng. Các tư liệu về Kiến Viễn cậu đang có trong tay mau giao cả ra đây, tôi có thể chỉ cho cậu một con đường sáng. Nếu không chỉ cần tôi còn tại vị một ngày, cậu cũng đừng nghĩ có thể được ăn quả ngọt. Khi Cao Thành Tùng nói ra những lời độc địa, trên mặt càng có vẻ hung dữ, hai mắt toát ra hung quang, thật là biết dọa người. Hạ Tưởng lắc đầu, nhẹ nhàng mỉm cười. Chủ tịch Cao, ngài đường đường là lãnh đạo cấp tỉnh. Lại có giọng điệu uy hiếp tôi một phó chủ tịch huyện để nói chuyện, có phần hơi. Và lại, trong tay tôi làm sao có những tài liệu mật về Cao Kiến Viễn chứ? Dạ, ý ngài nói tài liệu mật là nói Cao Kiến Viễn hắn khẳng định có những hành vi phạm pháp. Nếu không thì làm sao lại có tài liệu mật được chứ? Cao Thành Tùng đột nhiên đứng sững lại. Ý cậu là cậu không chống đối tôi. Vậy tôi hỏi cậu, rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với cậu, để cho cậu hận tôi thế này? Phải trăm phương ngàn kế muốn đẩy tôi vào chỗ chết. Hạ Tưởng không cười, vẻ mặt nghiêm túc. Chủ tịch Cao, ngài lại nói sai rồi, không phải tôi chĩa mũi nhọn vào ngài, cũng không phải tôi tính kế hại ngài. Ngài hãy đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm mình, ngài ở tỉnh Yến trong những năm gần đây, rốt cuộc thật tâm đã làm những gì vì sự phát triển kinh tế của tỉnh Yến? Hay là một lòng vì tư lợi cho bản thân, để thỏa mãn quyền lực của chính mình? Không cần nói với tôi những đạo lý cao siêu, cậu chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch huyện, chờ khi cậu ngồi vào vị trí bí thư tỉnh ủy cậu sẽ hiểu nỗi khổ của tôi. Cậu hiện tại trình độ có giới hạn, tầm nhìn cũng không xa, làm sao hiểu rõ vị trí bí thư tỉnh ủy của tôi,
có bao nhiêu là chuyện thân bất do kỷ không thể tự quyết định. Có bao nhiêu việc cần phải xem xét mọi vấn đề quyền lợi. Cao Thành Tùng ngụy biện. Cho dù là một phó chủ tịch huyện nhỏ hay là một bí thư tỉnh ủy, có điều này tôi thấy đều giống nhau, trong lòng có dân chúng, một lòng một dạ làm công. Chỉ cần trong lòng ngài đích thực là chí công vô tư, miễn là người toàn tâm toàn ý vì dân chúng làm việc, đem lại hạnh phúc cho nhân dân. Dù cho ngài có làm sai chút chuyện nhỏ, phạm một chút sai trái, tất cả mọi người sẽ tha thứ cho ngài. Nhưng hiện tại, ngài hãy mở to hai mắt mà xem, chủ tịch cao kính yêu của tôi, sau khi ngài bị mất chức có bao nhiêu người vui mừng phấn khởi? Lại có bao nhiêu người vỗ tay? Ngài có nghĩ tới vì sao không? Có cảm thấy nóng ruột hay trong lòng hổ thẹn không? Có cảm thấy tại tỉnh Yến mấy năm qua, ông đã có lỗi với trên dưới mấy ngàn vạn dân chúng của tỉnh Yến hay không? Có cảm thấy chính mình đã phụ sự tin cậy, bồi dưỡng và phó thác của đảng và nhà nước? Hạ Tưởng càng nói càng xúc động, đánh một cái lên gốc cây đại thụ bên cạnh. Đừng nghĩ ngài là bí thư tỉnh ủy cao cao tại thượng thì muốn làm gì tại hạ cũng được. Đừng cho là ngài có thể một tay che trời ở tỉnh Yến này, có thể dùng người tùy tiện, loại bỏ những người đối lập. Đừng tưởng rằng ngài có thể mãi mãi trên ngôi cao không có ngày xuống đài. Lúc ở trên đài nên nghĩ đến sau khi xuống đài, trong mắt dân chúng mình rốt cuộc là người có ích cho với nhân dân, xã hội, quốc gia không hay chỉ là một người ăn trên ngồi chốc. Chủ tịch Cao, lẽ nào ông còn không tỉnh táo, vẫn thấy không rõ ông đã làm tổn thương nhân dân tỉnh Yến đến thế nào? Ông mắt mù tai điếc nên không biết gì, là bởi vì tâm ông mù. Nếu như ông vẫn cảm thấy mình là người có đủ tư cách đảng viên, xứng đáng với vị trí bí thư tỉnh ủy, tôi đề nghị ông đi ra giữa dân chúng, cứ tùy tiện kéo một người nào đó hỏi, không cần hỏi gì khác, chỉ cần hỏi một câu thôi, anh chỉ cảm thấy Cao Thành Tùng đảm nhận chức vụ bí thư tỉnh ủy mấy năm nay đã làm được việc gì chưa? Ông sẽ biết thấy cảm nhận của người dân thấy ông là người như thế nào. Cao Thành Tùng bị Hạ Tưởng liên tiếp hỏi, ông ta dựa vào thân cây đại thụ bên cạnh, nuốt từng chút sự giận dữ, trong mắt toát ra sự tuyệt vọng, sợ hãi và phẫn nộ, vươn tay chỉ vào Hạ Tưởng, nói. Cậu nói hưu nói vượt, cậu ngậm máu phun người. Tôi nói là những lời nói thật, không có chút giả dối. Hạ Tưởng thấy Cao Thành Tùng vẫn khăng khăng một mực, không khỏi cười lạnh một tiếng, đứng yên một bên, lạnh lùng nói. Chủ tịch Cao, bi ai nhất của đời người không phải là quá tự cao tự đại, mà là rõ ràng vì sự tự cao tự đại của bản thân mà ngã xuống, lại không biết ăn năn hối cải, vẫn còn oán trách trời đất. Cao Thành Tùng không kìm nổi giận dữ gầm lên một tiếng. Cậu mới vài tuổi danh dựa vào cái gì mà dạy đời ta? Cậu tính cái gì vậy, mới chỉ làm cục phó vớ vẩn, dám ăn nói như vậy đối với cán bộ cấp tỉnh. Cái này gọi là mạo phạm, cậu có biết cái gì gọi là lễ nghi và tôn kính hay không? Tôi biết, tôi đương nhiên biết, tôi tôn trọng người, có thể tôn trọng chức vụ của người đó, cũng có thể tôn trọng tuổi tác. Nhưng tôi coi trọng nhất là đức hạnh. Hạ Tưởng duỗi tay ngăn lại một ông cụ vừa đi ngang qua, nhẹ nhàng đến gần hỏi cụ. Cháu chào cụ ạ, cháu muốn hỏi cụ một việc, được chứ? Cụ ông đứng lại, cười tủm tỉm nhìn Hạ Tưởng. Chàng trai, có chuyện gì? Cháu muốn hỏi cụ một chút, cụ cảm thấy bí thư Cao Thành Tùng lúc đương nhiệm ở tỉnh Yến có thật sự là một bí thư tốt vì dân vì nước không ạ? Hạ Tưởng nói chuyện cố tình nhìn Cao Thành Tùng liếc mắt một cái. Cao Thành Tùng làm bộ không thèm để ý, nhưng ông ta lại vểnh lỗ tai lên, muốn chính tai nghe xem người dân thường có cái nhìn thế nào về mình. Cao Thành Tùng, hắn không phải đã bị hạ bệ rồi sao? Mất chức là tốt nhất, tôi còn phải đốt pháo chúc mừng. Cụ ông đối với câu hỏi của Hạ Tưởng thấy hứng thú, hứng chí bừng bừng nói. Cao Thành Tùng đối nhân xử thế thật sự quá kém, hắn là người có năng lực nhưng làm việc không công bằng. Dung túng cho con hắn vơ vét khắp nơi. Còn dùng người không khách quan, chỗ nào cũng thấy để bạt người thân cận của mình. Nghe nói còn hãm hại một nhà báo tiến bộ của một tạp chí, tống vào tù. Ôi, làm sao một bí thư tỉnh ủy lại làm như vậy chứ? Hắn quả thực làm rối loạn tỉnh Yến, nên sớm hạ đài từ lâu mới phải. Cụ ông đi đã lâu lắm rồi, Cao Thành Tùng vẫn còn chưa tỉnh lại, ông ta dựa lưng vào cây đại thụ, gần như không thể đứng thẳng được. Lời nói của Hạ Tưởng chỉ tác động bên ngoài. Bởi vì ông ta cho rằng Hạ Tưởng cố ý hãm hại hắn. Nhưng khi cụ ông đi ngang qua luôn miệng nói hắn đối nhân xử thế kém, khiến lòng tự tin về việc cư xử tốt từ trước đến nay của hắn như lọt vào hầm băng. Từ trước đến giờ danh tiếng của mình trong nhân dân vốn là như vậy,
dư luận về mình là như vậy, cảm nhận về hình tượng của mình trong nhân dân là như vậy ư? Cao Thành Tùng như bị sét đánh. Ông ta vẫn cho rằng mình là người bị hãm hại, bị người đố kỵ. Ông ta bị Tống Chiêu Độ lợi dụng việc công để trả thù cá nhân. Ông ta kỳ thật không có làm sai cái gì, vẫn là hình tượng ngay thẳng sáng ngời. Chưa từng muốn làm việc giống như Hạ Tưởng nói là tùy tiện kéo một người hỏi vài câu mà nghe nói về hắn xấu vậy. Có trời mới biết nếu đi trên đường cái của thành phố Yến, hỏi lại mấy người trẻ tuổi, có khi nào lại xông vào đánh hắn, mắng hắn không? Cao Thành Tùng đã cảm giác được nỗi bi thương trước nay chưa từng có, liền như một người đang trong giấc mộng tỉnh lại, thất tha thất thểu đẩy Hạ Tưởng ra, xoay người hướng ra ngoài bước đi. Nhìn bóng dáng Cao Thành Tùng, Hạ Tưởng thở dài. Hôm nay mình nhất thời kích động, dạy cho nguyên bí thư tỉnh ủy tiền nhiệm, đương kim chủ tịch Hội đồng Nhân dân Cao Thành Tùng một bài học. Lá gan mình cũng quá lớn nhỉ, nếu truyền ra ngoài e rằng sẽ hù dọa không ít người. Chỉ vì chứng kiến bộ dạng Cao Thành Tùng hồn bay phách lạc, Hạ Tưởng biết, sự tình hôm nay dám chắc sẽ gây chấn động rất lớn trong lòng ông ta. Cao Thành Tùng hẳn là sẽ tỉnh lại mà nhận thức được cảm nhận về hình ảnh của ông ta trong lòng dân chúng. Có lẽ sẽ làm ông ta rút ra một số bài học kinh nghiệm. Chỉ có điều Hạ Tưởng trong lòng không tự tin chính là, Cao Thành Tùng hôm nay tìm đến hắn không đạt được mong muốn gì đó, bước tiếp theo ông ta sẽ là như thế nào? Nếu giống như lời ông ta nói, ông ta tuy không còn là bí thư tỉnh ủy nhưng là chủ tịch Hội đồng Nhân dân, vẫn đang nắm quyền hành. Muốn gây phiền phức cho hắn thì cũng dễ như trở bàn tay. Suốt từ lần gặp đó, qua Tết Dương lịch 2001 cũng không thấy Cao Thành Tùng làm gì bất lợi cho hắn. Hạ Tưởng dần dần yên lòng, nghĩ thầm Cao Kiến Viễn chắc mất tích, chỉ sợ là Cao Thành Tùng không còn lòng dạ nào để ý tới mình nữa. Hiện tại ông ta cũng có thể đoán chắc chắn sự tình của Cao Kiến Viễn. Nếu ông ta còn tiếp tục gây chuyện sinh sự, cũng như là chủ động tự đưa mình vào họng súng. Chỉ còn 20 ngày nữa là tới Tết âm lịch, tới gần cuối năm rất nhiều công việc cần kết thúc. Vốn rất nhiều người nghĩ rằng tạm thời không có phát sinh việc đại sự. Với người dân trong nước mà nói thì không có việc gì quan trọng hơn năm mới. Không nghĩ tới vụ án Lệ Triều Sinh đột nhiên lại tuyên án. Mọi người cũng nghĩ cũng như bình thường, Lệ Triều Sinh bị phán tử hình, tịch thu toàn bộ tài sản. Du Lệ cuối cùng được phán án nhẹ chỉ tù 3 năm, con bé tạm thời giao cho chồng Du Lệ nuôi dưỡng. Hình phạt Lệ Triều Sinh cũng không làm cho mấy người khiếp sợ. Việc điều chỉnh cán bộ tỉnh Yến lập tức hấp dẫn toàn bộ ánh mắt mọi người, tất cả mọi người đều thảo luận sôi nổi, cảm thán chỉ sợ đã điều chỉnh phạm vi nhỏ ở năm trước thì năm sau sẽ tổ chức lại nhân sự với quy mô. Nói là điều chỉnh vi phạm nhỏ nhưng cũng đủ cho người ta hoa cả mắt, trong lòng liên tục kinh ngạc. Nguyên phó bí thư tỉnh ủy Lộ tuyên bố vì lý do tuổi tác, chính thức từ nhiệm chức phó bí thư. Ban tổ chức Trung ương chính thức tuyên bố, Trung ương Bắc Kinh phê chuẩn, đồng chí Thôi Hướng làm ủy viên thường vụ tỉnh Yến, phó bí thư tỉnh ủy, không đảm nhiệm chức vụ ủy viên thường vụ, bí thư thành ủy thành phố Yến nữa. Đồng thời tuyên bố, đồng chí Trần Phong làm ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, ủy viên thường vụ và bí thư thành ủy thành phố Yến, không còn đảm nhiệm chức vụ thị trưởng thành phố Yến. Bổ nhiệm đồng chí Hồ Tăng Chu làm quyền thị trưởng, phó bí thư thành ủy. Sau khi điều chỉnh một loạt nhân sự, mọi người đều rất kinh ngạc. Bỗng nhiên lại xuất hiện một vấn đề, chính là khuyết một vị trí phó thị trưởng thành phố Yến và một ghế chống chủ tịch tỉnh của tỉnh Yến. Nếu phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng thuận lợi tiếp nhận chức vụ chủ tịch tỉnh, thì lại khuyết vị trí phó chủ tịch thường trực tỉnh. Nếu như phó chủ tịch tỉnh Mã tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực tỉnh, như thế lại khuyết một vị trí ủy viên thường vụ phó chủ tịch tỉnh nữa, đúng là làm cho người ta liên tiếp trông thấy các ghế trống. Cũng có điều rất rõ ràng là tỉnh Yến còn có một ghế trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trống nữa. Lại càng có rất nhiều muốn tranh giành lấy cái ngai vàng này. Hạ Tưởng còn cách ngai vàng rất xa, hắn không có tư cách để giành lấy, cũng không hề tỏ ý hắn quan tâm quá đến cái ghế đó. Sau khi hắn gọi cho Trần Phong tỏ vẻ chúc mừng, Hạ Tưởng lại lo nghĩ. Hay là gọi cho Hồ Tăng Chu, trước tiên là để thể hiện một chút tình cảm. Chào thị trưởng Hồ, không ngờ ở thành phố Chương Trình ngài là lãnh đạo trực tiếp của tôi, giờ tới thành phố Yến, ngài lại là lãnh đạo thượng cấp của tôi và ngài thật là có duyên. Giọng nói của Hạ Tưởng thật cung kính và có chút tha thiết. Tiểu Hạ, nghe được giọng của cậu tôi thực rất xúc động, cũng rất vui. Lần này tôi tới thành phố Yến, có thể gặp lại cậu lần nữa, cũng là một việc may mắn hiếm có.
Giọng nói Hồ Thanh Chu còn tình cảm hơn so với sự tưởng tượng của Hạ Tưởng, lại còn khẩn thiết hơn cả Hạ Tưởng. Tôi vừa mới đến thành phố Yến này nên còn không quen lắm, muốn phát triển có lẽ sẽ gặp chút trở ngại. Tiểu Hạ, cậu phải giúp tôi mới được. Có phải thị trưởng Hồ đang có ý lôi kéo mình không? Hồ Tăng Chu từ bí thư thành ủy thành phố Chương Trình lên tới thị trưởng thành phố Yến, chẳng khác nào một bước tiến vào hàng ngũ cán bộ của tỉnh, xem như được thăng chức. Nhưng hắn trong lòng cũng biết, có lẽ vị trí thị trưởng thành phố Yến không hay bằng vị trí bí thư thành ủy Chương Trình. Cấp bậc đúng là nâng cao lên, nhưng trên thực tế quyền hạn lại bị giảm đi. Hơn nữa lại có không ít hạn chế. Hắn biết rõ vị trí thành phố Yến, tuy rằng là thành phố cấp tỉnh nhưng so với thực lực của những thành phố cấp tỉnh thì lại không giống. Thực lực thành phố Yến còn hơi kém, muốn chống đối với tỉnh cũng không đủ tư bản. Cũng có lúc không thể hiện ra khí thế của thành phố cấp tỉnh, cho nên thật là khó so sánh. Hơn nữa, thành phố Yến lại là tỉnh lỵ. Như người xưa nói, ba đời bất hạnh thì làm quan ở huyện thành, ba đời làm ác thì làm quan ở tỉnh lỵ. Tội ác chồng chất thì làm quan ở thủ đô, ý nói là một người ba đời bất hạnh phải làm quan ở huyện thành. Ở đó chi huyện và chi phủ ở cùng một tòa thành. Như thế nhất cử nhất động của hắn đều bị kiềm chế, hoàn toàn không còn uy phong của một quan chức. Cũng tương tự đối với quan ở tỉnh lỵ có cả chi huyện, chi phủ, tuần phủ, cũng tương đương với hiện tại thị trưởng và chủ tịch tỉnh cùng tồn tại trong một thành phố. Mà làm quan ở thủ đô thì càng không cần phải nói. Cho dù là tình hình thế nào, đều rất rõ ràng vấn đề là một thị trưởng của tỉnh lỵ là bi ai nhất. Bí thư thành ủy là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, còn có quyền phát ngôn ở tỉnh, trong khi đó thị trưởng tuy rằng cũng là cán bộ cấp phó tỉnh đấy, nhưng không phải ủy viên thường vụ tỉnh ủy. Nói cách khác là vẫn còn rất bị hạn chế, hơn nữa ở tỉnh thì có rất đông cán bộ cấp phó tỉnh, mỗi người đều muốn chỉ đạo, đối phó cũng khá mệt mỏi. Đó chính là nguyên do tại sao khi làm thị trưởng, muốn lập thành tích là việc rất khó khăn, muốn lấy kinh nghiệm cũng rất khó, nhưng muốn thăng tiến lại rất dễ dàng. Hồ Tăng Chu hiểu rõ lý lịch của Hạ Tưởng, biết rõ hắn từng là người trợ giúp đắc lực của Trần Phong, cũng từng lăn lộn trong tổ cải tạo thôn nội đô, cũng rất được Trần Phong khen ngợi. Hiện giờ Trần Phong thăng chức bí thư, ông ta muốn cùng bí thư Trần kết hợp công việc thật tốt, vì vậy trong mắt Hồ Tăng Chu, Hạ Tưởng rất có tầm quan trọng. Chính vì thế mà Hồ Tăng Chu đối với Hạ Tưởng mới có chút khách sáo như vậy. Đương nhiên ông ta cũng có ấn tượng tốt đẹp với Hạ Tưởng. Năm đó Hạ Tưởng thất thần đứng trước mặt bức thư họa của ông ta, liền khen ngợi không ngớt, cho mãi đến hôm nay ông ta vẫn giữ nguyên ký ức như mới. Thật hiếm có, thật sự là hiếm có. Đời người khó gặp được tri âm tri kỷ, nhất là khi đối phương cũng không phải vì thân phận thị trưởng của mình mà khen ngợi nịnh bợ, mà chỉ là trong lúc vô ý mới phát hiện thư pháp hơn người. Khen ngợi như thế mới là thực tâm, chứng tỏ hắn là thật tâm yêu thích thư pháp của mình. Đối với Hạ Tưởng, Hồ Tăng Chu từ đầu đến cuối đều có ý gần gũi. Giống như một gã tỷ phú gặp hoạn nạn được người cứu. Đối phương cũng không biết thân phận của gã tỷ phú, chỉ một lòng vô cùng săn sóc cho hắn, tình nghĩa này mới thật là chân thực. Là một chính trị gia, Hồ Tăng Chu rất mong thư pháp của mình được các nhà thư pháp gia khẳng định vị trí. Không phải bởi vì mình là thị trưởng thì người ta sẽ nhận thức khác đi, mà là hoàn toàn vì thư pháp độc đáo của mình. Chính vì hai nguyên nhân đấy mà khi ông ta nhận được điện thoại của Hạ Tưởng liền cảm thấy rất thoải mái. Chương 354, Tân trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Sắp Tết rồi nhỉ Tiểu Hạ, Tết năm nay tôi không trở về nhà, chỉ ở lại thành phố Yến. Nhưng tôi ở đây có một mình, ở thành phố Yến không quen, năm nay cũng không thấy dễ chịu mấy. Hồ Tăng Chu dường như vô ý nói chuyện phiếm. Ngay cả câu chuyện bóng gió đấy mà cũng không nghe ra thì Hạ Tưởng không còn là Hạ Tưởng nữa, nghĩa là có thể về nhà nghỉ ngơi đi. Hắn cười ha ha, tôi với thành phố Yến thì lại rất quen thuộc. Tuy rằng ngài hiện là thị trưởng thành phố Yến, nhưng dù sao cũng là vừa mới đến, người xa tới thì coi là khách. Nếu thị trưởng Hồ không chê, tôi xin làm một người chủ nhà tận tâm. Thấy Hạ Tưởng rất hiểu ý, Hồ Tăng Chu vui mừng mỉm cười. Tốt lắm, đến lúc đó tôi lại phải làm phiền cậu làm hướng dẫn viên du lịch rồi. Ha ha! Hạ Tưởng buông điện thoại, tự giễu mình rồi cười. Màn trình diễn năm đó xem ra rất có tác dụng. Thị trưởng Hồ với mình có thái độ rất tốt, có thể thấy ông ta rất xứng đáng là một nhà thư pháp. Đương nhiên hắn cũng mơ hồ đoán được Hồ Tăng Chu muốn lôi kéo hắn. Không chỉ bởi vì hắn và Trần Phong có quan hệ tốt, Hồ Tăng Chu cũng đoán mạng lưới quan hệ của hắn cũng có chút ít.
Không cần nói gì khác, chính hắn lần trước sau khi bị giam giữ, lại đột nhiên bình an vô sự được thả ra, có thể đoán rằng phải nhờ đến nhiều người có quyền thế. Năm trước tuyên án Lệ Triều Sinh, khẳng định vấn đề từ Đức Tuyền để năm sau giải quyết. Còn vấn đề Vương Đức Truyện và Vũ Phái Dũng năm trước không có tin tức gì truyền ra, không thể lập tức giải quyết rất nhiều những vấn đề còn sót lại. Hơn nữa qua Tết cũng là để có thời gian cho nhiều người chạy trọt vào những ghế trống. Các công việc tại huyện An cũng đang bắt đầu kết thúc, Hạ Tưởng chủ trì cuộc họp với các nhà đầu tư, mời Thẩm Lập Xuân, người phụ trách công ty Sơn Thủy, Tề Á Nam và Sở Tử Cao, mọi người cùng tụ họp một chỗ nói chuyện say sưa về triển vọng năm tới. Tất cả mọi người đều tràn ngập chờ mong vào viễn cảnh năm mới, cho rằng huyện An đã vào thời kỳ phát triển nhanh chưa từng có, sang năm tới GDP chắc phải tăng gấp đôi. Sau hội nghị thường vụ và sau hội nghị thường trực chính quyền là 25 tháng chạp, mặc dù chưa chính thức nghỉ định kỳ nhưng cũng có những người làm việc xa gia đình đã bắt đầu lên đường về nhà. Hạ Tưởng đi cũng gần, năm nay đã giao hẹn sẵn không trở về Đan Thành ăn Tết, mà là để Hạ An lái xe đưa ba mẹ tới thành phố Yến. Vì vậy hắn cũng không vội mà thu xếp đồ đạc quay về thành phố Yến. Sau khi nói chuyện điện thoại với Liên Nhược Hạm, hứa với cô là tranh thủ mùa xuân sang năm sẽ sang Mỹ gặp cô, Liên Nhược Hạm cao hứng, nói rằng. Anh đừng có sai lời, nếu anh vô tâm em sẽ cho anh một năm tồi tệ. Em lại nghĩ ra ý tưởng xấu xa gì đấy? Hạ Tưởng đắc chí cười mãi. Em sẽ gọi điện cho ba mẹ anh, nói em có em bé với anh, xem ba mẹ anh trừng phạt anh thế nào. Không ngờ Liên Nhược Hạm lại có ý tưởng đáng sợ như vậy, Hạ Tưởng đành phải liên tục xin lỗi. Đừng làm bậy nhé, anh không phải đã đáp ứng yêu cầu của em sao? Nếu em dám nói thế với bố mẹ, anh sẽ không cần em nữa. Và lại, em không phải cũng vẫn chưa có sao, không cố ý hại người sao? Liên Nhược Hạm cười thông cảm rồi mới dập máy. Sau đó hắn lại gọi điện cho Tào Thù Lê, nghe cô nói đại khái bác Tào đến đêm 30 mới có thể về. Cô Vương còn nhờ cô mua một ít hàng Tết, cô có vẻ không tự nguyện nói. Lễ mừng năm mới có gì phải mua, em thấy mua cái gì rồi cũng không dùng tới. Mẹ cứ dặn đi dặn lại nghìn vạn lần, muốn em mua cái này cái kia, để vào đâu cơ chứ? Thật là, thế hệ trẻ và những người đứng tuổi có thái độ với việc đón Tết rất khác nhau. Những người trẻ hiện đại, từ nhỏ không thiếu ăn thiếu mặc, nên nhận thức không rõ lắm về những năm tháng khó khăn. Nhu cầu bức thiết của họ đương nhiên là Tết phải ăn ngon mặc đẹp, thêm nữa không thể lý giải nổi tâm lý thích mua sắm vào dịp Tết của người già. Hạ Tưởng cười an ủi cô vài câu, mãi đến khi đồng ý cho hắn làm cu li, đảm nhiệm việc lái xe miễn phí cho cô, khuân vác miễn phí cho cô thì cô mới hào hứng lại. Sau đó hắn lo nghĩ, lại gọi cho Tiếu Giai. Năm nay Tiếu Giai đang bận rộn với công việc ở công ty, nhận được điện thoại của Hạ Tưởng thì rất vui mừng. Cô vẫn muốn trêu hắn. Lại muốn Hạ Tưởng tới thủ đô thăm cô một chuyến. Cô đã chọn được mấy địa điểm để làm trụ sở công ty, muốn Hạ Tưởng ra quyết định cuối cùng. Hạ Tưởng ngẫm lại cũng hiểu được là phải đi gặp Tiếu Giai một chuyến, liền đáp. Được. Tiếu Giai cao hứng đứng dậy hoan hô. Vừa buông điện thoại thì Mai Hiểu Lâm gõ cửa đi vào. Mai Hiểu Lâm hôm nay dường như cố ý làm dáng. Khuôn mặt chát phấn, còn vẽ chút má hồng làm cho khuôn mặt sinh động lên rất nhiều. Thảo nào phụ nữ cứ thích tô son điểm phấn, trang điểm quả thật có một sức mạnh thần kỳ. Mai Hiểu Lâm muốn nói lại thôi, ngồi trên salon, một lát sau mới chần chừ hỏi thăm. Anh có thể giúp tôi một chuyện được không? Hạ Tưởng thấy cô có chút do dự, lại có chút khẩn trương, khó hiểu nói. Nói chuyện ấp a ấp úng, không giống tác phong của cô. Chuyện gì, có chuyện gì cứ nói thẳng ra. Hai ngày tới tôi sẽ quay về thủ đô. Anh có thể đưa tôi đi một chuyến được không? Mai Hiểu Lâm nhìn Hạ Tưởng, hơi không tự tin nói. Nếu anh có việc thì tôi không dám phiền anh nữa. Hạ Tưởng cảm thấy tò mò. Đưa cô đi một chuyến cũng không có gì, thủ đô cách thành phố Yến lại không xa. Nhưng vấn đề quan trọng là cô có chắc chắn chỉ đơn giản là muốn tôi đưa cô đi một chuyến thôi, sau đó có mục đích gì khác không? Nói tôi nghe đi. Cái gì gọi là có mục đích riêng, nói vậy thật khó nghe. Cứ như tôi tính kế gì lừa anh. Mai Hiểu Lâm không vui nói, mặt trắng bệch liếc nhìn. Mới lại nói ra tình hình thực tế. Nói thật cho anh biết cũng được, chú tôi Mai Thái Bình cứ liên tục thúc giục tôi lập gia đình, tôi phiền đến chết mất. Tôi đã bảo với chú là cháu có bạn trai rồi nhưng chú không tin nên tôi phải dẫn anh đến. Hạ Tưởng kinh hãi.
bảo tôi giả vờ làm bạn trai của cô. Tôi xin cô, cách này đã xưa quá rồi, chả có tí sáng suốt gì cả. Hơn nữa cũng không thể được, bởi vì tôi cũng đính hôn rồi, cô không hại tôi có được hay không? Mai Hiểu Lâm sửng sốt, ngay sau đó lại cười ha hả. Thực là không có triển vọng, coi bộ anh sợ đến mức như là bị đoạt mất đồ trên tay vậy. Cho dù tìm người giả bộ làm bạn trai, tôi cũng sẽ không tìm anh. Nhìn tướng mạo anh quá non, chú tôi thích người trưởng thành hào phóng cơ. Cô cười xong thấy vẻ mặt Hạ Tưởng nghiêm túc vẫn chưa tin liền giải thích. Tôi muốn anh làm chứng cho tôi. Anh cứ nói, tôi cũng đã gặp vài người bạn trai, cũng không thấy thích hợp. Có thể là tính cách của tôi hơi đặc biệt, bình thường đàn ông không thích. Tốt nhất anh đến uống rượu với chú tôi, để chú ấy không bức bách tôi phải lập gia đình, để về sau tôi được tự do. Hạ Tưởng không tránh khỏi có chút nhức đầu. Ý tưởng của Mai Hiểu Lâm hơi có phần hão huyền. Mình và Mai Thái Bình không quen, làm sao có thể vừa thấy mặt đã uống rượu với ông ta. Và lại Mai Thái Bình xuất thân từ trong đại gia tộc, há lại dễ bị người ta thuyết phục thế sao? Lại có Mai Hiểu Lâm lấy hay không lấy chồng thì bát đại gia tộc nhà cô ta tự biết đánh giá. Mình dính vào, có vẻ sẽ phải nói nhiều không chừng còn làm cho người sinh ghét, không phải là chuyện hay ho gì. Hạ Tưởng đã nghĩ sẽ khước từ, không ngờ Mai Hiểu Lâm lại nói một câu khiến có hắn trở nên lưỡng lự. Thực ra thì cũng không phải muốn anh thuyết phục chú tôi, chính là muốn cho anh và chú gặp nhau sớm một chút, bởi vì năm sau ông ấy sẽ tới tỉnh Yến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Đã có quyết định rồi ư? Hạ Tưởng kinh ngạc, nhanh như vậy, tỉnh Yến còn không có tin tức gì truyền đến, hóa ra ở thủ đô mọi thứ đã được xác định rồi. Nghĩ thầm xem ra Tống Chiêu Độ đã không được lựa chọn rồi, chính là do ông ta không có sức mạnh như gia tộc người ta, đành phải thoái lui trở vị trí thứ yếu, lựa chọn làm phó chủ tịch tỉnh. Ừ, cấp trên đã đồng ý rồi, không có thay đổi nữa. Mai Hiểu Lâm coi như tín nhiệm Hạ Tưởng, một chút cũng không giấu giếm. Vốn cấp trên trả lời cho chú ấy là rất khó, bởi vì rằng định sẽ đề bạt cán bộ ngay tại tỉnh Yến. Đột nhiên sau đó cấp trên lại cho tin chính xác là sẽ bổ nhiệm chú ấy. Em cũng không rõ lắm là biến cố gì, tóm lại chú ấy rất vui vẻ, xem như hởi lòng hởi dạ rồi. Hạ Tưởng hiểu được, là Tống Chiêu Độ chủ động vứt bỏ, chính là ông ta nghe lời Sử lão khuyên, muốn làm phó chủ tịch tỉnh rồi. Làm phó chủ tịch tỉnh cũng tốt, với tài năng của mình, Tống Chiêu Độ có thể thuận lợi từ phó chuyển thành chủ, sau đó lại đến bí thư tỉnh ủy, vút thẳng lên trời. Tốt, tôi đưa cô đến thủ đô, tuy nhiên tôi cũng đã nói trước, tôi chỉ có thể cố gắng khéo léo nói vài câu về vấn đề cá nhân của cô. Nếu như Mai Thúc Thúc mất hứng, tôi sẽ lập tức câm miệng. Sẽ không nhắc lại. Hạ Tưởng nói trước cho Mai Hiểu Lâm rõ. Việc hôn nhân đại sự của cô, để tôi tham gia vào sẽ không thích hợp. Tôi lại nói với chú, dễ khiến tới hiểu lầm. Anh đừng có tưởng ai cũng mê mình đi, tôi cũng sẽ không đồng ý anh đâu, làm gì có sự hiểu lầm. Hiểu Lâm thao thao ngoài miệng không buông tha người, lại trách móc Hạ Tưởng nói. Lần trước chủ ý của anh muốn tôi nhận đứa trẻ làm con nuôi, tôi vẫn chưa kịp thực hiện. Anh nghĩ biện pháp nào giúp tôi trước khi gặp chú? Hạ Tưởng vẻ mặt bất đắc dĩ. Này, tôi không có nợ tôi đâu đấy. Mai Hiểu Lâm không hề để ý tới Hạ Tưởng, xoay người bước đi. Trước tiên anh cứ lo ăn Tết cho gia đình và thù lê đi đã, đỡ phải bị mắng. Tôi có khả năng sẽ đi bất cứ lúc nào, nhớ tôi gọi là đi luôn. Mai Hiểu Lâm đi hồi lâu, Hạ Tưởng mới nhớ ra mình vừa ngâm một chén trà tốt mà chưa uống, vừa nhìn đã thấy lạnh. Không khỏi lắc đầu cười cười. Mai Hiểu Lâm thật đúng là hành động tùy tiện theo ý mình, nghĩ đến là đến. Tuy nhiên hắn nghĩ đến việc có thể tiếp xúc trước với người sắp nhận chức trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng là cơ hội hiếm có, cũng có chút cân bằng tư tưởng. Chỉ nghĩ tới làm sao yểm trợ cho Mai Hiểu Lâm, Hạ Tưởng sẽ không kìm nổi đau đầu. Buổi tối gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, nói hắn phải tới thủ đô một chuyến bàn bạc công việc. Tào Thù Lê nghe xong cũng không hỏi hắn cụ thể làm cái gì, chỉ có điều nói với hắn, cô muốn ba mẹ tới đây sớm một chút. Dù sao năm mới cũng không có chuyện gì, cô muốn đưa bọn họ đi dạo một vòng quanh thành phố Yến. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút, hiện tại Tào Thù Lê một mình một nhà, Tào Thù Quân mới tìm được bạn gái rồi, hàng ngày không ở nhà. Bác Tào lại tạm thời chưa về, cô ở một mình cũng khá buồn bực, liền đồng ý với cô nói là hắn chốc nữa sẽ gọi điện thoại nói một câu. Hạ Tưởng lại gọi về nhà, bàn bạc một chút. Hạ Thiên Thành nói Hạ An ngày mai sẽ nghỉ,
nghỉ qua một ngày mới có thể đến thành phố Yến. Hạ Tưởng rất vui, liền giải thích vài việc cần chú ý rồi lại gọi cho Tào Thù Lê thông báo tình hình, làm Tào Thù Lê vui vẻ kêu lên mấy tiếng. Buổi tối sắp xếp ra sự xong xuôi, Hạ Tưởng muốn tìm Thịnh Đại cùng đi ăn cơm, bỗng nhiên Khâu Tự Phong đẩy cửa bước vào, tươi cười nói. Phó Chủ tịch huyện Hạ, còn chưa đi ăn sao? Cùng đi đi. Chủ tịch huyện Khâu chủ động rủ cùng đi, Hạ Tưởng không thể cự tuyệt, liền gật đầu bằng lòng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, ra nhà hàng Thường Sơn. Tiêu Hà vừa thấy Phó Chủ tịch huyện Hạ đi cùng Chủ tịch huyện Khâu liền vội vàng chạy ra đón, tự mình sắp xếp cho hai vị vào bàn. Hạ Tưởng biết Khâu Tự Phong có việc muốn nói, cũng không muốn để Tiêu Hà phục vụ liền nói. Chú Tiêu cứ đi làm việc đi, cháu và Chủ tịch huyện Khâu cũng không phải người ngoài. Không cần phải xen vào đâu. Tiêu Hà đi rồi, Khâu Tự Phong cũng không vòng vo, nói thẳng. Mai Thái Bình sắp tới tỉnh Yến làm trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch huyện Hạ hẳn là đã biết tin tức này. Tuy nhiên khả năng là cậu vẫn còn chưa biết tính cách con người của Mai Thái Bình thế nào. Hạ Tưởng cũng biết rõ chắc chắn Khâu Tự Phong có mục đích khác, liền nói. Chủ tịch huyện Khâu và Mai Gia đã từng có quan hệ qua lại, chắc biết rõ ông ta là người như thế nào, nếu không có gì trở ngại, có thể nói cho tôi nghe một chút đi. Khâu Tự Phong châm khói, hít một hơi thật sâu nói. Hiện tại chúng ta hợp tác với nhau coi như thuận lợi, nhưng có điều này tôi phải nói, Phó Chủ tịch Hạ cậu đừng hiểu lầm mới được. Tôi cũng không có thành kiến gì với Mai Gia. Cũng không phải bởi vì ngày trước cùng Mai Hiểu Lâm có chút vương mắc, mà muốn nói cho cậu một cách chân thực về Mai Thái Bình. Tuy rằng nói vậy, từ trước đến nay Hạ Tưởng chưa từng để lộ cho Khâu Tự Phong biết giữa hắn và Mai Hiểu Lâm có quan hệ gì. Tuy nhiên Hạ Tưởng cũng nghĩ có thể Khâu Tự Phong trong lòng cũng biết, chính tự bản thân mình và Mai Hiểu Lâm từng có hôn ước, cũng biết Mai Gia và Khâu Gia từng có ân oán. Sở dĩ Khâu Tự Phong nói tuy là mập mờ, nhưng trong lòng tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng y như thế nào. Hạ Tưởng liền gật gật đầu, để kệ Khâu Tự Phong có mục đích gì, có thể hiểu biết thêm một chút về tính tình của Mai Thái Bình cũng không phải là chuyện xấu. Mai Thái Bình là lão nhị của Mai Gia, từ nhỏ ngang ngược, nổi danh Thái tử Đảng ở thủ đô. Trước kia từng vì ghen tuông mà đánh người ta tàn phế. Việc này ở thủ đô gây chấn động một thời, cũng làm cho uy danh họ Mai tăng thêm. Tất cả mọi người sau lưng gọi hắn là không trình độ bởi vì hắn tranh giành vợ người, mà người phụ nữ đó lại là gái điếm. Hạ Tưởng đang uống trà, liền phun ra một chút, hắn kinh ngạc mà há to miệng, trong lòng kinh ngạc không cách nào hình dung được đường tâm một công tử Thái tử Đảng vì một kỹ nữ mà đánh người khác tàn nhẫn, thật quá mất mặt. Khâu Tự Phong hài lòng mỉm cười, hiển nhiên là tán thành với biểu hiện kinh ngạc của Hạ Tưởng. Tôi lúc đó nghe xong cũng không thể tin nổi. Hơn nữa còn nghe nói cái cô kia cũng không thương hắn mà là yêu chồng cô ta, là một người thợ giày. Chuyện này lúc đó truyền bên trong vài gia tộc ở thủ đô. Thể diện của Mai Gia suýt chút nữa bị Mai Thái Bình làm hỏng hết, làm cho ông cụ Mai Gia vừa đánh vừa chửi hắn. Cuối cùng nhốt hắn trong phòng tối nửa tháng mới thả ra. Lúc ấy Mai Thanh Bình vẫn còn trẻ tuổi, mới 20 tuổi. Khâu Tự Phong cười cười, cùng Hạ Tưởng chạm chén, rồi uống một hơi cạn sạch. Lại tự giễu mà lắc lắc đầu, nói rằng. Tuy tôi lúc tuổi còn trẻ, cũng rất phóng túng, nhưng so với Mai Thái Bình vẫn còn kém nhiều lắm. Nếu như ở tuổi 20, hành động của hắn có thể tính là lúc trẻ lông bông, như vậy năm 30 tuổi hắn thật sự đã làm ra những sự kiện khiến người ta mở rộng tầm mắt. Hạ Tưởng có chút hứng thú liền hỏi han. Chuyện gì? Hắn phải phối hợp một chút với Khâu Tự Phong, cũng muốn làm cho Chủ tịch huyện Khâu cảm nhận được thành ý của hắn. Nếu không lại có vẻ không có chút lòng thành. Khâu Tự Phong chính là chờ Hạ Tưởng hỏi câu này, Hạ Tưởng vừa hỏi y liền hớn hở nói. Khi 30 tuổi, Mai Thái Bình đã làm một cục trưởng của Bộ Nông nghiệp rồi. Có một lần lãnh đạo cấp trên xuống thị sát, ông ta mới cùng đi được phân nửa thời gian, bỗng nhiên không báo cáo gì quay người đi mất, để các lãnh đạo ngơ ngác nhìn nhau. Lãnh đạo rất giận dữ, yêu cầu nghiêm túc xử lý Mai Thái Bình vì tội không coi lãnh đạo ra gì. Hành vi kiêu ngạo, ngông cuồng. Chỉ chốc lát sau Mai Thái Bình trở về, nghe được chỉ trích của lãnh đạo đối với hắn, ngay trước mặt rất nhiều người phản bác lãnh đạo, nói hắn bị tiêu chảy phải vội vã đi nhà vệ sinh ngay. Nếu nói ra thì đúng là không tôn trọng lãnh đạo, cho nên hắn mới không từ biệt mà đi, cũng là vì muốn biểu hiện tôn kính lãnh đạo. Nói được một nửa, Khâu Tự Phong rốt cuộc không kìm nổi, tự mình cười ha ha trước.
Mai Thái Bình tính tình thật là làm người ta không lường hết được. Nói hắn tôn trọng lãnh đạo đi, ngay cả một câu cũng không có, xoay người đi mất. Nói hắn không tôn trọng lãnh đạo đi, việc đi nhà vệ sinh cũng có thể nói thẳng thắn. Dường như vấn đề chính là ở lãnh đạo, mà không phải hắn. Nếu chỉ như vậy thì cũng không đủ thể hiện sự bất bình thường của hắn. Hạ Tưởng cười không nói gì, làm bộ chăm chú lắng nghe, Khâu Tự Phong liền tiếp tục nói. Lãnh đạo thấy hắn nói nghiêm trang, lại bởi vì hắn là người của Mai gia, cũng liền kiềm chế cơn giận trong lòng tạm thời xem như không hề nhắc tới việc này. Không ngờ một lát sau, lãnh đạo đang muốn bắt đầu bài phát biểu thì Mai Thái Bình đứng ở phía sau lãnh đạo, đột nhiên bước về phía trước, cúi xuống bên tai nói với lãnh đạo một câu. Kết quả ngay lập tức làm cho lãnh đạo sắc mặt biến đổi, tức giận mắng hắn một tiếng, cút đi. Bởi vì lúc đó đã bật micro, kết quả là tất cả mọi người nghe thấy lãnh đạo giống lên giận dữ, đều ngơ ngác nhìn nhau không biết có vấn đề gì. Hạ Tưởng có chút khó tin, dù sao Mai Thái Bình cũng là thái tử đảng đứng đắn và kiêu ngạo. Sự việc trên nhìn bề ngoài thì cũng đúng mực, ông ta như thế nào lại có thể làm cho lãnh đạo sượng mặt ngay tại bàn. Cho dù cấp trên cũng là người đã từng lăn lộn trong quan trường, Mai Thái Bình làm cũng hơi quá thái. Trừ phi hắn thật sự là hạng người không biết trời cao đất dày. Rốt cuộc hắn nói với lãnh đạo cái gì, Hạ Tưởng vẫn hết sức tò mò Mai Thái Bình đã chọc giận lãnh đạo như thế nào, hỏi. Rốt cuộc ông ta nói gì? Khâu Tự Phong lắc đầu. Thông tin truyền tai nhau rất nhiều, có người nói Mai Thái Bình nói, lãnh đạo, tôi lại muốn đi vệ sinh, xin ngài chuẩn y. Lại có người nói kỳ thực được thăng chức nhanh nên cố ý quấy rối, đến nỗi hắn còn nói với lãnh đạo là, báo cáo lãnh đạo, tôi muốn đánh giám, xin chỉ thị của lãnh đạo. Có những phiên bản càng ngày càng thay đổi đến nực cười, còn nói là, lãnh đạo, vừa rồi có phải người vừa đánh giám không? Thật là thối. Ha ha. Hạ Tưởng thoải mái cười to. Mai Thái Bình này quả thật là một thằng hề, ông ta không phải người nông cạn, chính là cố tình làm mất mặt gây ấm ức cho lãnh đạo. Khâu Tự Phong cũng mỉm cười, cười xong mới lắc đầu nói. Bởi vì chuyện này Mai Thái Bình ở cấp cục mãi không được thăng chức. Mọi người đều cho rằng hắn là một điển hình của loại thái tử đảng. Không ai xem trọng tương lai của hắn, cho rằng hắn không thích hợp với quan trường, rất thích hợp với thương trường, cho dù hắn đi kinh doanh, cũng chỉ là dựa vào lừa gạt, bởi vì không ai tin hắn có bản lĩnh thật sự. Mai Thái Bình năm nay cũng 50 tuổi rồi. Rốt cục cũng có cơ hội đảm nhiệm vị trí trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Yến. Với hắn mà nói đúng là việc tốt, đối với tỉnh Yến mà nói thì chưa chắc đã là việc tốt. Hắn ở thủ đô tuy rằng từ cấp cục đến phó giám đốc sở, sau đó lại đến giám đốc sở, vẫn rất thuận lợi, cũng không có chuyện chê cười gì. Tuy nhiên tục ngữ nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, một khi hắn rời khỏi thủ đô thoát ly ông cụ Mai ra thì sẽ thành kiểu gì đây? Khâu Tự Phong bất đắc dĩ cười cười. Rốt cục vấn đề chính là đây. Khâu gia chúng ta và Mai gia không tính là hòa thuận, đồng thời tôi cũng tin tưởng Mai Thái Bình tới tỉnh Yến cũng sẽ không có ấn tượng tốt đối với cậu. Bởi vì hắn bình sinh rất không thích những người trẻ tuổi mà lại được lòng người. Phó chủ tịch huyện Hạ, cậu trẻ tuổi mà đã là huyện ủy ủy viên thường vụ, phó chủ tịch huyện, đúng là đối tượng đối nghịch với Mai Thái Bình. Chương 355, sự kiện đánh nhau ở Bắc Kinh. Khâu Tự Phong công khai châm ngòi ly gián, Hạ Tưởng ít nhiều cũng hiểu được vấn đề. Khâu Tự Phong vừa lo lắng sau khi Mai Thái Bình vừa đến tỉnh Yến sẽ là một bất lợi lớn đối với y, vừa e sợ rằng Mai Thái Bình sẽ cho rằng mình đi lại gần gũi với Mai Hiểu Lâm nên sẽ được ông ta thưởng thức, từ đó mình sẽ nắm lấy điểm này mà không còn thành tâm thành ý hợp tác như trước nữa. Tâm tư của Khâu Tự Phong cũng không thể nói là xấu. Theo quan điểm cá nhân của hắn, hắn không muốn mình có thể đến gần được Mai Thái Bình cũng là dễ hiểu. Hạ Tưởng cũng không cho rằng mình có thể thân thiết với Mai Thái Bình, hơn nữa Khâu Tự Phong vừa rồi kể chuyện cũ của Mai Thái Bình, phỏng chừng cũng không phải tin đồn vô căn cứ. Nếu Mai Thái Bình trước kia đã từng làm như thế khiến cho người ta tê dại cả răng, cho dù ông ta đã cố kiềm chế tính cách, khả năng cũng không phải là dạng người tốt để kết giao. Nhưng thủ đoạn châm ngòi ly gián của Khâu Tự Phong hơi thấp kém, ít nhiều đã khiến trong lòng hắn cảm thấy không thoải mái. Vì thế hắn liền từ chối và nói. Tôi chỉ là một phó chủ tịch huyện nhỏ bé, Mai Thái Bình tới đây chính là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ, quyền cao chức trọng, đâu có thèm để ý đến tôi. Hơn nữa thế cục tỉnh Yến rất rắc rối phức tạp, cho nên ông ta mới đến,
muốn tạo một chỗ đứng vững chắc ít nhất cũng phải mất một năm, năm rưỡi. Tôi cảm thấy, sau khi đến đây, ánh mắt của trưởng ban Mai sẽ không vội vàng nhắm xuống dưới mà chỉ riêng việc thăm dò quan hệ trên tỉnh cũng đã đủ khiến ông ta bận một thời gian rồi. Khâu Tự Phong nghe ra ý của Hạ Tưởng là có xu hướng chọn việc nhẹ mà tránh việc nặng, có một chút bất lực, nhưng cũng không còn cách nào. Hiện tại Khâu gia ở tỉnh Yến cũng không khả quan, lại không có đồng minh mạnh mẽ, y rất có cảm giác phải một mình chiến đấu rất mệt mỏi. Mặc dù có thể nói là nơi rất tốt để rèn luyện bản thân nhưng dù sao ở đây, y cũng bị người khác kiềm chế khắp nơi, quả thật cực kỳ khó chịu. Khâu Tự Phong cũng không muốn để cho Hạ Tưởng xem nhẹ, cho dù từng đề cập qua nhưng thấy hắn quả là không cảm thấy hứng thú đối với Mai Thái Bình, y liền đổi đề tài. Sang năm hẳn là bí thư Lý sẽ thăng chức, sau khi phó chủ tịch huyện Thịnh thuận lợi lên làm chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện Hạ có thể tiếp nhận vị trí của phó chủ tịch huyện Thịnh, đến lúc đó cần phải nỗ lực hơn vì sự phát triển kinh tế của huyện An. Lời cam kết này của Khâu Tự Phong tuy rằng không thành tâm cho lắm, nhưng ít ra cũng tỏ được thiện ý. Hạ Tưởng liền tỏ vẻ cảm tạ, cuối cùng hắn nói. Xin chủ tịch Khâu yên tâm, trong mục tiêu cố gắng phát triển kinh tế ở huyện An, tạo phúc cho cộng đồng dân chúng huyện An, tôi sẽ theo sát bước ngài, nhất trí ủng hộ chính sách của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Ngày 28 tháng Chạp, Mai Hiểu Lâm phải quay về Bắc Kinh. Hạ Tưởng nhầm tính thời gian. Quả thật là không thể đợi thêm được nữa, liền gọi điện thoại cho Tào Thù Lê, khiến cô chăm sóc ba mẹ cho tốt, còn hắn phải đi Bắc Kinh. Tào Thù Lê đang bận rộn chăm lo cho mấy người Hạ Thiên Thành, cũng mặc kệ Hạ Tưởng, chỉ nhắn hắn chú ý an toàn, đi nhanh về nhanh. Sau khi Hạ Tưởng giải thích cho rõ sự tình, hắn liền lái xe chở Mai Hiểu Lâm, một đường tiến về phía Bắc. Vừa lên đường cao tốc, Mai Hiểu Lâm nói giọng không nặng không nhẹ. Ngày hôm qua tôi không ngủ được. Tôi sẽ nghỉ ngơi trong chốc lát. Khi nào tới khu phục vụ của thành phố bảo thì gọi tôi phải đi nhà vệ sinh. Không đợi Hạ Tưởng trả lời, cô đã dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại tĩnh dưỡng tinh thần. Hạ Tưởng cười gượng gạo, cô gái này xem mình là người lái xe kiêm luôn người bảo mẫu, đã vậy còn phải chiếu cố cô, hơn nữa khi nói chuyện với hắn cũng có vẻ rất thẳng thắn. Ngay cả Liên Nhược Hạm đối với mình cũng không có được phong cách như vậy, điều này đúng thật là kỳ quái. Như thế nào mà cô ta cứ coi mình như không phải người ngoài vậy? Mà chưa kể, chỉ trong chốc lát Mai Hiểu Lâm bỗng thật đã chìm trong giấc ngủ ngọt ngào. Mai Hiểu Lâm mặc một áo khoác rất dày, khi lên xe thì cởi áo khoác ra treo ở phía sau ghế, trên người lúc này chỉ còn một chiếc áo len mỏng. Hệ thống điều hòa làm nóng trong xe rất tốt, chỉ trong chốc lát sau trên mặt cô đã hiện lên một vẻ hồng nhuận, lộ ra vẻ thùy mị khác hẳn với lúc bình thường. Môi cô mím chặt, đôi mắt nhắm lại. Cặp lông mi không ngừng lay động tạo một vẻ đẹp làm người khác phải chấn động. Lần đầu tiên Hạ Tưởng phát hiện ra rằng Mai Hiểu Lâm cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Khuôn mặt cô đoan chính, ngũ quan rất thanh tú. Bình thường thì Hạ Tưởng cũng không quá chú ý đến vẻ bề ngoài của cô, hơn nữa những lần tiếp xúc với nhau thì chủ yếu hắn ấn tượng với tính tình, không ngờ bỏ qua việc cô cũng còn là một mỹ nữ. Hạ Tưởng liền chỉnh cửa xả gió lệch một chút sang bên cạnh. Trong lúc vô ý ánh mắt liền dừng lại ở trên người Mai Hiểu Lâm. Hắn lại phát hiện ra thân hình cô mượt mà, không gầy cũng không béo, là một dạng phụ nữ đầy vẻ quyến rũ, thành thục, làm cho tim của người đối diện không khỏi phải đập nhanh hơn. Xe đến khu phục vụ của thành phố Bảo, Hạ Tưởng liền đánh thức Mai Hiểu Lâm dậy. Mai Hiểu Lâm định xuống xe luôn, Hạ Tưởng ngăn lại nói. Cô chờ thêm một chút, cô vừa tỉnh ngủ, chờ thêm một chút rồi xuống xe, bên ngoài gió lớn. Lại lạnh, rất dễ bị cảm. Ánh mắt Mai Hiểu Lâm phức tạp liếc nhìn Hạ Tưởng một cái, rồi bỗng dưng ngây người sửng sốt, không ngờ lại ngoan ngoãn nghe lời không xuống vội. Cô lại dựa người vào thành ghế rồi hỏi. Lúc tôi ngủ, cậu có nhìn lén tôi không vậy? Hạ Tưởng nghĩ thầm, lại có chuyện tới nữa, cô ta đúng là nhanh mồm nhanh miệng, một giây một phút thôi cũng không buông tha cho người khác. Hắn liền đáp. Có nhìn cô mấy lần, chỉ có điều là với tính chất quan tâm. Cũng không có ý khác. Vì thế, cũng không có thể xem là nhìn trộm. Dáng người của tôi cũng khá ổn chứ. Mai Hiểu Lâm lại hỏi thêm một câu nữa. Điều này, Hạ Tưởng cũng không nắm chắc được tâm tư lúc này của Mai Hiểu Lâm là như thế nào, đành phải chọn giải pháp an toàn. Rất đẹp, vừa phải, rất gọn gàng. Mai Hiểu Lâm thở dài một tiếng. Tôi đã 30 tuổi, có phải là cũng hơi già rồi không? Trên người của tôi không có tì vết nào chứ?
Hạ Tưởng không biết nên trả lời như thế nào cho phải. Hắn ngẫm nghĩ một chút, dù sao lời nói hay thì mọi người đều thích nghe. Không có, cái eo tròn trịa, đôi chân cũng rất đẹp. Tất cả đều hoàn hảo, cô vẫn giữ form người rất chuẩn. Cậu thì biết cái gì? Mai Hiểu Lâm thình lình buông một câu. Dối trá, nói xạo, đang còn cách một lớp quần áo thì cậu có thể nhìn thấy được cái gì, ăn nói linh tinh. Mai Hiểu Lâm liền mở cửa xe bước xuống, để lại Hạ Tưởng một mình trên xe đang đổ mồ hôi lạnh. Nhìn cô lúc không mặc quần áo, cô nói thế nào mà không để ý gì cả vậy, may mà mình cũng biết tính cách của cô ta, nếu là người khác thì có lẽ đã nhầm tưởng sang việc cô ta đang khiêu khích mình vậy. Chỉ chốc lát sau, Mai Hiểu Lâm đã quay trở lại, phỏng chừng đang định nói cái gì, vừa thấy Hạ Tưởng thì mặt mày đỏ ửng cả lên, ngượng ngùng nói. Hồi nãy chúng ta nói chuyện quá nhanh, cậu đừng nghĩ loạn lung tung, không phải là tôi ám chỉ gì cậu đâu. Hạ Tưởng hai mắt đảo vòng quanh. Hồi nãy cô nói nhanh quá, tôi cũng không nghe thấy cô nói cái gì cả. Mai Hiểu Lâm mỉm cười, bỗng nhiên nói rất hăng hái. Cậu nghỉ ngơi một lát đi, để tôi lái cho. Ngồi xe cũng rất mệt mỏi, không bằng lái xe để vận động một chút. Cách lái xe của Mai Hiểu Lâm so với Hạ Tưởng thì còn có phần dũng mãnh hơn, dọc theo đường đi tốc độ luôn đạt mức tối thiểu ở vận tốc 150 km/h trở lên. Hạ Tưởng khuyên cô lái chậm lại một chút nhưng cô lại không nghe, càng lái càng hưng phấn. Hạ Tưởng đành phải kiểm tra và thắt lại dây an toàn, hai tay nắm chặt lại tay vịn của xe. Lúc tới Bắc Kinh là vừa lúc giữa trưa. Mai Hiểu Lâm lái xe thẳng tới nhà hàng Đông Lai, mời Hạ Tưởng ăn cơm. Mùa đông thì ăn lẩu đúng là thượng sách, vừa vào đến cửa liền phát hiện ra bên trong đã chật ních, không còn chỗ ngồi nào. Phía trước cửa, còn có một hàng dài người đang lĩnh số đứng đợi chờ tới lượt mình được ăn. Nghĩ tới vài năm sau các nhà hàng mọc lên như nấm thế mà cũng vẫn còn nơi xếp hàng lĩnh số kiểu này. Bắc Kinh rốt cuộc cũng là Bắc Kinh. Đầy đủ các dạng quán ăn thế mà vẫn có những quán mọi người chen chúc nhau thế này. Hạ Tưởng cảm thấy không thể lý giải được, dù gì cũng chỉ là bữa ăn, không đến mức phải tiêu phí thời gian và sự kiên nhẫn đến vậy. Hắn định khuyên Mai Hiểu Lâm đổi sang nhà hàng khác, nếu không thì tìm lấy một quán nhỏ nào đấy, ăn đơn giản một bữa cơm là được. Nhưng không ngờ tới rằng lúc ở Bắc Kinh thì Mai Hiểu Lâm lại có hình tượng hoàn toàn khác với lúc ở huyện An. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong đại sảnh. Đến trước mặt quản lý lễ tân, nói nhỏ với ông ta điều gì đó, lập tức vị quản lý lễ tân này hiện lên vẻ mặt tươi cười, giơ tay làm một tư thế chào đón, mời cô đi lên tầng trên. Mai Hiểu Lâm liền khoác lấy cánh tay của Hạ Tưởng, Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đây là một loại lễ nghi xã giao nên cùng với Mai Hiểu Lâm cất bước đi lên tầng trên. Thời điểm lúc đi ngang qua khu chờ đợi, gặp một gã chíp hôi nhuộm tóc vàng khè. Mai Hiểu Lâm và Hạ Tưởng bước song song với nhau. Hai bên cũng không nhường nhịn nhau một chút. Kết quả là Hạ Tưởng huých nhẹ vào bả vai của gã chíp hôi tóc vàng, nhận được ánh mắt không chút ý tốt nào của gã. Hạ Tưởng không để ý đến ánh mắt khiêu khích của y, tiếp tục tiến lên phía trước. Không ngờ vừa bước được chân vào cầu thang lên lầu 2 thì có tiếng ồn ào từ phía sau. Ơ này, sao lại chen ngang thế này? Chúng tôi đã phải đợi nửa ngày rồi, làm việc gì thì cũng phải để ý đến thứ tự, quy củ chứ. Đạo lý người đến trước và người đến sau có hiểu nữa không? Còn nữa, cũng phải nói với anh, vừa rồi va phải tôi mà cũng không xin lỗi lấy một cái, đúng là không có giáo dục. Không có việc gì thì việc tự tìm đến thì phải. Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm đành phải dừng lại, hai người quay đầu nhìn về hướng người đang đứng ở phía sau. Tên tóc vàng với vẻ mặt không phục nhìn Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Trên mặt Mai Hiểu Lâm lộ ra vẻ tươi cười lại có vẻ rụt rè. Hoàn toàn là phong thái của một thục nữ tiêu chuẩn. Chỉ có điều cô hơi hơi gật đầu với vị quản lý lễ tân mà không nói gì. Vị quản lý lễ tơ vội vàng xoay người nói. Hiểu Lâm, vị tiểu thư này đã sớm gọi điện để đặt phòng rồi, không phải là chen ngang đâu ạ. Hiểu Lâm, lừa ai đây? Tên nhãi tóc vàng này ước chừng 20 tuổi, trên người mặc một bộ quần áo cực kỳ sặc sỡ, bên cạnh gã còn có một cô gái mặc bộ quần áo màu đen, mái tóc xoăn tít lại. Trên miệng cô ta không ngừng nhai kẹo cao su, ưỡn hẹo đang nhìn Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm để đánh giá. Nếu chỉ đơn thuần xem chúng tôi là đồ ngốc thì cũng không sao, lại còn muốn mọi người ở đây đều trở thành đồ ngốc cả. Ai chẳng biết hai người này từ ngoại tỉnh đến đây, có phải là người Bắc Kinh không thì cũng phải xem xét đã. Lại còn cái gì, đã đặt trước phòng,
Nếu bọn họ có phòng ăn riêng thì chúng tôi cũng phải có. Nếu không, sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Cô gái tóc xoăn nói với vẻ vô cùng khí thế. Bọn họ dựa vào gì mà được như vậy? Nếu bọn họ có tiền thì chắc gì so được với chúng tôi, thiếu gia đây cũng rất nhiều tiền, nếu không tin thì xem thử xe ai xịn hơn. Nếu so thế lực, thì hai người này có sánh được thiếu gia này không? Mẹ nó, Bắc Kinh này nói lớn là lớn, mà nói nhỏ cũng là nhỏ, bản thiếu gia chỉ cần dậm chân một cái cũng đầy người phải run sợ. Ai sợ ai chứ? Gã thanh niên tóc vàng hùng hùng hổ hổ tiến lên, trong miệng nói ra toàn lời thô tục. Mai Hiểu Lâm hơi cao lông mày lại, thời điểm cô nhíu cặp lông mày thì kéo theo cái mũi cũng hơi nhăn lại, tạo ra hình ảnh cực kỳ đẹp. Tuy nhiên, trong mắt của cô lại toát ra một vẻ lạnh lùng, cô xoay người lạnh nhạt nói. Từ chỗ nào tới thì quay về lại chỗ đó đi, đừng ở chỗ này mà kêu gào linh tinh, làm ảnh hưởng đến tâm tình của những người khách khác đang dùng cơm ở đây. Thằng nhãi tóc vàng giận tím mặt, có người dám ngay trước mặt bạn gái y ra mặt dạy dỗ y, hơn nữa cách nói lại cực kỳ không dễ nghe chút nào. Điều này khiến y lập tức nổi trận lôi đình, nhảy tới trước mặt Mai Hiểu Lâm, lấy tay chỉ vào mặt Mai Hiểu Lâm rồi nói. Con đàn bà xấu xa này lại còn tỏ ra tinh tướng. Mày có dám nói lại để thiếu gia nghe lại một lần không? Để xem thiếu gia đây có làm cỏ mày luôn không? Cái con mụ này, lại còn dám kiêu ngạo, có phải là nội tiết không được cân bằng không? Bàn tay của y chỉ cách cái mũi của Mai Hiểu Lâm không tới một mét, có thể nói là cực kỳ vô lễ. Hạ Tưởng nhẹ nhàng vung tay lên, gạt cánh tay của thằng nhãi sang một bên. Có chuyện gì thì nói, không nên động chân động tay làm gì. Gã thanh niên tóc vàng này cũng không biết lấy đâu ra được sức lực, cánh tay vươn ra túm lấy cổ áo của Hạ Tưởng, hai mắt trợn lên, nổi giận đùng đùng nói. Thằng nhãi này, mày muốn đánh nhau phải không? Mày còn chưa phải là đối thủ của tao. Nói cho mày biết, chỉ cần một ngón tay thôi tao cũng đánh ngã được mày. Như vậy đi, để nhận thức sự sai lầm của chúng mày, hai đứa mày tặng gian phòng đặt trước đó cho tao thì hôm nay xem như không có chuyện gì xảy ra. Hạ Tưởng lập tức lấy tay bẻ ngược ngón tay cái của y về phía sau, giỡ bàn tay y đang nắm cổ áo mình ra, sau đó nhẹ nhàng vặn thêm cái nữa. Gã thanh niên tóc vàng đau quá người cong lên, tuy vậy vẫn nói đầy vẻ hoành tráng. Thằng nhãi này, mày buông tay ra không, đừng để tao tức giận, có tin là tao tiêu diệt mày không? Cô gái tóc xoăn bên cạnh thấy thế liền chạy đến bên quầy đồ của nhà hàng cầm lấy một chai rượu, sau đó đập vỡ ra, cầm lấy nửa chai vỡ với các mảnh tua tủa. Hung tợn nói với Hạ Tưởng. Mau buông anh ta ra, nếu không tao cho mày thấy máu. Hạ Tưởng biết rằng chỉ sợ lúc này đã trêu chọc vào hai người có bối cảnh nhỏ, liền đem thân mình đứng lên phía trước, che chắn cho Mai Hiểu Lâm, rồi nói với cô ta. Cô tìm cách đứng xa một chút, đừng để cô ta làm cô bị thương. Mai Hiểu Lâm thì ngược lại, có chút hưng phấn lại tiến lên về phía trước một bước, với một thái độ kiểu để xem náo nhiệt, cười nói. Không sợ, đánh càng lớn càng tốt, tôi không tin rằng về tới Bắc Kinh rồi mà còn có người dám ức hiếp tôi, cho tôi là một quả hồng mềm à. Cô lại liếc mắt nhìn cô gái tóc xoăn đang cầm nửa chai rượu nham nhở, nói đầy vẻ khiêu khích. Đừng thấy cầm được chai rượu vỡ mà tự cho mình là giỏi, có bản lĩnh tới đây đánh tôi, không tin cô còn có bản lĩnh dám đánh người khác chết. Cũng không nhìn ra, không ngờ Mai Hiểu Lâm cũng là người thích đối đầu với sự nguy hiểm. Hạ Tưởng đang chần chừ thì cô gái tóc xoăn bỗng như nổi điên lên, khua khua cái chai rượu chạy vọt lên, nhằm về phía Mai Hiểu Lâm đâm tới. Hạ Tưởng hoảng sợ, như thế nào mà bây giờ cái loại chíp hôi lại trở nên liều mạng như vậy, để cái chai này đâm chúng thì có lẽ là sẽ gây ra án mạng. Kể cả trong nhà đầy tiền, đầy thế lực, nhưng gây ra án mạng thì cũng không giữ được cho mày. Bây giờ giáo dục đúng là thất bại, chẳng biết đào tạo đâu ra dạng người này. Cho dù trong nhà cô ta có bản lĩnh vươn tới tận trời, khi gây ra án mạng thì cũng phải đền mạng. Hắn liền thuận thế đẩy tên tóc vàng về phía trước, không quên đá thêm cho y một cái. Một cú đá này làm cho tên tóc vàng kia ngã xuống đất, cam đoan là tạm thời y sẽ không đứng dậy được. Tiếp đó, lại thêm một cú đá vào cô gái tóc xoăn đang liều mạng xông lên, lực của cú đá này cũng không mạnh, chỉ vừa đủ đá bay cái chai mà cô ta đang cầm trong tay bay đi. Cũng không đến mức làm bị thương đến cô gái. Cô gái tóc xoăn không kịp thu thế, ngã ầm một cái trên mặt sàn vững chắc, phát ra một tiếng động lớn. Nghe thanh âm này thì cũng biết được rằng cú ngã vừa rồi làm cô ta rất đau đớn. Quả nhiên,
cô gái tóc xoăn vừa ngã xuống sàn xong liền khóc oa oa. Ba, mẹ, mau đến mà xem, con gái bảo bối của các người bị người khác đánh. Ba mẹ mà không tới đây hỗ trợ thì con gái của hai người thì sẽ bị người khác đánh chết. Hạ Tưởng đổ mồ hôi, cô gái này đúng là điên rồi, vừa rồi đang ra tư thế như muốn lấy mạng người khác, thế mà bây giờ thì lại khóc lóc om sòm, thái độ đúng là quay ngoắt 180 độ, đúng là kỳ lạ thật. Thằng nhóc tóc vàng đang ngã trên mặt đất cũng lăn lộn kêu la om sòm. Bố ơi, mẹ ơi, mau tới đây làm mặt đứa con trai của hai người lần cuối, nếu không thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hạ Tưởng quay đầu lại, liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, bất đắc dĩ nói. Lần đầu tiên tôi thấy dạng người như vậy, tới Bắc Kinh, vùng đất dưới chân thiên tử, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, xem ra đã mở rộng được thêm tầm mắt. Mai Hiểu Lâm với vẻ mặt đầy hứng thú, ý vị nhìn Hạ Tưởng, lại còn cố ý hỏi hắn. Có sợ không? Nếu sợ thì cậu cứ chạy trước đi. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng sự tình này là do cô gây ra, bây giờ lại đang chế giễu, khích tướng mình. Hắn đành phải hai tay khoanh lấy trước ngực, cười nói. Gây chuyện là cô, chịu trách nhiệm là tôi. Tốt, tôi cũng biết điều này, ai bảo cô là lãnh đạo của tôi. Mai Hiểu Lâm đắc ý cười. Đến Bắc Kinh này rồi mà tôi còn để cho cậu chịu thiệt thì từ sau tôi không dám nói mình là người của Mai gia nữa. Vừa dứt lời lại thấy bốn người từ ngoài vội vã chạy tới. Phía trước là hai người đàn ông trung niên đi giày da tây phục, bụng phệ, phía sau là hai người phụ nữ trung niên tô son điểm phấn, quần áo trên người rất đẹp. Bốn người chạy tới chỗ thằng nhóc tóc vàng và cô gái tóc xoăn, vội vã rối rít hỏi thăm. Sao lại thế này vậy Tiểu Phúc, ai đánh con ra nông nỗi này? Bảo Nhi của ba ơi, ai làm con thành như vậy? Là người nào mắt mù hay sao mà lại động vào con? Nói đi, mẹ con đây sẽ lột da hắn. Ngay cả từ, lột da, cũng nói ra, quả nhiên là giọng nói đầy vẻ coi trời bằng vung. Hạ Tưởng thờ ơ nhìn, hắn biết bốn người này là cha mẹ của hai người đang nằm kia. Chương 356, gia tộc lớn thứ tư ở Bắc Kinh. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng có trò hay, cả nhà đoàn viên một chỗ, nhìn thật náo nhiệt. Lại thấy bộ dáng Mai Hiểu Lâm bình tĩnh một cách tự nhiên, Hạ Tưởng không khỏi thở dài trong lòng. Cũng không biết tâm lý của cô ta như thế nào, vừa quay về Bắc Kinh là đã gây ra sự vụ này, đã thế còn tỏ vẻ như là người đầy vẻ nhân ái hòa nhã. Cậu là người ở đơn vị nào? Có cấp bậc gì? Lãnh đạo của cậu là ai? Người đàn ông trung niên đeo cặp kính có gọng màu vàng tơ hỏi, chắc lẽ y là bố của thằng nhãi tóc vàng, một mặt lấy tay đỡ thằng nhóc, một mặt hai mắt có hình tam giác hung ác nhìn Hạ Tưởng hỏi. Cũng coi như là người có chút sáng suốt. Biết người ở Bắc Kinh không chừng lại là thân thích của ai đó. Ai cũng nói ở Bắc Kinh thì tùy tiện lấy ra một người thì cũng là một trưởng phòng. Xem ra người đeo cặp kính có gọng màu vàng này còn sợ chọc vào người không thể trêu vào được, vì thế nên mới mở miệng lại yêu cầu Hạ Tưởng tự giới thiệu. Hạ Tưởng thành thật như một em bé, giọng nói rất trung thực trả lời. Tôi không phải là người ở Bắc Kinh, là người ở Ủy ban Nhân dân huyện đi công tác. Cái gì? Không phải là người ở Bắc Kinh mà còn dám ở thủ đô kiêu ngạo, không biết Bắc Kinh là vùng đất nào à? Mấy người còn tưởng như ở thị trấn của các người, một mẫu đất cũng có tám phần của các người hay sao? Người đeo kính có gọng màu tơ vàng ngay lập tức thay đổi thái độ với một vẻ mặt từ trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói với Hạ Tưởng. Mày đánh con tao, bây giờ mày có hai lựa chọn. Thứ nhất là bồi thường 100.000 tệ để thuốc men chăm sóc, thứ hai là bị tóm cổ tới đồn cảnh sát. Khoảng giam bữa nửa năm gì đó thì ra. Tất cả đều do mày tự lựa chọn. Bọn tao là người văn minh, không thèm động tay động chân vào mày. Người đeo kính có gọng màu vàng tơ còn tháo cặp kính mắt xuống, hà hơi vào mắt kính, lấy ra cái khăn lau lau, quả nhiên là bộ dạng 10 phần văn minh. Hạ Tưởng không tự chủ được mỉm cười nói. Rất xin lỗi vị tiên sinh này, đây là do đứa con của ngài mắng chửi người, lại là anh ta động thủ trước. Về việc cậu ta ngã xuống đất thì cũng do cậu ta không cẩn thận bị ngã đó thôi, không quan hệ gì tới tôi cả. Còn cô gái kia, chính là cái cô gái mà tóc không thẳng được ấy, dường như hơi uống quá rượu, cầm chai rượu chạy loạn lên, không nghĩ là lúc chạy qua đây vấp chân ngã xuống. Chúng tôi chỉ là những người đứng xem, làm sao ai dám đánh đứa con của mấy người. Đúng thực là nói giỡn, ngài thử nói xem, ngài có nhìn thấy tôi động chân động tay không? À! Rượu mời không uống là thích uống rượu phạt, chúng ta không cần phải chấp nhận hắn làm gì,
gọi điện thoại báo cảnh sát, bảo lão Vu cử người tới bắt hắn đi, để hắn nếm thử chút tư vị bị người khác đánh. Người phụ nữ mặc quần áo sang trọng đẹp đẽ bên cạnh nói, trên mặt của cô ta được che phủ bởi lớp son phấn thật dày, tuy vậy cũng không giấu được nếp nhăn nơi khóe mắt, ánh mắt lộ ra vẻ ác độc làm cho người khác không rét mà phải run. Hạ Tưởng giật mình kinh hãi, đây cũng chỉ là một sự kiện đánh nhau bình thường thôi, cũng không cần phải lấy ánh mắt giết người như vậy chứ. Mai Hiểu Lâm bỗng nhiên nhỏ giọng nói với Hạ Tưởng. Có biết bọn họ là ai không? Hạ Tưởng lắc đầu. Tôi không phải là người Bắc Kinh nên làm sao biết bọn họ là ai? Mà xem ra là cô đã biết. Mai Hiểu Lâm lén lút cười. Vừa rồi không biết, bây giờ bỗng nhiên nghĩ ra, bọn họ là người của Phó gia. Hạ Tưởng sửng sốt, đây là gia tộc lớn xếp thứ tư trong bốn đại thế gia, Phó gia. Trước kia cũng nghe Liên Nhược Hạm nói qua một lần, bốn gia tộc lớn tại Bắc Kinh lần lượt là Ngô gia, Mai gia, Khâu gia và Phó gia. Ba gia tộc đầu tiên thì trước đây hắn cũng đã tiếp xúc qua, duy chỉ có gia tộc lớn xếp thứ tư là Phó gia thì chỉ nghe tin thôi, chứ chưa từng tận mắt nhìn thấy. Không nghĩ tới, lần này đến Bắc Kinh không hẹn mà lại gặp đúng người của Phó gia, hơn nữa còn ở tình huống không thoải mái chút nào cả. Mai Hiểu Lâm biết rõ đối phương là người của Phó gia nhưng xem chừng không có ý tứ thu tay lại, chẳng lẽ là cố ý muốn gây khó khăn cho Phó gia. Hạ Tưởng cười khổ trong lòng, không hiểu may mắn thế nào mà lại được Mai Hiểu Lâm lợi dụng. Tuy nhiên, những người này chỉ là người phụ thuộc vào Phó gia thôi, còn lâu mới được tính là nhân vật trung tâm, đối phó với bọn họ cũng không khó. Mai Hiểu Lâm tiến lại nhỏ giọng giải thích một câu, rồi cười với Hạ Tưởng. Cho cậu một cơ hội làm anh hùng bảo vệ người đẹp, có muốn biểu hiện tốt một chút không? Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ thông suốt vấn đề, liền hỏi. Thằng nhóc tóc vàng kia có phải là nhận ra cô? Cô và gã đó có phải trước đây đã từng có mâu thuẫn, vì thế y mới không có việc gì tìm cớ để gây sự? Mai Hiểu Lâm cười không nói, cũng không thừa nhận mà cũng không phủ định, ý tứ là tùy theo cậu nghĩ. Bố mẹ của cô gái tóc xoăn thì người đàn ông đeo một cái kính đen. Trên cổ có một chiếc cà vạt hoa hồng, mặt béo cứ giống như đầu heo vậy, có vẻ là một người trong khối hành chính vậy. Còn mẹ cô gái là một người phụ nữ mập mạp, khoác một chiếu áo da cừu, trên cổ còn quàng thêm một chiếc khăn nhung. Thời tiết Bắc Kinh và thành phố Yến cũng không chênh nhau lắm, hơn nữa ở trong nhà hàng thì cũng ấm áp, không cần phải ăn mặc dày đến như thế. Mặc như thế này chắc để thể hiện, tao là người có tiền, tao rất nhiều tiền, thì phải. Người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng không thèm để ý tới Hạ Tưởng, chỉ liếc mắt cho bà vợ. Theo cái liếc mắt của ông chồng, người đàn bà mặc áo choàng bằng lông cừu đỡ cô gái tóc xoăn dậy. Lúc này ông ta mới gần từng tiếng nói với Hạ Tưởng. Đã đánh người rồi còn nói dối. Người trẻ tuổi, đây là Bắc Kinh chứ không phải thị trấn của huyện. Kể cả cậu là bí thư huyện ủy, khi tới Bắc Kinh thì đi đường cũng phải cúi đầu, bởi vì không chừng những người đi đường so với cậu thì chức quan lại còn lớn hơn. Không biết khi cậu đến Bắc Kinh đã nghe qua những lời này chưa? Hơn nữa nhìn qua bộ dạng cậu thì có lẽ cấp bậc phó phòng cũng chưa đạt tới. Dạng như cậu cũng chưa phải là cái dám gì cả, dám tới Bắc Kinh để đùa giỡn, chắc thật sự ngại mệnh mình quá dài đây mà. Hạ Tưởng nhíu mày, lần đầu tiên trong lòng dâng lên sự phiền chán không hiểu nổi. Không đến thủ đô không biết nhiều quan, câu danh ngôn này đương nhiên hắn đã nghe nói qua, hơn nữa còn không chỉ nghe qua một lần. Nguyên bản đây cũng chỉ là một câu nói vui trêu chọc có tính hàm xúc, nhưng từ miệng người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng thì đã thay đổi hương vị, nghe giọng điệu đầy khí thế nhấn mạnh, dường như Bắc Kinh trở thành nhà của y vậy. Tại Bắc Kinh này quan lớn có rất nhiều, nhưng có quan hệ gì tới mày? Chẳng lẽ nói mày ở thành thị thì có thể xem như là hàng xóm của các cán bộ lớn, rồi từ đó có thể ra đối ngoại với bên ngoài hô to gọi nhỏ cán bộ này nọ? Đây là logic kiểu gì vậy? Đối với một ít người không hiểu sao luôn có cảm giác mình ưu việt hơn người, luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, dáng vẻ bệ vệ thì cho tới bây giờ Hạ Tưởng luôn đả kích không một chút keo kiệt nào. Hơn nữa, bằng nhãn lực của hắn, liếc mắt một cái là nhìn ra địa vị người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng, cho dù y là người trong chốn quan trường thì cấp bậc cũng không cao được. Hạ Tưởng liền lạnh lùng nói, Bắc Kinh là thủ đô của cả nước, không phải là của người Bắc Kinh. Không cần phải đổi khái niệm. Mặt khác, ngài nói tôi đến ngay cái giám cũng không được, như vậy thì ngài là cái gì? Không phải tôi ở thủ đô để đùa giỡn, mà là người nhà của ngài ỷ thế hiếp người, cầm chai rượu muốn chạy lên giết người khác. Tôi cũng không biết ngài có cấp bậc gì, nhưng tôi dám nói,
con gái của ngài mà dám lay động một sợi tóc của cô gái này, tôi dám cam đoan con gái của ngài nửa đời còn lại sẽ luôn ở trong nhà giam. Mày là ai, dám chủ ẻo con gái của tao ngồi tù? Tao lập tức bắt mày đi ngồi tù. Đúng là đồ nhà quê, có biết Bắc Kinh là vùng đất nào không? Trong miệng đầy lửa, không sợ gió lớn thổi cháy đầu lưỡi à? Giết người, cho dù là giết mày, chỉ cần bỏ ra mấy chục vạn tệ là mọi việc lại ổn. Mày có biết tao là ai không? Tao là phu nhân của cục trưởng. Người đàn bà khoác áo lông cừu kiêu ngạo ngông cuồng nói. Kiếp trước Hạ Tưởng từng nghe qua một tin tức rằng một bà vợ của cục trưởng trước mặt mọi người yêu cầu học sinh quỳ xuống, rồi còn tát học sinh một cái, công bố sẽ cho hiệu trưởng đuổi học người này. Không nghĩ tới lần này gặp đúng dạng hình phu nhân cục trưởng này rồi. Xem ra, một khi đã tới cấp bậc cục trưởng, do có các đặc quyền mà tư tưởng bắt đầu bành trướng một cách cực độ. Mai Hiểu Lâm đột nhiên bật cười khúc khích, đi tới bên cạnh Hạ Tưởng, nói với hắn với vẻ thành khẩn. Tôi tới huyện An thấy được dân chúng phía dưới cũng nhiều người không hiểu kiến thức, vì thế nên mới mang cậu lên Bắc Kinh để thêm sự từng trải. Không nghĩ tới Bắc Kinh quá lớn, bất cứ con mèo, con chó nào cũng chạy về Bắc Kinh, do đó làm cho Bắc Kinh có vẻ vừa bẩn lại vừa loạn. Mà không chừng ở một vùng nào đó lại chạy ra một con chuột nữa, việc này đúng là làm cho người ta phải chán ghét. Trình độ Mai Hiểu Lâm châm ngòi, thổi gió đúng là hạng nhất. Lời vừa ra khỏi miệng, người phụ nữ mặc áo khoác lông cừu nổi giận lôi đình. Cái đứa con gái xấu xa này, tao vả vào miệng mày bây giờ. Vừa nói chuyện, mụ vừa dương nanh múa vuốt, dường như muốn chạy lại luôn để tát Mai Hiểu Lâm. Hạ Tưởng đang muốn tiến lên để che chắn cô lại, không ngờ Mai Hiểu Lâm lại tiến luôn về phía trước, giơ tay tát luôn hai cái, bốp, bốp. Vào mặt người phụ nữ mặc áo khoác da cừu, lại còn giơ chân lên đá vào bụng mụ ta thêm một cái. Người phụ nữ này bị đánh làm cho khuôn mặt cũng nở thành hoa, lại bị đá làm ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Miệng mụ không ngừng nói. Phản, phản rồi, lão phí, mau, mau, thay tôi đánh đứa con gái xấu xa kia cái, dám đánh bà đây, đúng thật là không biết trời cao đất dày rồi. Hạ Tưởng mở to hai mắt nhìn Mai Hiểu Lâm, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới Mai Hiểu Lâm lại hung hãn đến như vậy, ra đòn độc ác mà cũng nhanh như gió. Hơn nữa đòn này vừa chuẩn lại đúng mực. Mai Hiểu Lâm bị Hạ Tưởng nhìn chăm chú thì cũng hơi ngượng ngùng, cô hơi cười cười, sau đó vẻ mặt vênh lên. Nhìn cái gì vậy, đừng cho là tôi dễ bắt nạt. Trước kia, lúc tôi còn ở trong khu tập thể, đứa trẻ nào mà trên người không có mấy dấu chân của tôi. Mấy năm vừa qua tôi cũng có kiềm hãm bớt đấy, tuy nhiên sự tình không tốt của tôi ở Bắc Kinh thì cũng không ít, cũng chưa kịp nói cho cậu biết. Hạ Tưởng liên tục xua tay. Không nghe cũng tốt, cô thật lợi hại, tôi khâm phục. Mấy người kia thấy Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm vẫn còn có thời gian tao nhã để nói chuyện phiếm thì tức quá mà hổn hển. Người đàn ông đeo kính có gọng màu vàng tơ lấy điện thoại ra, hung tợn nói. Có giỏi đừng chạy, 5 phút nữa cảnh sát tới đây. Tại Bắc Kinh này thì Hạ Tưởng đúng thật là trong lòng thiếu tự tin. Tuy nhiên thấy Mai Hiểu Lâm dám gây sức ép nên có chút lo lắng, liền lấy ánh mắt liếc cô như dò hỏi một cái. Mai Hiểu Lâm thản nhiên cười cười, nhẹ nhàng khoát tay. Nhà của tôi tại cửa Tây Trực này. Chạy, chạy đi đâu, cảnh sát đến đây cũng tốt, nhìn xem ai gây chuyện trước, xem thử cảnh sát có đúng là chấp pháp một cách công minh không. Cực kỳ công bằng, công minh. Ánh mắt của người đàn ông đeo kính mắt có gọng màu vàng tơ nhìn xuyên qua cặp kính mắt nhìn lại đây, trong ánh mắt có một tia đắc ý và kiêu ngạo. Vị quản lý nhà hàng vẫn luôn tay chân luống cuống ở bên cạnh thì lúc này mới như tỉnh ngộ lại, vội vàng chạy đến bàn điện thoại để gọi. Vừa cầm lấy ống nghe thì nghe thấy bên ngoài dồn dập âm thanh của tiếng còi xe cảnh sát, ngay sau đó thì thấy từ bên ngoài hơn 10 người cảnh sát bước vào, trong chốc lát đã vây quanh Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Trong số đó có một người vóc dáng không cao, tuổi ước chừng 30, đôi mắt bé, ánh mắt lộ ra một tia có vẻ sắc bén. Y vừa xuất hiện. Người đeo kính màu vàng tơ lập tức tiến lên tiếp cận lấy y, vẻ mặt đầy căm phẫn nói. Trưởng đồn Mã, là hai người bọn họ gây sự trước rồi đả thương người, lại còn mồm khoa mép giải chửi bới tôi và cục trưởng Dương. Người đàn ông thì đánh con tôi và con gái của cục trưởng Dương, người phụ nữ lại còn đánh phu nhân của cục trưởng Dương. Trưởng đồn Mã có thái độ rất tốt, một mặt nghe người đàn ông đeo kính màu vàng tơ nói chuyện, một mặt liên tục gật đầu. Được, tôi hiểu được rồi. Xin lãnh đạo cứ yên tâm, tôi nhất định xử lý những kẻ côn đồ gây thương tích cho người khác.
Sau đó y vung tay lên, nói với các cảnh sát đang vây xung quanh. Trước mắt bắt người đưa đi, đến đồn rồi tra hỏi. Hạ Tưởng không nói gì, trình độ của cảnh sát ở Bắc Kinh cũng thực sự có hạn, không hỏi sự thật mà lập tức bắt người, mà cũng thật là không có nhãn lực. Hắn liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, thấy cô không có ý tứ chủ động ngẩng đầu. Hắn nghĩ thầm chế giễu trong lòng, hiện tại thì hay rồi, đến địa bàn của cô ta mà mình cũng phải ngẩng đầu thay cô ta, dường như mình có nợ nần gì cô ta vậy. Như thế nào mà giống như mình bị cô ta lợi dụng vậy? Hạ Tưởng còn chưa kịp nghĩ tới đối sách thì đồn trưởng Mã đã tới trước mặt, đầu tiên y đánh giá hắn vài lần, sau đó khinh thường hỏi han. Từ thị trấn nào tới? Tên tuổi, đơn vị công tác, tất cả đều khai báo ra đi. Hạ Tưởng, công tác tại Ủy ban Nhân dân huyện An. Hạ Tưởng nén giận đáp. Chức vụ gì? Trưởng đồn Mã nghĩ đến việc Hạ Tưởng có vẻ rất hung hãn. Lại còn nghe thấy hắn làm ở cơ quan chính quyền nên hai mắt của y cũng không khỏi đánh giá thêm mấy lần, lại hỏi thêm một câu. Có lẽ hắn chỉ là một nhân viên công tác bình thường thôi. Nhìn bộ dáng hắn thế kia thì làm gì có chức vụ gì. Người đàn ông mang cà vạt hoa hồng chen lời vào nói. Năm nay y 45 tuổi, ngay cả y thời bằng tuổi Hạ Tưởng thì cũng chẳng lăn lộn được mấy nỗi, ngay cả cái giám cũng không thành. Vì thế, y cho rằng Hạ Tưởng ngay cái giám cũng không được. Anh ta là phó chủ tịch huyện. Hạ Tưởng không nói gì, Mai Hiểu Lâm giành nói trước, lại còn giảo hoạt nhấp nháy mắt với Hạ Tưởng. Thổi gì mà kinh thế? Làm sao có phó chủ tịch huyện trẻ tuổi như vậy? Hắn nhiều nhất là 25 tuổi chứ bao nhiêu? Người đàn ông mang cà vạt hoa hồng kinh ngạc, y tháo cặp kính mắt xuống, dùng sức xoa xoa lấy mắt kính, lại lần nữa đeo lên, nhìn Hạ Tưởng thêm mấy lần, rồi lại khinh thường nhìn Mai Hiểu Lâm nói. Phó chủ tịch huyện. Tôi nhìn thấy hắn ngay cả một trưởng thôn cũng chưa làm được, lại còn nói là phó chủ tịch huyện. Đúng là nói khoác thì không cần nộp thuế, nhưng cũng không cần phải thổi hắn ta lên tận trời xanh vậy chứ. Bắt đi, cho dù hắn có là phó chủ tịch huyện thì cũng phải bắt, dám đến Bắc Kinh đánh người, cho dù là một bí thư huyện ủy thì cũng chỉ là một con tôm con tép mà thôi, đi trên đường còn phải làm cái đuôi của người khác. Trưởng đồn Mã gật đầu. Bắt tất cả lại. Phó chủ tịch huyện thì rất giỏi ư. Ra khỏi ranh giới huyện thì lời nói đã không còn giá trị nữa. Mấy cảnh sát tiến lên xoay người Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không phản kháng, hắn cũng biết tránh voi chẳng xấu mặt nào, liền thuận thế theo tự cánh tay đặt ở sau lưng. Hắn còn cười tủm tỉm mà nói với Mai Hiểu Lâm. Tốt rồi, cơm chưa ăn mà đã bị kiện rồi. Tôi bây giờ mới phát hiện ra nhân dân thủ đô dường như không hoan nghênh tôi lắm. Mai Hiểu Lâm không cười, mặt lạnh nhìn trưởng đồn Mã. Thả người. Cô là ai? Làm cấp bậc gì? Trưởng đồn Mã xem ra ở Bắc Kinh cũng đã trải qua không ít mệt mỏi với các bậc đại quan lấy cấp bậc đè chết người nên cứ gặp mặt là hỏi cấp bậc, cũng khá có ý tứ. Tôi không có cấp bậc, tôi chỉ hỏi anh một câu, anh có thả người ra không? Không thả, không có cấp bậc gì mà lại còn hoành tráng, bắt thêm cả người này lại. Trưởng đồn Mã nổi giận, quay lại nhìn hai người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng và cặp kính mắt màu vàng tơ hỏi. Hai vị lãnh đạo, bắt về đồn chứ? Giọng điệu một bộ xin chỉ thị. Hai người này gật đầu, người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng trong mắt lộ vẻ hung tợn, cực kỳ tức tối liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, nói nhỏ giọng. Mặc kệ hắn có là phó chủ tịch huyện hay không thì cũng thu thập trước nói sau. Ở Bắc Kinh này mà còn dám đánh người thì đúng là không biết trời cao đất dày gì cả. Mang về, sau đó mời hắn uống trà cho tốt vào, xảy ra vấn đề gì thì cứ để tôi chịu trách nhiệm. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ xem ra còn làm quan lớn hơn một bậc nữa, y nhẹ nhàng, ừ. Một cái, mười phần có vẻ quyền thế mà nói. Còn có tôi nữa, Tiểu Mã, có tôi và cục trưởng Dương thay cậu chịu trách nhiệm thì cậu còn lo lắng gì? Chờ việc này qua đi, tôi sẽ giúp cậu dẫn đi gặp phó thiếu gia một chút. Vâng, vâng, có một câu của chủ nhiệm phó thì tôi rất an tâm. Trưởng đồn Mã vẻ mặt đầy hưng phấn. Bàn tay cầm vào cánh tay áo mà gật gật đầu, xoay người lại liền đã thay đổi gương mặt. Dẫn người đi, những người còn lại giải tán. Hai vị phu nhân kia lần lượt nâng gã tóc vàng và cô gái tóc xoăn đứng dậy, tất cả đều có ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng nói. Ngàn vạn lần không được nhẹ nhàng với hung thủ đánh người. Cô gái tóc xoăn còn đỡ, từ lúc được đỡ dậy thì núp ở phía sau không nói điều gì nữa. Gã tóc vàng thì lại không biết từ nơi nào tìm được một cái ghế dựa,
y cầm ghế lên chạy về phía Hạ Tưởng, trong miệng quát tháo. Mẹ nó, dám đánh tao, đi chết đi. Hạ Tưởng bị hai gã cảnh sát giữ chặt hai tay phía sau lưng, muốn tránh nhưng lại bị hai gã cảnh sát chế ngự đè lại, chỉ nghe một tiếng ầm, chiếc ghế dựa đánh vào phần trên của lưng, bốn chân của ghế gãy rời ra. Hắn nghĩ thầm cái lưng vốn rắn chắc nên khi chúng đòn cũng đang chịu được, nhưng mà đẩy cao lên một chút chúng đầu thì. Độc, thật là độc ác. Hắn lập tức giận dữ, hai gã cảnh sát chẳng những mặc kệ lại còn cố ý đè hắn lại, để cho hắn bị đánh. Hắn vốn là người nhẫn nhịn thế nhưng lúc này đúng thật không kiềm chế được. Hắn đột nhiên vùng cánh tay ra thoát khỏi sự ghìm của hai gã cảnh sát, quay người đá một cú vào đùi của gã tóc vàng, cú đá này đã làm cho gã tóc vàng bay xa đến ba thước. Sau đó y ngã lăn lông lốc, lăn đến khi chạm phải cái bàn thì mới dừng lại được. Chương 357, hai nhân vật lớn của Thái tử Đảng. Sau khi bị cú đá, gã tóc vàng chu lên như heo đang bị giết. Đánh hắn, bắn hắn, đánh chết hắn cho tôi, mẹ nó, đau chết mất. Vốn không coi chuyện này là gì, Mai Hiểu Lâm thấy Hạ Tưởng bị đánh thì lập tức nổi giận. Vốn cô chỉ muốn chơi đùa một lúc, nhưng thấy đối phương ra tay thật độc ác. Lập tức hô to lên một tiếng. Hôm nay ai cũng đừng nghĩ sống khá giả nữa. Tốt, dám đánh người khác. Trong chốc lát mà tôi không đánh gãy chân các người thì tôi không còn họ Mai. Dưới tình thế cấp bách, người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng và kính mắt màu vàng tơ đều chấn động. Sự tình này quá đột nhiên, mà Hạ Tưởng cũng quá hung hãn. Ngay trước mặt đông cảnh sát đến vậy mà còn dám trả đòn, đúng là ăn phải gan hùm tim báo. Cũng cam đảm đấy. Họ Mai. Chẳng lẽ là người của Mai gia? Hai người hơi sửng sốt, liếc mắt nhìn gã tóc vàng một cái, thằng nhãi này chột dạ lắc đầu, ra vẻ không biết. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ không biết Mai Hiểu Lâm, y suy tính rằng bất kể cô gái này có phải là người của Mai gia thật không hay là vẽ mặt làm bậy. Chẳng lẽ nghe cô ta là người của Mai gia thì lập tức nhụt chí. Phó gia tuy rằng chỉ xếp hạng thứ tư nhưng cũng không phải là để cho có. Vốn y vẫn đang tự cao với thân phận mình nên cũng không nói ra câu nói gì độc địa. Vừa rồi thấy đứa con của mình bị đá một cú bay như vậy, cũng không quản thân phận nữa, hổn hển hô lên. Tiểu Mã, gã kia đánh người. Ngay trước mặt cảnh sát nhân dân mà vẫn còn dám đánh người, giáo huấn gã tốt cho tôi, cho hắn biết cái gì gọi là thể chế xã hội. Mặt mũi của trưởng đồn Mã cũng không nhịn được, vừa rồi hai gã cảnh sát cố ý ghi Hạ Tưởng xuống thì trong lòng y cũng biết. Tuy nhiên đối với việc sau đó Hạ Tưởng lại thoát ra khỏi hai gã cảnh sát, lại còn đá cho con của một chủ nhiệm một cú thì làm y rất mất mặt. Trong lòng y cũng rất tức giận, một nhân vật nhỏ nhoi của huyện, cho dù mày có là phó chủ tịch huyện đi nữa thì nơi này là chỗ nào, là Bắc Kinh, động vào bất cứ ai cũng là cán bộ từ cấp cục trở lên, mày không thể trêu chọc hay gây sự với ai cả. Y liếc mắt cho hai gã cảnh sát, hai tên này hiểu rằng mình cần làm gì. Hai gã liền tiến đến. Xoay tay Hạ Tưởng lại, trong lúc đó thì một người lấy ra cái rùi cui, người còn lại lấy ra chiếc roi điện đặt vào bên hông Hạ Tưởng. Hạ Tưởng không thể động đậy, nghĩ thầm rằng mà bị cái roi điện này dí vào thì cả nửa ngày sau cũng không động đậy được, thôi phải chịu đựng thôi. Mắt thấy roi điện sẽ dí vào hông Hạ Tưởng, bỗng nhiên một thanh âm cực kỳ uy nghiêm vang lên. Dừng tay! Thanh âm không lớn nhưng để lộ ra một cỗ quyền uy thật sự, chỉ nghe qua là biết người này có một địa vị uy quyền cao. Thường dùng giọng điệu để hạ mệnh lệnh cho người khác. Hai gã cảnh sát theo bản năng vội buông tay dừng lại, sau đó quay đầu lại nhìn. Một người đàn ông trung niên ước chừng 40 tuổi, không biết từ khi nào rồi đang đứng ở trên lầu 2 nhìn xuống. Người này dáng gầy, đôi lông mày rậm, dáng vẻ tầm thước, nhìn qua có khí chất của một văn nhân, có dáng vẻ của một học giả ít nhất là giảng viên đại học. Tuy vậy, cái khí thế trong lúc vô ý người đàn ông này toát ra làm trong lòng Hạ Tưởng lập tức phán đoán. Người này chắc chắn là có địa vị rất cao, hoặc xuất thân bên trong một gia tộc lớn, bởi vì cái giơ tay nhấc chân của người này còn lộ ra khí phách của một người thường xuyên chỉ huy. Có vài thứ phải tự mình trải qua một thời gian thể nghiệm thì mới có làm giả thì cũng không giống được. Tất cả mọi người không biết người đàn ông trung niên này là ai, hơn nữa bọn họ cũng không có ánh mắt hơn người như Hạ Tưởng. Nhất là người đàn ông đeo kính màu vàng tơ và người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng đang còn hận một nỗi là chưa thu thập được Hạ Tưởng, đang lúc suôn sẻ thì lại bị người đàn ông trung niên này phá đám nên trong lòng cực kỳ bất mãn. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ ngẩng đầu nhìn mấy lần người đàn ông trung niên rồi hỏi. Anh là ai? Tại sao xen vào việc của người khác?
Người anh biết là gã này hay là cô kia? Y dùng tay chỉ Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Tôi là ai thì cũng không quan trọng, tôi cũng không biết hai người bọn họ. Tôi có phải là xen vào việc của người khác không thì cũng không quan trọng. Vấn đề chính là, tôi đang ăn cơm trên lầu, nghe thấy bên dưới cãi nhau to, điều này làm tôi không có tâm tình nào ăn cơm nữa, vì thế nên tôi phải đến xem có sự việc gì. Không nghĩ tới mấy anh tự xưng là người Bắc Kinh, ỷ vào người Bắc Kinh rồi ức hiếp người bên ngoài. Anh tên là gì, anh có tư cách gì để đại biểu cho người Bắc Kinh? Thanh âm của người trung niên khi nói chuyện không lớn, khi nói chuyện còn có một sự lôi cuốn, tuy nhiên chất giọng cực kỳ sắc bén. Chỉ bằng việc anh sở hữu tai to mặt lớn như heo kia. Đầu to mà óc bé thì làm được gì? Nói ra việc anh là người Bắc Kinh làm tôi thấy bản thân mình cũng phải chịu sự sỉ nhục. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ không nghĩ tới người trung niên này nhìn tao nhã như vậy mà khi nói ra lại một giọng điệu châm chọc xảo quyệt đến như vậy. Lập tức y tức giận đến mặt mũi đỏ cả lên, ngẩng đầu lên nhìn người trung niên để đánh giá thân phận của người này, sau đó chạy một mạch lên trên cầu thang, lấy tay chỉ vào mặt người đàn ông trung niên, không kìm nổi mắng một cách giận dữ. Mày cũng nhiều tuổi rồi, sao lại đi mắng tao? Mày có biết tao là ai không? Tao là chủ nhiệm phụ trách giáo dục, là cán bộ cấp phó giám đốc sở. Mày là ai vậy? Cũng không soi lại gương đi, lại còn dám lỗ mãng nói tao như vậy. Tao xem là mày tự đi tìm lấy phiền phức rồi đó. Sắc mặt người đàn ông trung niên vốn bình tĩnh, nghe xong lời người đeo kính màu vàng tơ nói, bỗng nhiên mỉm cười vẻ khinh miệt. Sau đó ông ta lùi về phía sau nửa bước rồi bất ngờ ra tay bạt tai cho y một cái. Tiếp theo người đàn ông trung niên nói. Dám chỉ mặt tôi, xem ra chức chủ nhiệm của anh cũng chấm dứt. Là chủ nhiệm phụ trách giáo dục, không trách được giáo dục bây giờ thất bại như vậy. Có anh làm chủ nhiệm thì đúng thật các học sinh rất đáng thương. Người đàn ông trung niên ra tay đủ độ độc, trực tiếp đánh bay cặp kính mắt tơ vàng đang đeo của y văng ra, trên mặt ngay tức khắc hiện lên một vết bàn tay có đủ 5 ngón. Người đeo kính màu vàng tơ lấy tay xoa mặt, kinh ngạc không nói nên lời. Y không ngờ, người đàn ông này nhìn qua khá văn minh tao nhã như vậy, thế mà nói đánh là đánh, lại còn tát mình ngay trước mặt bao nhiêu người khác, đúng là quá kiêu ngạo. Tuy nhiên y cũng là người tỉnh táo, y liền quay người lại lao xuống dưới hét lên. Mọi người thấy chưa, tất cả mọi người thấy chưa, là hắn động thủ đánh người. Tôi là người bị hại, tôi là người bị hại. Trưởng đồn Mã hiểu ý, vung tay lên. Bắt người này, cùng mang về đồn cảnh sát. Hôm nay thật là náo nhiệt, loại người nào cũng đều có, đúng là việc lạ. Hai gã cảnh sát đi lên cầu thang để bắt người. Mới đi được một nửa đường bỗng nhiên có một luồng nước hắt ra vào trúng đầu của hai người. Hai gã cảnh sát lập tức kêu thét lên. Nước sôi, ai lấy nước sôi hắt người vậy? Các anh em, xông lên. 4-5 gã cảnh sát phía dưới không ngờ lại thấy có người kiêu ngạo tới mức lấy bát nước sôi ra hắt cảnh sát, lập tức hùng hục lao lên để chuẩn bị bắt người. Khi cách người đàn ông trung niên mấy mét thì đột nhiên từ tầng 2 xông ra một đám binh lính, dáng người nào người nấy mạnh khỏe. Chia làm hai nhóm đứng hai bên người đàn ông trung niên, mỗi nhóm gồm 5 quân nhân. Sau đó nhóm quân nhân này nhảy vào trong đám cảnh sát, chân đấm tay đá, một lát sau đám cảnh sát đã bị đánh cho tán loạn, lăn lộn. Có người bị đánh cho ngã xuống cầu thang, có người bị đánh phải chạy trốn, tóm lại đám cảnh sát này bị đánh cho ngã xuống đất, không dậy nổi, tiếng kêu rên rỉ vang thảm thiết khắp nơi. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ chưa bao giờ từng gặp qua trường hợp bạo lực nào như vậy. Y sợ tới mức cả người run lên, răng đánh vào nhau cầm cập, người như tê liệt lại, hỏi. Anh là ai? Sao lại kiêu ngạo đến như vậy? Anh, tôi nói cho anh biết, hậu trường của tôi là phó gia. Ngay cả mang gia tộc ra để dọa mà người đàn ông này cũng nói mãi mới nên lời. Nhóm binh lính này sau khi đánh xong đám cảnh sát thì vẫn chưa kết thúc nhiệm vụ, nhanh chóng đi xuống dưới tầng, khống chế hết những người đang đứng ở giữa sàn. Sau đó mới có một người đi đến trước mặt người đàn ông trung niên, chào rồi báo cáo. Báo cáo thủ trưởng, thao luyện đã xong, xin chỉ thị tiếp theo. Đánh cảnh sát lại nói thành thao luyện, cái gì là thật đây? Sự thật chính là khi so với nhau thì nắm tay ai cứng thì người đó làm anh cả. Hạ Tưởng không nói gì, âm thầm quan sát người đàn ông trung niên một hồi. Hắn có cảm giác rằng người đàn ông này nhìn cũng quen mắt, nhưng hắn cũng xác định lại là chưa gặp ông ta. Lại càng không biết ông ta, cho nên trong lòng có cảm giác rất là kỳ quái. Người đàn ông trung niên vung tay lên. Nghỉ.
Nhóm binh lính dập chân lại chào, sau đó giải tán sang một bên. Lúc này người đàn ông trung niên mới chậm rãi đi xuống lầu, đầu tiên là đi đến trước mặt người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng rồi hỏi. Anh là ai? Người đàn ông đeo cà vạt hoa hồng cũng sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp nói. Tôi là cục trưởng của khu du lịch, họ Dương, tên là. Hậu trường của tôi là. Không cần phải nói. Người đàn ông trung niên bỏ qua lời nói của gã, hiển nhiên đến tên của y thì ông ta cũng không muốn biết, về phần không cho y nói tiếp, không cho y nói ra hậu trường là ai thì chỉ sợ ông ta cũng có tính toán khác nữa. Lại quay đầu nhìn thoáng qua mấy người khác, trên mặt ông ta lộ ra thần sắc không kiên nhẫn, phất phất tay, nói giọng không vui. Toàn là đám chẳng ra gì, không có chút hứng thú nào cả. Thu thập một chút, sau đó tống khứ bọn chúng đi. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ hơi chút trấn tĩnh lại, nhìn thấy tình thế không ổn, cũng không tìm kính để đeo lại mà vội vàng đi lại bên người Hạ Tưởng, vẻ mặt cầu xin nói với Hạ Tưởng. Chàng trai, van cầu cậu thả cho chúng tôi một con đường sống, được không? Chúng tôi kém hiểu biết, chúng tôi nhận thua, chúng tôi sai rồi, mắt chó của chúng tôi không thấy được ngài. Ngài đại nhân đại lượng chấp gì bọn tiểu nhân chúng tôi, xem chúng tôi như là cái rắm đi, thả chúng tôi ra. Còn nữa, chúng tôi cũng là người có lai lịch, mọi người lưu lại cho một con đường, sau này gặp lại sẽ báo đáp. Hạ Tưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Rất xin lỗi, tôi không biết ông ta là ai. Ông ta thu thập các anh cũng không phải là giúp tôi hết giận, lời nói của tôi cũng không có tác dụng. Vẻ mặt của người đàn ông đeo kính màu vàng tơ xám xịt lại, há miệng thở dốc. Nói không ra lời, vẻ mặt có vẻ không tin nhìn Hạ Tưởng. Hạ Tưởng lắc đầu, cho dù y không tin lời nói của mình thì cũng không có cách nào. Sự tình hôm nay là do Mai Hiểu Lâm gây ra, cũng không phải là mình. Hơn nữa, bên cạnh người đàn ông trung niên có một tiểu đội binh lính, người này cũng không phải là người bình thường. Ngự ơi, đàn ông trung niên lại đến trước mặt Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm, đầu tiên là quan sát đánh giá Hạ Tưởng vài lần. Cậu tên là gì? Hạ Tưởng. Hạ Tưởng muốn biết ngự ơi đàn ông trung niên trước mắt là ai, tuy rằng đối phương không phải cố ý vì hắn và Mai Hiểu Lâm mà ra tay, nhưng tương đương với việc gián tiếp cứu mình, cho nên biểu hiện ra ngoài cũng khá lễ phép. Cảm ơn ngài. Ngự ơi đàn ông trung niên vừa nghe thấy tên Hạ Tưởng thì đột nhiên biến sắc, lùi lại phía sau hai bước, ánh mắt hồ nghi xem xét trên người Hạ Tưởng mấy lần rồi bỗng nhiên cười ha ha. Không nghĩ tới là chúng ta lại gặp mặt ở một tình huống như thế này. Hạ Tưởng, hay cho một Hạ Tưởng, hôm nay lại còn diễn ra cảnh anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó lại xoay người nói với Mai Hiểu Lâm. Cô là ai? Tôi là ai không cần ông phải biết, tôi còn đang muốn hỏi ông là ai đấy. Mai Hiểu Lâm đối với ngự ơi đàn ông trung niên ra tay trợ giúp cô và Hạ Tưởng thì không có chút nào cảm kích. Đối với việc ông ta nghe được tên Hạ Tưởng thì lập tức có phản ứng nên trong lòng cô nảy lên sự ngờ vực vô căn cứ. Cho nên đối với ông ta thì một chút khách khí cũng không có. Ngự ơi đàn ông trung niên suy nghĩ một lát rồi mỉm cười. Vừa rồi tôi nghe thấy cô tự xưng là họ Mai. Người mà Mai gia có quen biết với Hạ Tưởng thì cũng chỉ có Mai Hiểu Lâm. Cô nhất định là Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm sửng sốt. Vậy ông họ gì? Hạ Tưởng lúc này trong đầu hiện lên một ý niệm, trách không được vừa rồi nhìn ông ta càng lúc càng thấy quen mắt, hóa ra. Tôi họ gì cũng không quan trọng, trọng yếu là, Hạ Tưởng, có cậu ở đây, cậu nhớ rõ hôm nay nợ tôi một món nhân tình. Ông ta quay người lại nói với nhóm binh lính phía sau. Bao gồm cả nhóm cảnh sát, đánh thêm cho mỗi người mấy cái. Còn nữa, đánh gãy một chân của thằng nhóc tóc vàng. Thanh âm của ông ta cũng không lớn lắm, có vẻ như một giọng điệu bàng quang, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một ý tứ sát phạt. Ngay cả cảnh sát và cục trưởng mà cũng dám đánh luôn thì không thể dùng hình dung người này bằng từ kiêu ngạo, mà phải là từ ngạo mạn, cả vú lấp miệng em. Tuyệt đối là cái vẻ cao cao tại thượng nhìn xuống. Vâng, xin thủ trưởng cho chỉ thị, là một chân hay là hai chân? Ngự ơi đàn ông trung niên liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, vẻ mặt không lộ ra chút biểu tình nào hỏi. Cậu nói đi. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ vừa nghe thấy điều này lập tức sắc mặt trở nên trắng bệch. Nghe, bịch. Một tiếng quỳ trước mặt Hạ Tưởng. Van cầu ngài tha cho con tôi một lần, nó còn nhỏ dại không hiểu chuyện. Ngài đại nhân đại lượng tha cho nó một lần, nó sẽ nhớ kỹ đại ân đại đức của ngài. Hậu trường của chúng ta là Phó gia,
Cho dù ở Bắc Kinh so với Mai Gia thì kém ảnh hưởng một chút nhưng ở các địa phương khác cũng có thực lực nhất định. Về sau người Phó Gia khi gặp ngài sẽ luôn tìm cách giúp đỡ. Hạ Tưởng chú ý tới thời điểm người đàn ông đeo kính màu vàng tơ nói đến, Phó Gia, thì Ngự ơi, đàn ông trung niên và Mai Hiểu Lâm đều lộ ra vẻ mặt không cho là đúng. Hai người bọn họ dường như làm bộ lơ đãng xoay người sang chỗ khác, ý tứ rất rõ ràng đó là chưa nghe thấy cho nên không biết. Thực lực của Phó Gia thì Hạ Tưởng cũng không biết rõ, hắn cũng không biết người của Phó Gia. Sự tình hôm nay phát sinh cũng không hiểu tại sao lại như vậy, xem ý tứ của Mai Hiểu Lâm thì dường như tên nhãi tóc vàng có biết cô, vì thế nên mới gây khó dễ cho cô. Hiện tại hắn bị kẹp giữa mấy gia tộc lớn, điều này vô cùng nan giải. Điểm mấu chốt là ở chỗ, hắn cũng rất rõ ràng rằng chính mình không đủ tư cách để ảnh hưởng đến quyết định của Ngự ơi đàn ông trung niên kia. Đành phải lắc lắc đầu một cách bất đắc dĩ, nói với người đàn ông đeo kính màu vàng tơ. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, tôi không có quyền quyết định. Người đàn ông đeo kính màu vàng tơ không tin vào lời của Hạ Tưởng mà trên vẻ mặt lộ ra vẻ ác độc nói. Tốt, cậu tên là Hạ Tưởng phải không? Tôi sẽ nhớ thật kỹ cái tên của cậu. Hạ Tưởng bỗng nhiên mỉm cười, cái mà hắn không sợ nhất chính là sự uy hiếp của người khác. Hắn không để ý tới người đàn ông đeo kính màu vàng tơ mà nhìn Ngự ơi đàn ông trung niên nói. Có phải tôi chỉ có một sự lựa chọn là một chân hay là hai chân không ạ? Ngự ơi đàn ông trung niên cười gật gật đầu. Đúng vậy, cậu không có quyết định có đánh hay không nhưng có quyết định mức độ. Hạ Tưởng vươn một ngón tay lên. Một. Ngự ơi đàn ông trung niên quan sát một lúc Hạ Tưởng, trong mắt hiện ra một tia thất vọng. Cú ra chân vừa rồi cũng rất được, cũng hóa giải được sự giận dữ, làm tôi nghĩ đến phong cách năm xưa của mình. Không nghĩ tới tâm địa của cậu rất mềm. Người trẻ tuổi, tâm địa mềm cũng không phải là chuyện tốt gì, rất khó trở thành người làm việc lớn. Trong lúc Ngự ơi đàn ông trung niên và Hạ Tưởng nói chuyện với nhau, người quân nhân ở phía sau khẽ gật đầu, chợt nghe thấy tiếng của gã tóc vàng hét thảm một tiếng, một cái chân của gã đã bị đánh gãy. Hạ Tưởng nghĩ thầm rằng mình cũng không phải là thái tử đảng, cũng không có gia thế đủ để hiền hách, tâm địa muốn cứng rắn thì cũng phải có thực lực mới được. Ngự ơi đàn ông trung niên có chút tiếc nuối vỗ vỗ nhẹ trên đầu, bỗng nhiên không chút hứng thú nói. Tống cổ chúng nó đi, nhìn chán quá. Không cần phải vất vả vậy, Tài Giang, việc đó là việc nhỏ, để tôi tự thân động thủ, cũng để dã bớt cơn nghiền. Một thanh âm lớn đi theo cùng một bóng dáng người cao lớn, từ ngoài cửa như cơn gió đi vào, phía sau ông ta có một nhóm cảnh sát có mang vũ trang. Ngô Tài Giang, quả nhiên là lão thứ ba của nhà Ngô gia. Hạ Tưởng cũng thật không ngờ, mình vừa tới Bắc Kinh lại đối mặt với Ngô Tài Giang, lại còn không hiểu tại sao ông ta xen tay vào việc của người khác, ra tay cứu người. Đúng thật là sự trùng hợp không tưởng tượng được. Cũng làm cho người ta cảm thấy không ngờ, mà cũng không nghĩ đến, vẻ mặt kiêu ngạo của Ngô Tài Giang chỉ hừ lên một cái. Người mới vào có thân hình cao lớn, khuôn mặt ngăm đen, tuổi xấp xỉ với Ngô Tài Giang nhưng có vẻ thô hơn. Ông ta cười ha hả. Đầu tiên lại bắt lấy tay Ngô Tài Giang rồi mới nói. Tôi đã tới chậm một bước, không nghĩ là lại để cho anh nhìn thấy việc này, lại còn ra tay giúp đỡ. Nhân tình này, tôi nhớ kỹ. Ngô Tài Giang cũng cười, tuy nhiên khoát tay chỉ Hạ Tưởng nói. Nhân tình này không tính trên người anh, tính vào hắn. Cậu nói xem đi, Hạ Tưởng. Hạ Tưởng cũng không rõ ràng lắm ý tứ của Ngô Tài Giang. Cảm giác thấy dường như ông ta đây là đang cố ý đẩy một việc nào đó cho mình, dường như làm cho mình phải nợ ông ta một lần. Dù sao lần này cũng thật sự nợ ông ta một món nhân tình, vì vậy hắn đành phải lập lờ đồng ý. Lòng tôi ghi nhớ việc này. Mai Hiểu Lâm tiến về phía trước, nói giọng oán trách. Chú sao bây giờ mới đến? Có phải chú muốn cháu bị người ta bắt đánh cho một trận, rồi chú mới như thần binh từ trên trời giáng xuống? Như vậy sẽ biểu hiện ra vẻ phi thường dũng mãnh của chú. Hừ, chú mà đến chậm một bước thì cháu đã bị người đánh cho mất mạng. Người mới tới đúng là chú của Mai Hiểu Lâm, người sắp nhậm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy của tỉnh Yến, tên là Mai Thái Bình. Nếu nói Ngô Tài Giang có dáng vẻ văn vẻ thì Mai Thái Bình khác hẳn, thể hiện ra một loại cương quyết thẳng thắn. Ông ta vung cánh tay lên rồi nói với đám cảnh sát có vũ trang đang đứng phía sau. Bắt hết những người này. Đưa về rồi nói sau. Mai Hiểu Lâm lại bên nói nhỏ mấy câu, bỗng nhiên ông ta lớn tiếng nói. Còn cái tên tóc vàng kia, đem cái chân còn lại đánh gãy, để nó có thêm kiến thức,
phải mở to mắt ra, xem thử đang gây sự với ai. Mai Thái Bình vừa nói xong, người đàn ông đeo kính màu vàng tơ nghe, bịch, một tiếng, ngã lăn quay ra đất. Ông ta quay đầu lại nhìn, nói vẻ khinh thường. Dám lăn lộn ở đất này thì cũng phải chịu được trách nhiệm. Việc đầu tiên là phải có khí phách gánh vác hậu quả. Mới có chút việc nhỏ mà cũng đã trở thành như vậy, nếu thế thì hoành tráng làm cái gì? Đám cảnh sát phía sau hô to một tiếng, tuân lệnh. Như tiếng sét rồi tất cả xông lên, bất kể ai cũng như con diều hâu đang bắt con gà, ngay cả đám cảnh sát có liên can kia, kể cả một chủ nhiệm, một cục trưởng, cùng với mấy mụ vợ, con của bọn họ, tất cả đều bị áp giải như một đám tội phạm, trực tiếp đưa thẳng ra ngoài nhốt vào trong xe, không để ý chút nào tới nhóm người này đề nghị gọi điện nhờ người thân, thỉnh cầu, van nài. Mai Thái Bình và Ngô Tài Giang ở một bên hạ giọng nói chuyện với nhau. Tranh thủ lúc này, Hạ Tưởng mới nhỏ giọng hỏi Mai Hiểu Lâm. Sự tình bát nháo đến như thế này tự nhiên lại trở thành một cơ hội cho Ngô gia và Mai gia. Còn nữa, Phó gia như thế nào mà đắc tội với Mai gia của cô như vậy, mà dường như quan hệ giữa Ngô gia và Phó gia cũng không được tốt lắm. Đúng rồi, quan hệ giữa chú cô và Ngô Tài Giang là như thế nào? Cũng không được tốt lắm. Mai Hiểu Lâm cực kỳ hiểu rõ ràng mối quan hệ này nên đáp. Chú tôi lên làm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Yến, còn Ngô Tài Giang thì không được. Khó tránh khỏi sẽ làm cho ông ta nghĩ rằng sau lưng việc này có bóng dáng của Mai gia. Thật ra, nguyên nhân ông ta không đến được tỉnh Yến rất phức tạp. Tuy nhiên ai biết được con người Ngô Tài Giang này có mang thù hay không chứ? Hạ Tưởng cười cười, nghĩ thầm rằng Mai Hiểu Lâm mà đánh giá Ngô Tài Giang thì khó tránh khỏi việc các ước đoán chủ quan. Hắn cũng tạm thời nghe vậy. Tuy nhiên xem ra chuyện vừa rồi thì cách đối nhân xử thế của Ngô Tài Giang so với trong lời đồn đại thì còn có vẻ tâm cơ hơn một ít, mà so sánh với Mai Thái Bình thì Mai Thái Bình có vẻ thẳng thắn và trực tiếp hơn rất nhiều. Không bao lâu, hai người cầm lấy tay nhau, vừa cười vừa thăm hỏi, chắc chắn là đã đạt thành một nhận thức chung nào đó. Vừa rồi cũng không biết hai người thảo luận về chuyện gì, trong lúc nói chuyện còn có một số tranh chấp nho nhỏ, cuối cùng cũng không biết bên nào làm ra sự nhượng bộ. Nhưng dù sao Ngô Tài Giang trong vẻ tươi cười có tia miễn cưỡng, ông ta phất phất tay về phía Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, Bắc Kinh rộng lớn, đền miếu nhiều, cũng không nên bị lạc phương hướng. Có cơ hội chúng ta cũng nhau ngồi nói chuyện, tôi có một số việc muốn nói với cậu. Cậu cũng biết rằng giữa chúng ta còn có chút việc phải giải quyết, có đúng không vậy? Hạ Tưởng cũng thản nhiên cười. Không dám, không dám, bất cứ lúc nào tôi cũng sẵn sàng đợi sự triệu tập của ngài. Ngô Tài Giang lại quay sang Mai Hiểu Lâm nói. Hiểu Lâm, cô năm nay 30 tuổi rồi nhỉ? Ừ, tuổi cũng hơi lớn một chút, cần phải khẩn trương lập gia đình, nếu không đi ra ngoài cũng có nhiều phiền toái đấy. Mai Hiểu Lâm lập tức khó thở, đang muốn mở miệng phản bác nhưng Ngô Tài Giang cũng không để cho cô cơ hội, ông ta cười ha hả, xoay người đi lên tầng 2. Tiếp theo Hạ Tưởng cùng với Mai Hiểu Lâm cùng đi theo Mai Thái Bình lên lầu, đến một căn phòng riêng được thu xếp thì dừng lại. Sau khi chủ khách phân biệt ngồi xuống, Mai Thái Bình có vẻ hứng thú đánh giá Hạ Tưởng vài lần, câu đầu tiên nói ra không ngờ lại hỏi. Hạ Tưởng, nghe nói cậu đã đính hôn rồi. Hạ Tưởng cung kính đáp. Đúng vậy, thưa trưởng ban Mai. Vẻ mặt Mai Thái Bình đầy vẻ tiếc hận mà lắc đầu. Đáng tiếc, thật ra tôi thấy cậu và Hiểu Lâm đúng là khá xứng đôi phải lứa. Vừa rồi thấy hai người kẻ sướng người họa, tôi xem thấy thật là ăn ý. Ha ha! Ông ta lại liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, đột nhiên lại nói một câu khiến Hạ Tưởng chấn động. Cậu xem thử cái khả năng này xem, từ hôn với vị hôn thê của cậu, sau đó cưới Tiểu Lâm. Hạ Tưởng nhất thời rất sửng sốt. Nếu nói câu hỏi đầu tiên của Mai Thái Bình chỉ là câu hỏi bâng quơ thì câu nói thứ hai mang theo vẻ kiêu ngạo kích động. Một câu hỏi như vậy khiến Hạ Tưởng lại có thêm một tầm hiểu biết với ông ta. Quả nhiên ông ta không phải là một nhân vật bình thường. Chẳng những ý tưởng phong phú mà lại còn có đảm lược, lời nói dọa người như vậy mà cũng nói ra được. Hạ Tưởng lắc đầu cười. Trưởng ban Mai đúng là hay nói đùa, đúng là người có tính tình vui vẻ hay trêu đùa người khác, ha ha. Hắn liền di chuyển đề tài. Nhiệm vụ của tôi là hộ tống phó bí thư Mai an toàn tới Bắc Kinh. Hiện tại tôi đã giao cô một cách nguyên vẹn vào tay trưởng ban Mai, xem ra tôi đã hoàn thành nhiệm vụ. Mai Hiểu Lâm ngồi ở một bên nghe thấy chú mình nói chuyện đâu đâu, không khỏi phải đỏ mặt lên, cả giận nói. Chú,
nếu chú tiếp tục nói lung tung nữa thì cháu sẽ giận đấy. Mai Thái Bình vội vàng cười ha hả. Chỉ đùa một chút, cháu gấp làm gì? Chú xem ra cháu cũng khá thích Hạ Tưởng. Nếu thích cậu ta thì cứ việc mạnh dạn nói ra, nếu không thì sau này không có cơ hội nữa đâu. Hạ Tưởng nhớ tới lời Khâu Tự Phong đối với những chuyện cũ của Mai Thái Bình, nghĩ thầm rằng những chuyện đó chắc chắn có hơn nửa là sự thật, nếu không ông ta cũng không nói ra những lời vừa rồi với Mai Hiểu Lâm. Sắc mặt của Mai Hiểu Lâm càng lúc càng đỏ, vội vàng đứng lên. Tôi đi toilet cái đây. Sau đó cô mở cửa như là chạy trốn. Trong phòng chỉ còn lại có Hạ Tưởng và Mai Thái Bình, không khí trong phòng không khỏi có chút tinh tế. Trầm mặc một lát rồi Mai Thái Bình rút ra một điếu thuốc, hỏi Hạ Tưởng. Có hút một điếu không? Hạ Tưởng vội xua tay. Cảm ơn, không ạ, tôi không nghiện thuốc lá lắm. Tạm dừng lại một lát, hắn lại nghĩ tới cái gì rồi hỏi. Trưởng ban Mai và bí thư Diệp có quan hệ cũng không tệ lắm đúng không ạ? Mai Thái Bình châm lửa cho điếu thuốc, rít một hơi thật sâu rồi mới nói. Cũng không nói là có quan hệ sâu sắc, trước kia trong thời điểm học ở trường đảng thì có cùng ở chung với nhau trong một ký túc xá. Hạ Tưởng hơi hơi biến đổi sắc mặt, cùng học chung lớp ở trường đảng thì quan hệ này cũng không xem là tồi được, trừ phi hai người không hợp tính khí của nhau, nếu không thì bình thường cũng có thể duy trì sự liên lạc. Nói như vậy, Mai Thái Bình và Diệp Thạch Sinh coi như là bạn cùng lớp. Vừa rồi phong cách ra tay của Tiểu Hạ có sự tương tự với tôi năm đó. Tuy nhiên khi ra tay thì vẫn đang còn nương tay một chút, cậu nhấc chân ra đá cũng có lực, nhưng không đá gãy hẳn chân đối phương ra, như vậy là còn để lại chút đường lui, không đủ độ ác độc cần thiết. Những lời này rất giống với lời của Ngô Tài Giang, Hạ Tưởng cười nói. Làm việc chừa một chút đường lui thì mới tốt, nếu không về sau người khác cũng cắt luôn đường lui của mình. Mai Thái Bình cười ha hả. Ở Bắc Kinh thì người có thể lật đổ người của Mai ra cũng không nhiều lắm. Đề tài vừa chuyển ra hướng khác thì ông ta lại khơi lên. Cậu cảm thấy Tiểu Lâm thế nào? Hạ Tưởng không rõ ràng lắm ý của Mai Thái Bình muốn chỉ cụ thể ở cái gì. Tuy nhiên hắn rất thông minh, không lập tức trả lời trực diện, mà theo góc độ công tác nói. Phó Bí Thư Mai công tác rất tốt, điều này đã được các ủy viên thường vụ nhất trí, hơn nữa còn công tác phụ trách làm cũng rất tận tâm. Ha ha, Tiểu Hạ này cũng học được chiến thuật đánh vu hồi, không trả lời thẳng vào vấn đề. Mai Thái Bình đứng lên, đi lại mấy bước trong phòng, tiếp đó tiến tới nhìn ra cửa sổ, lưng quay về phía Hạ Tưởng rồi nói. Cậu có thể đưa Tiểu Lâm quay về Bắc Kinh, điều này chứng tỏ cô bé đối với cậu cực kỳ tín nhiệm. Tuổi của Tiểu Lâm năm nay cũng không còn nhỏ, việc đại sự chung thân của cô bé đã khiến người trong nhà tốn rất nhiều tâm trí. Nếu ai có thể giúp cô bé giải quyết được việc đại sự này, dù là ai thì Mai Thái Bình tôi cũng sẽ ghi nhận công lao của người đó. Tiểu Hạ, cậu có người nào thích hợp không? Hạ Tưởng âm thầm kêu khổ, cách xử lý của Mai Thái Bình thực khiến người khác phải đau đầu, vừa gặp mặt lại nói đến chuyện hôn nhân đại sự của Mai Hiểu Lâm, mà lại tỏ vẻ dường như mình đưa cô ta đi về đây giống như là đang có ý tưởng ấy. Hơn nữa, ông ta còn tung ra mồi nhử, chẳng lẽ mình vì tiền đồ mà nông cạn hồ đồ đến vậy? Nếu như thế, trước kia có lẽ còn sẽ đánh bạc một phen, cưới Liên Nhược Hạm chẳng phải tốt hơn sao? Rất xin lỗi trưởng ban Mai, đối với việc cá nhân của Phó Bí Thư Mai thì tôi cũng không dám nói nhiều, cũng không tiện để hỏi rõ. Hạ Tưởng thẳng thắn từ chối luôn, ngăn chặn Mai Thái Bình sẽ tiến thêm một bước, khả năng sẽ dẫn đến việc thảo luận. Chương 358, năm trước năm sau. Ha ha, Ngô Tài Giang đánh cuộc với tôi. Nói rằng cậu sẽ không động tâm với Tiểu Lâm, cũng không bởi vì tôi đưa ra các điều kiện động lòng người mà thay đổi chủ ý. Tôi còn không tin, nói rằng cậu là người trẻ tuổi, không có nhiều định lực, với việc tiền tài và địa vị trước mặt thì chắc chắn sẽ không có thể giữ được nguyên tắc mà duy trì ý chí. Không nghĩ tới, người luôn luôn không có tầm mắt gì như Ngô Tài Giang xem ra lần này cũng chuẩn xác, không ngờ anh ta lại nói đúng. Mai Thái Bình cũng là một người thẳng thắn. Không ngờ nói ra vụ đánh cuộc giữa ông ta và Ngô Tài Giang, điều này khiến Hạ Tưởng dở khóc dở cười. Hạ Tưởng cũng không cho rằng Ngô Tài Giang đối với mình thì có nhiều thiện cảm, cũng sẽ không lôi kéo mình, có lẽ là Ngô Tài Giang có một sự tò mò đối với mình. Mặc kệ như thế nào, Ngô Tài Giang tạm thời không rời khỏi Bắc Kinh, người phát ngôn cao nhất của Ngô gia tại tỉnh Yến là Cao Thành Tùng lại đã xuống đài, do đó lực ảnh hưởng của ông ta đối với mình trở nên rất thấp. Tuy nhiên,
khả năng cũng chính là ông ta thấy khó hiểu với việc mình gần gũi với Mai gia nên trong lòng cũng không quá thoải mái, vì thế mới cố ý khích tướng Mai Thái Bình. Hạ Tưởng không có chút hứng thú gì với việc làm xiếc trên dây với hai gia tộc lớn này cả. Hắn đưa Mai Hiểu Lâm đến đây thì Mai Thái Bình cũng đã thấy rồi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành rồi, còn không ngờ không hẹn mà gặp với Ngô Tài Giang, có thể nói cũng nên rút về được rồi. Hắn nghĩ đến việc chờ Mai Hiểu Lâm trở lại thì sẽ tìm một cơ hội để rút khỏi. Cậu vừa rồi cũng thấy được, Ngô gia có quan hệ với quân đội, Mai gia chúng tôi cũng có quan hệ với cảnh sát vũ trang, ai so với ai thì cũng không hơn kém nhau nhiều lắm. Mai Thái Bình cực kỳ lắm lời, lại chủ động nói. Vì sao Ngô Tài Giang cảm thấy hứng thú đối với cậu thì tôi cũng không rõ ràng lắm. Mà tôi cũng lười suy nghĩ việc này, tôi chỉ muốn nói cho cậu, tuy rằng cậu tuổi trẻ đã lên làm phó chủ tịch huyện, đừng tưởng về sau sẽ thuận buồm xuôi gió mãi như thế này. Sự tình về sau trốn quan trường thì phức tạp hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cậu. Vị trí càng cao thì việc tiến thêm một bước lại càng gian nan. Hơn nữa, từ cấp bậc phó tỉnh trở lên, muốn tiến thêm một bước nữa mà không có thế lực quân đội ủng hộ thì gần như không có khả năng. Cảnh sát vũ trang tuy rằng không có lực ảnh hưởng lớn như quân đội, nhưng cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Hãy nghe tôi nói, người trẻ tuổi, cậu muốn đến được địa vị cậu mơ ước, dựa vào một người hoặc dựa vào mạng lưới quan hệ giới hạn trong một thành phố hay một tỉnh thì cũng không phải là người có tầm nhìn xa, mà phải phóng mắt nhìn ra khắp thiên hạ. Hạ Tưởng suy nghĩ cẩn thận. Mai Thái Bình nói điều này là chỉ ra sự lợi hại trong tương lai, nói cho hắn rằng muốn đi đến vị trí cao sau này thì việc mượn dùng lực lượng gia tộc lớn là lựa chọn tốt nhất. Ngụ ý chính là với một người có xuất thân không bối cảnh như mình thì việc dễ dàng nhất và nhanh nhất để đi đến vị trí mơ ước đó thì phải có sự ủng hộ của một gia tộc lớn nào đó, mà trong việc này thì duy nhất chỉ có một con đường là đám hỏi chính trị. Không biết vì sao việc này lại được nêu ra? Hay là việc hôn nhân đại sự của Mai Hiểu Lâm thực sự làm cho Mai gia đau đầu? Như thế nào mà có cảm giác như Mai Thái Bình luôn cường điệu ý tứ trao đổi mua bán, dường như bỏ qua những lời mình đã nói? Hạ Tưởng đành phải mỉm cười. Đa tạ trưởng ban Mai dạy bảo, tôi sẽ ghi nhớ ở trong lòng, sau này về nhất định sẽ nghiền ngẫm để lĩnh hội tinh thần một cách tốt nhất. Mai Thái Bình nghĩ rằng sẽ còn câu tiếp, không ngờ đợi trong chốc lát không thấy thanh âm nào. Không khỏi quay đầu lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái. Như thế nào, không hiểu được ý tứ trong lời nói của tôi. Vừa lúc Mai Hiểu Lâm đẩy cửa tiến vào, chen lời vào nói. Chú lại như vậy rồi, phải nhớ kỹ chứ, nói chuyện thì phải nói một nửa, cũng giống như vẽ tranh, phải có nét đậm nét nhạt, phải có không gian để người khác còn tưởng tượng. Những điều chú nói đều đã nói xong rồi, làm sao người khác trả lời cho được. Mai Thái Bình vỗ vỗ cái trán. Làm như bừng tỉnh ra. Đúng, đúng, may mà có Tiểu Lâm nhắc nhở. Thôi, thôi, đến ăn cơm đi. Hạ Tưởng kinh ngạc liếc mắt nhìn Mai Hiểu Lâm một cái. Mai Hiểu Lâm đắc ý cười nhỏ giọng nói. Chú tôi vẫn tin vào Phật giáo, một khi ông ấy nói chuyện lắm lời là tôi nói với chú tôi rằng giữ lại một chút thì sẽ có nhiều hiệu dụng hơn. Sau khi nói điều này xong thì lập tức ông ta sẽ im miệng ngay, đây chính là bí mật của ông ấy. Không được nói ra ngoài. Hạ Tưởng vội gật đầu, chỉ cần làm cho Mai Thái Bình câm miệng là tốt rồi. Mấy người ăn cơm, trong lúc ăn cơm thì Mai Thái Bình vài lần muốn nói cái gì đó nhưng đều bị Mai Hiểu Lâm tìm trước một câu chuyện để đè ép nên phải im lặng. Hạ Tưởng nhìn ra Mai Thái Bình đối với Mai Hiểu Lâm đúng là có một loại tình cảm yêu thương, giống như người bố luôn yêu thương nhường nhịn cô con gái bảo bối của mình vậy. Sau khi ăn xong, lại uống nước trà và ăn hoa quả tráng miệng. Hạ Tưởng nhấp nháy miệng mấy lần, muốn tìm cơ hội để đề xuất việc cáo từ nhưng lại bị Mai Hiểu Lâm cự tuyệt. Mai Hiểu Lâm quắc mắt cho Hạ Tưởng mấy cái, sau đó lại nói với Mai Thái Bình. Chú, thật ra cháu đã có bạn trai. Anh ta là một lưu học sinh, không ở trong nước. Vì thế cho nên cháu cũng không muốn nhắc tới trong nhà. Anh ta thì hình dạng cũng không tệ lắm, tuy nhiên cái chính là vẫn luôn ở nước ngoài, không thích bầu không khí trong nước, cũng không muốn người trong nhà cùng giao tiếp. Phó Chủ tịch huyện Hạ cũng đã gặp qua anh ta, có gì muốn hỏi về người này thì cũng có thể hỏi Phó Chủ tịch huyện Hạ. Anh ấy và Phó Chủ tịch huyện Hạ chơi khá thân với nhau. Thiếu chút nữa Hạ Tưởng bị miếng hoa quả trong miệng làm bị nghẹn. Đột nhiên Mai Hiểu Lâm lại tung ra cú tập kích vào lúc này, mà lúc đầu cũng không thấy nói gì đến việc vở diễn kịch này, bây giờ lại tự nhiên lại yêu cầu mình yểm trợ. Việc này sao không nói từ trước,
quả thực là hại người mặc kệ ai phải đền mạng. Mai Thái Bình tin đúng là thật, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi Hạ Tường. Tiểu Lâm nói thật chứ, cậu cũng gặp qua anh ta, cậu nói xem anh ta đối nhân xử thế như thế nào. Hạ Tường đành đâm lao phải theo lao, phải vắt hết óc ra suy nghĩ rồi nói. Người cũng không rất được, hơn nữa còn ở phương Tây nhiều năm nên cũng đã bị Tây hóa. Lối suy nghĩ của anh ta và chúng ta khác nhau rất lớn. Ví dụ như chúng ta cảm thấy người một nhà nên ở cùng một chỗ thì như vậy mới thể hiện sự thương yêu, quan tâm đùm bọc trong gia đình. Anh ta thì khác vậy, anh ta cảm thấy được cảm thụ tự do là quan trọng nhất, nếu ở cùng một chỗ với người khác thì như vậy sẽ bị sự lệ thuộc vào người khác. Ừ, nói đúng, tư tưởng của phương Tây cũng có rất nhiều điều tiêu cực, không nên chịu sự ảnh hưởng của bọn họ thì mới tốt. Ví dụ như phương Tây mạnh mẽ đề xướng sự tự do, nhưng thật ra đây là biểu hiện của một loại chủ nghĩa cá nhân cực đoan. Mai Thái Bình cũng không truy vấn nhiều về tin tức của người bạn trai trong tưởng tượng của Mai Hiểu Lâm, mà lập tức đàm luận về tư tưởng của phương Tây. Ở trong tầng lớp cao tầng của Bắc Kinh thì có một bộ phận người thậm chí cho rằng nước Mỹ là quốc gia vĩ đại nhất thế giới. Những gì nước Mỹ làm đều toàn bộ là vì giữ gìn cho nền hòa bình của thế giới. Nước Mỹ đại biểu cho những gì công bằng, văn minh, chính nghĩa. Những lời này đúng là rất gây cười. Mai Thái Bình nói tới đây không khỏi cười lạnh mấy tiếng. Hạ Tường không phải là người kiên định phản đối tư tưởng phương Tây, cũng không phải là người kiên định ủng hộ. Đương nhiên, đối với một số ít thế lực nước ngoài đối địch muốn mua chuộc một số ít người trong nước bị đánh mất lương tâm nói ra rằng nước Mỹ là đấng cứu thế, những lời ngây thơ như vậy thì cũng phải mạnh mẽ phê phán đả kích, nếu không đúng là có ảnh hưởng rất xấu. Thật ra, nói đến chủ nghĩa tự do của phương Tây, xét đến cùng là một loại hành vi cực đoan, trắng trợn vì tư lợi. Rất nhiều người thấy nước Mỹ là nước lớn, nhất là lại có kinh tế phát triển nên khẳng định đấng cứu thế phải là người Mỹ. Tiếp theo đó, đấng cứu thế không phải trời sinh ra đã là đấng cứu thế, mà vì theo đuổi lý tưởng tự do từ đó mới từ từ nảy sinh ra các tư tưởng này. Từ đó đưa ra hàng ngàn loại mục đích, ví dụ như, vì gia đình không tiếc hy sinh tính mạng mình. Từ đó ra đường lái xe bom đâm lung tung, hoặc đánh bom tự sát, vì cứu người nhà của mình mà mặc kệ sự sống chết của người khác. Tinh thần vì gia đình được biểu hiện cực kỳ nhuần nhuyễn, hoàn toàn là tư tưởng thà rằng tôi phụ người trong thiên hạ chứ không để người trong thiên hạ phụ mình. Các tư tưởng này biểu hiện cho sự ích kỷ một cách cực đoan. Hạ Tưởng cũng không phải cảm khái nhất thời mà phát biểu, bởi vì kiếp trước hắn đã tiếp xúc được một thời gian dài với nước Mỹ, thấy chủ nghĩa anh hùng của nước Mỹ luôn được tuyên dương một cách hoành tráng. Tuy nhiên, cẩn thận suy nghĩ lại thì sẽ thấy rằng đây là một kiểu hành vi lấy việc hy sinh của người khác đổi lấy ích lợi cho hạnh phúc của chính mình. Lời này của Hạ Tưởng đúng là đi vào trong tim của Mai Thái Bình, ông ta cười ha hả. Nói rất hay, một câu rất hay là không cho người trong thiên hạ phụ tôi, điều này làm hình tượng rất tốt, cực kỳ thỏa đáng. Không nghĩ tới tiểu hạ có thể từ trong điện ảnh của nước Mỹ mà phát hiện được thói hư tật xấu của người Mỹ. Không thể không nói ra rằng, cậu là người có suy nghĩ, là người tuổi trẻ có lý tưởng. Cũng không tệ lắm, cuối cùng cũng tìm được điểm chung với Mai Thái Bình. Hạ Tưởng thầm nhủ, thật là may mắn. Nếu không phải là Mai Hiểu Lâm cố tình ăn gian nói dối động chạm đến việc này thì có lẽ cuộc gặp mặt hôm nay mình không lưu lại ấn tượng sâu đậm gì với Mai Thái Bình. Cũng không nghĩ bởi vì có nước Mỹ mà mình xem như đã có cơ hội. Vì thế, bữa ăn được kéo dài ra thêm nửa tiếng, Mai Thái Bình chỉ hăng say đàm luận với Hạ Tưởng về mối nguy hại của tư tưởng phương Tây, đối với bạn trai của Mai Hiểu Lâm thì rốt cuộc đến hết buổi cũng không đề cập được một từ. Hạ Tưởng âm thầm trừng mắt liếc nhìn Mai Hiểu Lâm một cái, Mai Hiểu Lâm lặng lẽ cười, cô còn ngoắc ngoắc ngón tay cái với hắn. Khoảng 3 giờ chiều, Hạ Tưởng cáo biệt Mai Thái Bình và Mai Hiểu Lâm. Trước khi đi, Mai Thái Bình còn nắm tay Hạ Tưởng rồi nói. Chờ sau khi tôi nhậm chức, tiểu hạ, cậu nhất định phải nhớ đến tỉnh ủy tìm tôi, chúng ta sẽ cùng bàn luận, tham khảo thêm một chút về một số bộ phận hữu ích trong tư tưởng của phương Tây, từ đó để có cách tuyên truyền tạo ra sự nhìn nhận thật đúng đắn. Tổng thể mà nói thì xem như hôm nay cũng có chút thu hoạch, Hạ Tưởng lái xe rời đi thấy Mai Hiểu Lâm còn nhìn hắn vẫy vẫy cái tay thì trong lòng cũng ít nhiều có sự cảm kích với sự dẫn dắt của Mai Hiểu Lâm. Mặc dù nghe đồn về Mai Thái Bình thì rất nhiều, nhưng hôm nay nhìn thấy thì Hạ Tưởng cũng không dám nói là đã không tạo được chút dấu ấn với con người này. Trừ khi là ủy viên thường vụ tỉnh ủy và từ cấp phó tỉnh trở lên, ngoài ra thì ai dám làm cao khi nhìn thấy trưởng ban tổ chức tỉnh ủy.
trong tâm tư của người nào mà không muốn kết giao và nịnh bợ người này. Cuối cùng Hạ Tưởng đưa ra kết luận, chỉ cần Mai Thái Bình không đưa ra việc kết hợp hắn và Mai Hiểu Lâm lại với nhau thì các mặt khác xem như có diễn biến rất tốt. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp do đưa Mai Hiểu Lâm trở về nhà, lại nơi chốn đông người đóng vai người anh hùng bảo vệ quyền lợi cho phái đẹp đã để lại cho ông ta ấn tượng tốt. Suy nghĩ một cách cẩn thận thì thật ra Mai Thái Bình cũng là người có tâm cơ, trong quá trình diễn ra bữa ăn nhìn qua thì có vẻ ông ta nói chuyện đâu đâu, nhưng trên thực tế với chuyện vừa xảy ra thì một câu cũng không nhắc lại, như vậy trong lòng cũng rất có chừng mực. Hạ Tưởng lái xe từ cửa Tây nhằm hướng cửa Đông thẳng tiến, Tiếu Giai ở ngay gần chỗ cửa Đông này. Tiếu Giai đối với cuộc viếng thăm của Hạ Tưởng thì cực kỳ hưng phấn. Đầu tiên là cô ôm hôn Hạ Tưởng một cái, rồi sau đó nhảy hẳn vào lòng hắn. Hai chân bám vào người hắn, bắt hắn phải chịu khổ ôm cô vào nhà. Sau khi Hạ Tưởng đặt Tiếu Giai trên ghế sofa xong thì mới có cơ hội để nhìn quanh để đánh giá căn nhà mới của cô. Hóa ra mấy chỗ ở vừa rồi thì Tiếu Giai cũng thực hiện chiến lược mua đi bán lại và đã lời không ít tiền. Theo đúng chiến lược như vậy, dọc theo con đường mới mở có mấy căn nhà chung cư đang được xây dựng thì cô cũng đầu tư lấy mười mấy căn, sau đó nhìn chúng vào một khu nhà cao tầng ở cửa Đông này thì cô mới mua hẳn để ở. Không bán đi nữa. Đồng thời, hộ khẩu của cô cũng chuyển hẳn từ thành phố Yến lên Bắc Kinh, còn việc kinh doanh hoa quả ở thành phố Yến thì cô giao hoàn toàn cho Tiếu Côn, một năm có thể có lợi nhuận từ 3 đến 4 triệu. Khu du lịch Tam Thạch thì từ lúc đầu tư đến nay vẫn chưa có hiệu quả, sớm nhất muốn có lời lãi thì cũng phải sang năm. Tuy nhiên Tiếu Giai rất ít quan tâm đến việc này, coi như là công trình tạo chiến tích cho Hạ Tưởng. Hiện tại, cô một lòng một dạ lao vào lĩnh vực bất động sản. Bởi vì cô kiếm được lợi nhuận từ lĩnh vực này quá lớn, 2 năm kinh doanh hoa quả ở thành phố Yến cũng không bằng 1 năm mua bán bất động sản ở Bắc Kinh. Mấu chốt là việc này kiếm lời rất nhanh chóng. Theo sự phân tích của Tiếu Giai thì sàn bất động sản của cô từ nay về sau thì 1 năm buôn bán cũng có thể có doanh thu khoảng 100 triệu tệ, lợi nhuận ít nhất là 5 triệu tệ trở lên. Đương nhiên, đây chỉ là cách đoán tương đối bảo thủ của cô, còn nếu đúng như lời Hạ Tưởng thì bất động sản ở Bắc Kinh này sẽ vào trạng thái sốt. Hàng năm giá cả sẽ tăng trưởng một cách chóng mặt. Nếu như vậy, không đầy 3 năm sau, nếu Tiếu Giai nắm chắc cơ hội thì sẽ phát triển sàn bất động sản trở thành công ty chuyên xây dựng địa ốc. Giá trị sản lượng từ đó sẽ còn tăng theo bội số nhân, từ đó, nguồn vốn của công ty cô sẽ giống như quả cầu tuyết, phát triển một cách nhanh chóng và sẽ đạt tới mức 1 tỷ nhân dân tệ. Không phải là chuyện nghìn lẻ một đêm, cũng không phải là Hạ Tưởng quá mức lạc quan mà là hắn từng có quá trình tự mình trải qua. Ở kiếp trước, hắn có một bà hàng xóm, đầu tiên mở một trung tâm bất động sản, sau đó mua đi bán lại nhà ở thành phố Yến, bán qua tay được lời một khoản tiền, sau đó bà ta phát triển ở Bắc Kinh, rồi tiếp tục ở Hà Nam, không đầy 10 năm, chỉ bằng ánh mắt và nguồn tài chính ban đầu mấy trăm ngàn tệ mà bà ta đã phát triển được thành hơn 10 triệu. Sau đó bà ta ở Bắc Kinh mở công ty, hàng năm bôn ba ở Bắc Kinh và Hải Nam mà không thèm quay về thành phố Yến nữa. Hiện tại thì hắn có ưu thế tái sinh, lại đại khái hiểu biết được hướng đi của ngành bất động sản trong nước 10 năm sau. Hơn nữa, Tiếu Giai lại có ánh mắt buôn bán rất chuẩn, nếu không kiếm được tiền thì cũng không phải là rốt bình thường, mà là rốt quá mức. Tiếu Giai chỉ hỏi thăm qua một chút về Hạ Tưởng, sau đó tâm tư cô chuyển sang việc kinh doanh. Cô nói không dứt với Hạ Tưởng về các suy nghĩ, quy hoạch lâu dài cùng với triển vọng của công ty cô. Cô nói say sưa đến độ Hạ Tưởng đã phát mệt. Mà cô là người diễn thuyết thì lại không có chút mệt mỏi nào. Quả nhiên cô là người mà trời sinh đã là thương nhân, Hạ Tưởng âm thầm khâm phục. Buổi tối, Tiếu Giai tự mình đi xuống bếp nấu cơm cho Hạ Tưởng. Vốn là Hạ Tưởng muốn mời cô đi ra ngoài ăn cơm, nhưng cô sợ ra bên ngoài ăn cơm sẽ không có cảm giác như ở trong nhà nên muốn tự mình ra tay nấu nướng. Hạ Tưởng cũng lý giải tâm tình của cô nên cũng chiều theo ý cô. Cơm nước xong. Tiếu Giai yêu cầu hắn cùng tản bộ, Hạ Tưởng vui vẻ đáp ứng. Tiểu khu thiên thượng này có rất nhiều cây và quang cảnh cũng rất đẹp, ít tồn tại các góc chết lại làm cho người ta có cảm giác nơi nào cũng sáng sủa. Mặc dù là mùa đông, cây cối cũng rất sơ sát, nhưng có hồ nước trong xanh, lại còn có các núi giả, các cây sồi xanh tốt mọc xung quanh nên cũng tăng thêm không ít phần sức sống. Hạ Tưởng âm thầm tán thưởng, Bắc Kinh quả nhiên là vùng đất đế đô, khoảng cách vượt trội rất nhiều so với thành phố Yến. Để Tiếu Giai tới đây kinh doanh bất động sản xem như là quyết sách đúng đắn. Ngày hôm sau, Hạ Tưởng giúp Tiếu Giai tuyển chọn địa chỉ đặt công ty.
Tiếu Dài cũng phóng tay chi một khoản kinh phí lớn, thuê 10 gian văn phòng cho công ty, mỗi năm tiền thuê văn phòng hết 500.000 tệ, bước đầu chuẩn bị ra thông báo tuyển chọn người làm. Đối với phương hướng thị trường và triển vọng công ty thì Hạ Tưởng cũng rất cường điệu nhấn mạnh một số điểm trong cách nhìn nhận của hắn. Tuy rằng Tiếu Dài nửa tin nửa ngờ, nhưng xuất phát từ việc tuyệt đối tín nhiệm với Hạ Tưởng nên những điều này cô cũng ghi tạc trong lòng. Năm nay đón Tết thì Thiếu Giai không về nhà mà hẹn ước với mấy cô bạn cùng đi đến Hải Nam. Hạ Tưởng cũng biết rõ tâm tư trong lòng cô, là không muốn bị cha mẹ thúc giục hỏi thăm về việc hôn nhân đại sự. Hắn cũng không dám nói nhiều về việc này, tiếp tục hộ tống cô thêm nửa ngày nữa, đến buổi chiều, hắn lái xe quay trở về thành phố Yến. Buổi tối đã về đến nhà gặp mặt được ba mẹ mình, Tào Thù Lê, Hạ An, Hứa Ninh. Trong lòng hắn rất sung sướng cảm động. Nhìn bộ dáng của Tào Thù Lê cứ giống như đã trở thành người vợ chính thức của Hạ gia, so với lần trước thì thân thiết và tự nhiên hơn rất nhiều, không có một loại mất tự nhiên, e lệ. Điều này làm cho hắn âm thầm cảm thán, cô bé vào vai nhân vật rất nhanh, đúng là rất có sức hấp dẫn. Thậm chí ngay cả hắn cũng thấy không bằng. Trước khi đón Tết không thể thiếu tiết mục đi lại thăm hỏi và chúc Tết. Dù sao Hạ Tưởng cũng là ủy viên thường vụ huyện ủy huyện An nên điện thoại chúc Tết kéo dài không dứt. Còn có không ít người muốn tới tận nhà để thăm hỏi nhưng đều bị Hạ Tưởng nhất nhất từ chối. Tuy rằng hắn không phản cảm với việc nhiều người lui tới trong dịp năm mới này, tuy nhiên nếu tránh được chút nào thì nên tránh chút ấy. Đêm 30, Tào Vĩnh Quốc từ thành phố Bảo quay về, cùng gặp mặt với vợ chồng Hạ Thiên Thành. Người trong hai gia đình cùng nhau đoàn tụ, tất cả đều phấn khởi chờ đón năm mới. Nguyên nhân là bởi Hạ Tưởng còn chưa kết hôn nên việc cưới hỏi của Hạ An và Hứa Ninh cũng bị dừng lại. Theo ý tưởng của Hạ Thiên Thành thì phải là ông anh kết hôn trước, chú em theo sau mới đúng lề thói. Hạ An rất bất đắc dĩ, đành phải nói. Chị dâu, năm nay tốt nghiệp xong là tổ chức đám cưới luôn, cố gắng gả cho anh em thật nhanh vào, nếu không mỗi ngày Hứa Ninh đều thúc giục em cưới cô ấy. Hứa Ninh mặc kệ. Dường như là ngoài anh ra thì em không lấy được người khác thì phải. Anh có được diễm phúc ấy không? Đương nhiên là có. Anh thì tuổi trẻ mà đã là cán bộ cấp phó phòng, là người tâm phúc của thị trưởng Đan, ai chẳng nói anh có tiền đồ vô lượng. Hạ An đắc ý nói. Lần trước Đan Sĩ Kỳ sau khi trở về, liền tự mình hỏi đến Hạ An và đề nghị đề bạt Hạ An thành phó phòng. Tất nhiên là ban tổ chức cán bộ ai chẳng phải nể tình. Dù sao cũng là nhân vật số 2, tuy rằng trưởng ban tổ chức thành ủy Đan Thành cùng với Đan Sĩ Kỳ có quan hệ bình thường. Nhưng trong vấn đề đề bạt nhân sự ở cấp phó phòng thì mặt mũi của thị trưởng là phải cấp, huống chi y cũng nghe nói qua anh trai Hạ An là Hạ Tưởng, người mà 23 tuổi là phó chủ tịch huyện. 23 tuổi mà đã có thể lên làm phó chủ tịch huyện thì tiền đồ về sau đúng là không để đo lường được, vì thế nhân tình này nên thuận dòng nước mà đẩy thuyền theo cho tốt. Cho nên, việc đề bạt Hạ An chẳng những có thể thông qua thuận lợi mà còn được liệt vào danh sách cán bộ được khảo sát trọng điểm. Về sau lên chức lên quyền sẽ được ưu tiên xem xét. Hứa Ninh liếc mắt nhìn Hạ An một cái. Đồ xấu xa. Tuy vậy nét mặt của cô cũng có một tia tự hào. Đối với người trong quan trường mà nói thì dịp đón năm mới thế này chính là một cơ hội tuyệt đỉnh để được lui tới nhà nhau, nhất là ở chốn tỉnh thành như thành phố Yến thì rất là nhộn nhịp. Bởi vì các thành thị phụ thuộc đều nhân thời cơ chúc Tết đến thăm viếng chúc Tết các lãnh đạo. Tuy rằng Tào Vĩnh Quốc không phải là lãnh đạo tỉnh ủy, Hạ Tưởng lại là một phó chủ tịch huyện nho nhỏ, tuy vậy khách trong nhà đúng là nối liền không dứt, làm cho người trong nhà cũng cảm thấy phiền toái. Cuối cùng, Hạ Tưởng và Tào Thù Lê mới tìm được một cơ hội trốn đi, để mọi người trong gia đình ứng phó. Những chỗ cần đi lại thì Hạ Tưởng cũng đã đi rồi nên Hạ Tưởng cũng tắt luôn điện thoại di động để yên tâm phụng dưỡng cha mẹ trong mấy ngày này, đến ngày mồng 3 đã phải từ biệt cha mẹ quay trở lại huyện An. Đảo mắt một cái đã đến ngày mùng 8. Chính thức phải đi làm. Ngày đầu tiên làm việc thì ai nấy trong cơ quan cũng đều đi cho phải phép. Cũng phải đợi hết rằm tháng giêng thì coi như mới hết không khí Tết, mới xem như chính thức làm việc, bắt đầu một năm công tác mới. Đầu tiên là mở một cuộc hội nghị nghiên cứu và thảo luận về công tác trọng điểm trong năm nay và các dự định triển khai. Sau đó Hạ Tưởng lại tham gia vào cuộc họp của Thường vụ Ủy ban để nghiên cứu về hướng phát triển kinh tế sao cho phù hợp với chính sách kinh tế của quốc gia. Từ đó sẽ kết hợp với tình hình cụ thể của huyện An để bố trí quy hoạch phát triển kinh tế. Trong hội nghị này, lần đầu tiên Hạ Tưởng đưa ra việc liên hợp cùng với huyện Cảnh,
đề nghị khai thông một con đường núi để kết nối khu du lịch Tam Thạch và khu du lịch Tam Thủy tạo thành một khu du lịch liên hợp giữa hai huyện với mục tiêu, chia sẻ tài nguyên thiên nhiên trong lĩnh vực văn hóa du lịch, dùng hết sức lực để nhất thể hóa khu du lịch, cộng đồng cùng xúc tiến để tạo thành một cộng đồng du lịch vùng ngoại thành, góp phần làm phồn vinh cho thị trường du lịch thành phố Yến. Đề nghị này của Hạ Tưởng như một khối đá nặng ngàn cân, làm cho mọi người tranh luận một cách sôi nổi. Thịnh Đại là người đầu tiên tỏ vẻ tán thành, ông ta cho rằng Tam Thạch và Tam Thủy chính là bộ phận trong mạch núi Thái Hành Sơn, vốn chính là cộng đồng cùng nhau chia sẻ, có ưu thế bù đắp cho nhau. Hơn nữa, hai điểm thắng cảnh này cách theo đường chim bay chỉ khoảng hơn 10 km, nếu làm một đoạn đường núi thông thẳng giữa hai thắng cảnh này thì khi du khách đến Tam Thủy vui chơi, muốn sang Tam Thạch thì không cần phải vòng lên thành phố Yến mà chạy thẳng một mạch sang và ngược lại. Nếu được như thế, với nguồn tài nguyên có thể cùng nhau khai thác, khiến cho nhiều người thay vì trước đây chỉ đi đến được một thắng cảnh thì nay sẽ được du lịch cả hai. Khâu Tự Phong không tỏ thái độ rõ ràng, chỉ tỏ vẻ cần phải cẩn thận. Trên cơ bản, mấy phó chủ tịch huyện khác lại có thái độ phản đối. Bọn họ cho rằng, đầu tiên chưa thể khẳng định được là huyện cảnh có thành ý hợp tác hay không, thứ hai là việc làm đường xuyên núi giữa hai thắng cảnh này sẽ không khả thi, bởi vì đây là vùng núi nên chi phí rất cao, chỉ bằng nguồn tài chính từ hai huyện cảnh và huyện An thì cơ bản là không thể có được nguồn tài chính khổng lồ như vậy, trừ phi là lại giơ tay xin tiền từ thành phố. Điều này dẫn đến việc không ngớt lời tranh luận, cuối cùng Khâu Tự Phong kết luận. Việc này là chuyện tốt, đáng giá chúng ta nghiên cứu, chờ sau khi Phó Chủ tịch huyện Hạ làm việc cụ thể với huyện cảnh rồi sau đó sẽ bàn luận về nguồn tài chính. Hạ Tưởng gật gật đầu. Tôi cảm thấy cũng nên nhờ vào thành phố. Trong lĩnh vực giao thông thì hàng năm đều có nguồn chi, nếu có thể thì chúng ta cũng nên xin nguồn từ trên, nếu hoàn toàn dựa vào lực lượng của chính huyện chúng ta thì có khi không đủ. Mấy phó chủ tịch huyện khác đều không hẹn mà cùng nghĩ, dù sao chủ ý cũng là do mày đề xuất, nếu mày mà có thể lấy được tài chính từ thành phố thì chúng ta cũng giơ hai tay lên tán thành. Kết hợp khu du lịch núi và du lịch sông là quy hoạch phát triển lâu dài, Hạ Tưởng cũng suy tính trong lòng, sẽ cùng một cơ hội thích hợp tiếp xúc với Giang Thiên một chút, bàn luận xong xuôi rồi sau đó cùng nhau giơ bàn tay về thành phố đòi tiền, nếu là như vậy thì khả năng thành công sẽ lớn hơn một chút. Đảo mắt đã tới tháng 3, thời tiết chuyển thành ấm áp, các hạng mục công tác trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện dần trở nên rất nhiều. Đầu tiên là Hạ Tưởng phải vội vàng khảo sát tình trạng giao thông của huyện An, chuẩn bị một nguồn tài chính của huyện để giải quyết hiện trạng các vùng núi sâu hiện tại còn chưa có đường đi. Khi thực hiện được điều này về cơ bản thì đã là tháng 4 âm lịch, rồi các hạng mục xây dựng của huyện An ầm triển khai, lại còn có công trình làng du lịch cũng bắt đầu khởi công. Cùng lúc đó, lại có một luồng gió lốc chậm rãi nổi lên ở bên trong. Vào trung tuần tháng 4 âm lịch thì Mai Thái Bình chính thức được nhậm chức trưởng ban tổ chức tỉnh ủy tỉnh Yến. Sau đó không lâu Từ Đức Tuyền được chính thức có quyết định miễn đảm nhiệm chức phụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành phố Yến, đồng thời việc chọn người vào cái ghế trống này trở thành đề tài để thảo luận. Không lâu sau đó, ban tổ chức tỉnh ủy liền xuống làm việc với thành phố Yến về nhân sự vào vị trí trưởng ban thư ký thành ủy và phó thị trưởng để chính thức trình tỉnh ủy phê chuẩn. Diệp Thạch Sinh nhìn thấy danh sách do ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đưa ra thì bất động thanh sắc, hơi nhíu lông mày rồi ngay lập tức cầm lấy điện thoại báo cho Thôi Hướng. Phó Bí Thư Thôi, ban tổ chức cán bộ đã trình lên danh sách lựa chọn cán bộ vào vị trí trưởng ban thư ký và phó thị trưởng. Anh đến chỗ văn phòng tôi, chúng ta họp hội ý chút một chút. Hiện tại thì Diệp Thạch Sinh đang là bí thư kiêm chủ tịch tỉnh, đối với việc Bắc Kinh vẫn nấn ná chậm chạp trong việc quyết định người đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh khiến ông ta cũng có chút bất an không yên, cũng không hiểu rốt cuộc là ở nguyên nhân nào, có những suy xét nào. Vì thế cho nên thời gian gần đây trong lúc làm việc thì ông ta vẫn luôn luôn cẩn thận, tránh mọi sơ suất. Tuổi của Diệp Thạch Sinh cũng không trẻ nữa, chỉ đảm nhiệm một nhiệm kỳ này nữa là sẽ lui ra. Vì thế, nếu Trung ương phái một người trẻ tuổi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh thì có nghĩa là cơ hội của y sẽ hết, vì bất cứ lúc nào người này cũng có thể thay thế được y. Còn nếu Trung ương cử một chủ tịch tỉnh mạnh mẽ, cứng rắn tới thì cũng có nghĩa ám chỉ rằng không cho y làm bất cứ hành động lớn nào, tất cả đều lấy việc duy trì đoàn kết ổn định làm chính. Thật ra Diệp Thạch Sinh cũng không phải là người không có khát vọng, chỉ có điều vẫn bị Cao Thành Tùng chèn ép quá mạnh mẽ nên cũng không dám lộ ra sự sắc nhọn của y thôi. Hiện tại, Cao Thành Tùng đã bị lật đổ, nếu lúc này Bắc Kinh đã chọn được người đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh thì trong lòng y nhiều ít còn có sự kiên định.
nhưng đến bây giờ thì Bắc Kinh vẫn chưa chọn được người, vì thế y vẫn đang còn phải suy nghĩ, có phải là Bắc Kinh vẫn đang còn khảo sát y? Xem thử y biểu hiện thế nào rồi từ đó sắp xếp cho y một chủ tịch tỉnh. Thôi Hướng gõ cửa tiến vào, nhìn thoáng qua danh sách của ban tổ chức cán bộ liền gật gật đầu. Tôi thấy công tác tổ chức còn có điểm khinh suất. Cao Hải tuy rằng đã đảm nhiệm trưởng ban thư ký của Ủy ban Nhân dân thành phố nhiều năm nhưng năng lực có hạn, cá nhân tôi cho rằng đồng chí này không thích hợp để đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng. Có thể điều đồng chí này đến sở xây dựng đảm nhiệm chức vụ giám đốc sở. Với tài năng của đồng chí Cao Hải thì rất thích hợp cho việc đảm nhiệm một công việc mang tính chuyên ngành, còn ở trong việc quản lý công việc của chính quyền thì có lẽ anh ta không đảm nhiệm được. Còn về việc chọn người đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký thành ủy thì đúng thật là rất hài hước. Chương 359, Dương Cung Múa Kiếm. Diệp Thạch Sinh khó hiểu liếc mắt nhìn Thôi Hướng một cái, nghĩ thầm rằng không phải là trường hợp đặc biệt thì cũng không nên dùng cách nói đầy kích động như vậy chứ. Gần một năm qua, Trung ương 5 lần 7 lượt yêu cầu địa phương phải lớn mật trong việc sử dụng cán bộ, có khối người một năm lên liền hai cấp, chẳng lẽ Thôi Hướng và Lý Đinh Sơn có vấn đề gì với nhau? Ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã báo danh sách chọn người, trong đó đề nghị bí thư huyện ủy huyện An Lý Đinh Sơn đảm nhiệm chức vụ thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký, đề nghị trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố là Cao Hải đảm nhiệm chức vụ phó thị trưởng. Diệp Thạch Sinh còn chưa phát biểu cái nhìn của mình, y đang muốn nghe một chút các ý kiến từ phó bí thư Thôi Hướng, người được phân công quản lý công tác nhân sự này. Không nghĩ tới Thôi Hướng phủ quyết toàn bộ, y không khỏi nhíu nhíu lông mày, không nói gì cả. Đối với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đệ trình lên danh sách tuyển chọn hai người, nói thật ra thì tâm lý y cũng ít nhiều y có điểm mâu thuẫn. Cao Hải và thị trưởng tiền nhiệm Trần Phong đi lại với nhau rất gần. Mà xem ra, trong con mắt y thì tính cách của Trần Phong và Cao Thành Tùng lại có điểm tương tự nhau, vì thế y cũng không thích Trần Phong, từ đó cũng có tâm lý không thích Cao Hải. Mà hiện tại thì Lý Đinh Sơn chỉ mới là bí thư huyện ủy, một lúc thăng liền hai cấp, đề bạt thành thường vụ thành ủy. Trưởng ban thư ký thì có vẻ bước đi này hơi lớn. Cho dù là Lý Đinh Sơn có chiến tích rõ ràng nhưng cũng không nghe thấy người này có hậu trường cứng rắn, mạnh mẽ gì, thế mà sao trong danh sách lại đề cử người này vậy? Đương nhiên, càng làm cho Diệp Thạch Sinh nghi hoặc chính là thái độ của Mai Thái Bình. Vốn tưởng rằng Mai Thái Bình là từ Bắc Kinh hàng không tới đây, tại tỉnh Yến không có căn cơ, do đó trong lần chọn người đề bạt này thì Diệp Thạch Sinh cũng vốn có ý tưởng an bài người của y. Nhưng bởi vì vẫn chưa chọn người vào chức vụ chủ tịch tỉnh nên khiến y do dự, cũng không ám chỉ cho Mai Thái Bình, chỉ yêu cầu người này căn cứ theo nguyên tắc công bằng mà tự do chọn lựa. Kết quả đúng là thật tốt, đã tuyển chọn ra Lý Đinh Sơn. Diệp Thạch Sinh đã suy nghĩ chán, Lý Đinh Sơn thì mặc kệ Lý Đinh Sơn, dù sao y cũng đã không tính toán nhúng tay vào việc chọn người vào cái ghế trưởng ban thư ký thành ủy, do đó bán một cái nhân tình cho Mai Thái Bình. Y cũng không nghĩ tới việc không ngờ Thôi Hướng lại phản đối như vậy, điều này làm y lâm vào tình thế khó xử. Trong lúc này đột nhiên Diệp Thạch Sinh nảy ra một chủ ý, dù sao y trong việc này cũng không có chút tư tâm, không bằng đứng ở vai trung gian chọn người cho khách quan. Vì thế y nói, đối với việc chọn người này thì tôi cũng không có ý kiến gì, không bằng chúng ta đưa vào hội nghị thường vụ để thảo luận. Thôi Hướng khẽ gật đầu. Trưởng ban Mai cũng là người có tâm. Cùng đồng thời đề bạt hai người bạn học của nhau là Lý Đinh Sơn và Cao Hải, nhân tình này không phải là lớn một cách bình thường. Diệp Thạch Sinh không muốn nghe lời này của Thôi Hướng, trong lòng hiện ra một tia mất kiên nhẫn. Trước kia, Thôi Hướng bị Cao Thành Tùng ép đến nỗi không ngẩng đầu lên được. Bây giờ Cao Thành Tùng xuống đài, mình mới chính là bí thư tỉnh ủy, còn Thôi Hướng cũng chỉ là phó bí thư tỉnh ủy, cho dù thế nào thì cũng chưa đến lượt y bộc lộ tài năng. Hơn nữa, mình cũng chỉ mới nói thăm dò là phải đệ trình để thảo luận trong hội nghị thường vụ, thế mà Thôi Hướng cũng không hỏi lại ý kiến của nhân vật số một như y mà ngay lập tức gật đầu đồng ý, chẳng lẽ Thôi Hướng đã nắm chắc rằng việc này trong hội nghị thường vụ sẽ không được thông qua? Chẳng lẽ y không rõ ràng rằng một khi hội nghị thường vụ đã thảo luận xong thì liền lập tức trở thành kết cục đã định, không thể sửa đổi? Thôi Hướng dựa vào điều gì? Trong lòng Diệp Thạch Sinh mơ hồ có lửa giận, từ lúc đảm nhiệm chức vụ bí thư tỉnh ủy tới nay, người đầu tiên không chút tiếng động khiêu chiến quyền uy của mình không ngờ lại là vị phó bí thư. Mặc dù đúng là y cũng rất không muốn ủng hộ Lý Đinh Sơn, nhưng chờ sau khi Thôi Hướng đi rồi đột nhiên trong thời điểm này y hạ quyết định phải ủng hộ Lý Đinh Sơn, để xem Thôi Hướng có bao nhiêu trọng lượng. Đúng lịch trình, hội nghị thường vụ tỉnh ủy tổ chức họp.
Đầu tiên là từ danh sách đề bạt nhân sự do Mai Thái Bình đệ trình, sau đó là các kết luận của ban tổ chức cán bộ. Giọng nói của Mai Thái Bình cực kỳ phổ thông, mọi người khi nghe tiếng nói của y trong tai thì đều có cảm giác dị thường, đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiền Cẩm Tùng mấy lần. Tiền Cẩm Tùng làm ra vẻ không nhìn thấy những nghi vấn của mọi người, y tỏ vẻ mỉm cười, làm ra một bộ dáng đang nghe một cách chăm chú nhưng thật ra trong lòng suy nghĩ, đúng là có gia tộc lớn làm chỗ dựa đúng là quá sướng, vốn nguyên bản thì Mai Thái Bình lăn lộn ở Bắc Kinh cũng không hơn được y, thế mà chỉ trong chớp mắt liền hàng không tới tỉnh Yến làm trưởng ban tổ chức cán bộ, trong danh sách xếp hạng còn đứng trước mình. Người so với người, điều này đúng là làm tức muốn chết. Ngẫm lại việc y ở tỉnh Yến đã hơn 2 năm mà vẫn chưa mở ra được cục diện, chỉ đơn giản bởi vì phía sau y không có một gia tộc khổng lồ làm hậu trường. Đồng thời, Tiền Cẩm Tùng có muốn không thừa nhận cũng không được rằng thế cục của tỉnh Yến lúc ấy so với trong tưởng tượng của y thì phức tạp hơn rất nhiều, hơn nữa đại đa số cán bộ tỉnh Yến đều bảo thủ, không có tinh thần tiến thủ đi lên. Rất nhiều người có tâm tư không mong cầu công lao mà chỉ mong cầu không thất bại. Vì vậy mặc dù Tiền Cẩm Tùng lôi kéo vẫn giữ một thái độ bàng quang, đứng từ ngoài nhìn vào. Vì thế cho nên y mới không thể tạo ra một phương thế lực cho mình. Không tin là Mai Thái Bình có thể mạnh hơn y về mặt này, cho dù ông ta là trưởng ban tổ chức cán bộ thì cũng chưa chắc có được những mối quan hệ chân chính. Tuy nhiên, hôm nay Mai Thái Bình đưa ra danh sách nhân sự thế này làm Tiền Cẩm Tùng cảm thấy Lý Đinh Sơn có vẻ hơi thái quá. Vì thế y quyết tâm bỏ phiếu chống việc bổ nhiệm Lý Đinh Sơn và bỏ phiếu thuận cho Cao Hải. Mai Thái Bình đối với các danh sách cán bộ đề cử lên lần này muốn đề bạt Lý Đinh Sơn và Cao Hải cũng có mấy lý do. Sắc mặt ông ta bình tĩnh, nói giọng đều đều. Đồng chí Lý Đinh Sơn phong cách cẩn trọng, trong thời gian đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy đã tạo ra một thành tích rất lớn, đã đưa một huyện bá từ một huyện nghèo trong diện xếp thứ nhất từ dưới xếp lên phát triển thành một huyện có kinh tế xếp hạng 5 của thành phố chương trình. Đây là một thành tích rõ ràng như ban ngày. Từ khi đồng chí Lý Đinh Sơn được điều về tới huyện An thì tổng giá trị sản lượng của huyện An cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Theo các số liệu thống kê, tổng giá trị sản lượng của huyện An sau khi đồng chí Lý Đinh Sơn nhậm chức một năm thì cực kỳ cao, thành tựu cực kỳ kinh khủng. Thông qua quá trình khảo sát của ban tổ chức cán bộ, đồng chí Lý Đinh Sơn là cán bộ có tuổi trẻ, có sức khỏe, có năng lực giác ngộ cao, có tính nguyên tắc, tác phong gần gũi, cực kỳ phù hợp với điều kiện đề bạt. Vì thế ban tổ chức cán bộ mới đề cử đồng chí này vào vị trí trưởng ban thư ký thành ủy. Ngừng một chút, ánh mắt Mai Thái Bình đảo qua mọi người đang ngồi, khóe miệng hiện lên một tia cười bí mật. Ông ta lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục nói. Đồng chí Cao Hải đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố đã nhiều năm, đối với công tác của Ủy ban Nhân dân thành phố cực kỳ hiểu rõ, đã ở trên cương vị trưởng ban thư ký tạo ra thật nhiều cống hiến. Công tác của đồng chí Cao Hải cũng rất nhiệt tình, chịu nhiều gian khổ, là cán bộ ưu tú của đảng ta, vì thế chúng tôi đề cử lên vị trí phó thị trưởng thành phố Yến. Ông ta gấp bảng danh sách trong tay lại rồi khẽ mỉm cười. Xin các vị thường vụ phát biểu ý kiến. Thôi Hướng húng hắng cổ họng mấy cái rồi nói. Đồng chí Cao Hải đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng thì tôi thấy không quá thỏa đáng. Cá nhân tôi cho rằng đồng chí này còn khuyết thiếu cái nhìn đại cục, từ khi đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố tới nay cũng không làm ra được thành tích gì quá chói sáng. Thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, vị trí phó thị trưởng cũng cực kỳ trọng yếu, tôi cho rằng đồng chí này thích hợp với các công tác chuyên môn hơn, ví dụ như vị trí giám đốc sở xây dựng. Đối với đồng chí Cao Hải mà nói, được ở trên vị trí như vậy cũng đã là không tồi rồi. Tất cả mọi người giật mình kinh hãi. Thôi Hướng trước kia là bí thư thành ủy, hiện tại đang đương nhiệm phó bí thư tỉnh ủy, tiếng nói của y cực kỳ có phân lượng. Lời nói của y vừa rồi tương đương với việc trực tiếp phủ nhận Cao Hải. Điều này là mọi người tương đối khiếp sợ, tất cả đều không hẹn mà có cùng suy nghĩ rằng phó bí thư Thôi trong lần đề bạt nhân sự đầu tiên cực kỳ trọng yếu này lại rất kiên quyết phủ quyết người do ban tổ chức cán bộ chọn. Đây là do người được chọn không làm ông ta hài lòng hay là không hài lòng đối với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Khiến mọi người đều không thể tưởng tượng được tiếp chính là, Thôi Hướng lại tiếp tục nói. Từ khi Lý Đinh Sơn đảm nhiệm vị trí bí thư huyện ủy tới nay, đúng là đã làm ra được thành tích rất lớn, là một cán bộ công tác rất tốt. Nhưng từ một vị trí bí thư huyện ủy một bước tiến lên vị trí ủy viên thường vụ, trưởng ban thư ký thành ủy thì có phải là quá cấp tiến không? Các đồng chí,
Trung ương đã 3-4 lần ra nghị quyết nhấn mạnh trong việc đề bạt cán bộ thì phải nhất định thận trọng, cực kỳ thận trọng, không thể dùng người không khách quan, không thể lấy quyền để mưu đồ lợi ích cá nhân, phải thực hiện một cách công bình, công khai và nguyên tắc dân chủ. Cũng có rất nhiều bí thư huyện ủy ở cơ sở, bọn họ có thành tích không thấp hơn so với đồng chí Lý Đình Sơn, cũng hy sinh rất nhiều, nhưng bình thường thì có khi chỉ đề bạt tiến thêm một nấc mà thậm chí cũng không được. Bây giờ lại nhìn thấy đồng chí Lý Đình Sơn được đề bạt ngay một lúc thăng lên 2 cấp, nếu vậy điều này có làm cho bọn họ mất đi sự tin tưởng đối với cấp lãnh đạo? Có thể có ý tưởng khác hay không? Là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, ánh mắt của chúng ta phải phóng ra cả toàn bộ tỉnh, mà không phải điểm cực hạn chỉ là trong thành phố Yên. Đề nghị của tôi là đồng chí Lý Đình Sơn sẽ đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng thành phố Yên thì có lẽ sẽ thích hợp hơn. Thôi Hướng phát biểu một cách dõng dạc. Những người còn lại bắt đầu có tiếng ồn ào. Y là phó bí thư tỉnh ủy, chuyên trách về quản lý đảng và quần chúng, vừa mở miệng liền trực tiếp phủ định toàn bộ danh sách của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Thái độ của Y rất uy phong, lại đủ hống hách, tương đương với không chút nào để chút lưu tình, đem tất cả mặt mũi của Mai Thái Bình bỏ qua một bên. Vì thế, tất cả mọi người đều nghĩ rằng chỉ sợ người mà phó bí thư thôi không hài lòng không phải là Lý Đình Sơn và Cao Hải, mà là Mai Thái Bình. Mai Thái Bình không nói lời nào, tuy nhiên sắc mặt trở nên âm trầm, ánh mắt lạnh lùng, khẽ liếc mắt nhìn Thôi Hướng một cái. Tiền Cẩm Tùng lên tiếng. Đồng chí Lý Đình Sơn được đề nghị vượt 2 cấp, quả thật là hơi có chút không vượt quy củ, chúng ta có lẽ nên bảo thủ một ít, tôi thấy nên để đồng chí này tới một quận đảm nhiệm vị trí bí thư quận ủy rồi sau đó sẽ xem xét thêm sau. Về phần đồng chí Cao Hải được đề bạt làm phó thị trưởng, tôi thấy hoàn toàn có thể. Đồng chí này có lý lịch đầy kinh nghiệm, so với những người khác thì lại càng phù hợp hơn để đảm nhiệm vị trí phó thị trưởng, có thể nói đây là ngựa quen đường cũ. Tiền Cẩm Tùng chọn giải pháp ôn hòa hơn, đối với vị trí chốt là trưởng ban thư ký thành ủy thì phản đối ý kiến đề cử, lại tránh nặng tìm nhẹ là đồng ý để cho Cao Hải được tăng thêm trọng trách. Bí thư quận ủy thành phố Yên là cấp phó giám đốc sở, cũng không phải thường vụ thành ủy, so với vị trí trưởng ban thư ký thành ủy thì kém hơn không ít. Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng trong lúc vô ý liếc mắt nhìn Diệp Thạch Sinh một cái, do dự một chút rồi nói. Tôi cảm thấy ý kiến của trưởng ban Tiền rất đúng. Sau đó ông ta không nói thêm câu nào nữa, cúi đầu có vẻ như đang suy nghĩ chăm chú việc gì đấy. Mọi người đang ngồi đều rõ ràng tâm tư của Phạm Duệ Hằng, đây là y đang rất chờ mong vị trí Chủ tịch tỉnh, nhưng mà ở Bắc Kinh chậm chạp không ra quyết định khiến trong lòng y trở nên bất ổn, không được an bình. Vì thế. Giai đoạn hiện nay việc chính của y là cầu ổn định, có thể không đắc tội với người nào thì cố gắng tận sức không đắc tội. Mã Vạn Chính rất rõ ràng dụng ý đề bạt của Mai Thái Bình, chắc chắn đã có được sự bày mưu đặt kế. Ông ta cũng biết Lý Đình Sơn là ai, liền với giọng điệu kiên định nói. Tôi cho rằng danh sách của ban tổ chức cán bộ đề lên rất có lý, hoàn toàn phù hợp với quy trình đề bạt cán bộ. Nếu tất cả mọi người đối với việc đồng chí Lý Đình Sơn được đề bạt vượt cấp có ý kiến thì xin mời các đồng chí để danh một đồng chí bí thư huyện ủy có thành tựu tương tự như là đồng chí Lý Đình Sơn ra để mọi người cân nhắc. Vàng thật không sợ thử lửa, nếu có bí thư huyện ủy nào có chiến tích giống như đồng chí Lý Đình Sơn thì tôi cũng đề nghị nên đặc biệt đề bạt đồng chí ấy. Ai có thể đưa một huyện nghèo vào dạng xếp thứ nhất từ dưới xếp lên của toàn tỉnh trở thành một huyện lớn có nền kinh tế xếp hạng thứ 5 của thành phố chương trình. Ai có bản lĩnh này thì tôi cũng đề nghị với ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy phải nhất định trọng dụng. Tình trạng của huyện An thì mọi người cũng rất hiểu biết, trong nhóm mười mấy quận huyện của thành phố Yên thì xếp ở phía giữa, nhưng căn cứ theo số liệu thống kê được thì quý một năm nay xếp hạng của huyện An có thể nhanh chóng vượt lên đứng trong top quận huyện tiêu biểu. Các đồng chí, đây là khái niệm gì? Trung ương đã mạnh mẽ đề xướng phải trẻ hóa đội ngũ cán hộ. Hôm nay chúng ta còn bảo thủ không chịu thay đổi thì đến lúc nào tỉnh Yên mới có thể trở thành tỉnh mạnh về kinh tế trong cả nước đây? Lời nói của Mã Vạn Chính rất có lực, trong giọng nói lại có khí phách, tương đương vì Lý Đình Sơn mà tạo ra một bức tường rất lớn không người nào vượt qua nổi. Dưới lời nói của Mã Vạn Chính thì tất cả các chiến tích của Lý Đình Sơn đều được bộc lộ ra, ở thời điểm hiện tại đúng là không có người nào so sánh được. Hiển nhiên, Mã Vạn Chính cũng đã làm qua công tác chuẩn bị kỹ lưỡng. Nói chuyện có đầy đủ số liệu, lấy thành tích để nói chuyện, sau khi nói ra lập tức không khí trở nên lặng ngắt như tờ. Bởi vì mọi người đều biết trong lòng, nếu so về chiến tích thì Lý Đình Sơn hoàn toàn xứng đáng là bí thư huyện ủy số 1 trong toàn bộ tỉnh Yên.
Đồng chí Lý Đình Sơn tôi đã từng tiếp xúc qua, hoàn toàn có thể đảm nhiệm được công tác trưởng ban thư ký thành ủy, tôi đồng ý với việc đề bạt đồng chí đó. Còn đồng chí Cao Hải, đồng chí đang đảm nhiệm trưởng ban thư ký ủy ban nhân dân thành phố từ trước tới nay, tôi cũng đã có một quá trình cộng tác với đồng chí ấy, đảm nhiệm chức danh phó thị trưởng cũng hoàn toàn phù hợp, tôi cũng tán thành. Trong lời phát biểu, Trần Phong đầu tiên nêu ra một chút về sự nhìn nhận của mình, sau đó rồi lại tung ra một quả bom tấn. Hơn nữa, trải qua sự nghiên cứu của Thường vụ Thành ủy thì tất cả đều nhất trí, tán thành đồng chí Cao Hải đảm nhiệm phó thị trưởng, ý kiến trên cũng đã được trình lên tỉnh ủy, xin tỉnh ủy châm trước. Cấp trên muốn bổ nhiệm phó thị trưởng thì phải trưng cầu ý kiến của Thành ủy thành phố Yên, lời nói này của Trần Phong tương đương với việc đưa ra kết luận cho việc đề bạt Cao Hải. Thành ủy thành phố đã tán thành việc đề bạt Cao Hải, nếu nhắc lại, đề cử những người khác thì khả năng sẽ gặp phải ý kiến phản đối của Thành ủy thành phố Yên. Nhưng ở trong việc chọn người đảm nhiệm vị trí trưởng ban thư ký thành ủy, tuy rằng thành phố Yên cũng có quyền đề cử, nhưng bởi vì trưởng ban thư ký thành ủy là thường vụ thành ủy nên quyền quyết định nằm ở trong tay tỉnh ủy. Thân sắc của Thôi Hướng phức tạp liếc mắt nhìn Trần Phong một cái, muốn nói cái gì rồi lại hơi lắc đầu. Y và Trần Phong đã hợp tác nhiều năm, biết tính tình của Trần Phong. Ở trong hội nghị thường vụ tỉnh ủy thì lời nói của Trần Phong không nặng, nhưng trong thành ủy thì lại hoàn toàn khác. Y biết, việc đề bạt Cao Hải là phó thị trưởng thì trên cơ bản xem như là đã thông qua, các ủy viên thường vụ còn lại sẽ không ai nguyện ý tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm với Trần Phong, để rồi chỉ một vị trí dâu ria phó thị trưởng lại trở thành chuyện. Như thế xem ra, tiêu điểm của mâu thuẫn sẽ tập trung ở việc đề bạt Lý Đinh Sơn. Bốn ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yên tổng cộng có 13 người, nhưng bởi vì hiện tại Diệp Thạch Sinh tạm thời vừa kiêm bí thư và chủ tịch tỉnh nên khuyết thiếu mất một vị trí. Nếu muốn lấy biểu quyết, khả năng không chừng sẽ xuất hiện cục diện 6 đấu với 6. Tuy nhiên, cũng do thiếu mất một vị trí nên quyền lên tiếng của Diệp Thạch Sinh lại tăng lên, một phiếu của ông ta sẽ bằng hai phiếu của người khác. Trước mắt những người phản đối Lý Đinh Sơn gồm có Phó Bí Thư Thôi Hướng, Trưởng Ban Thư Ký Tiền Cẩm Tùng, Phó Chủ tịch Thường Trực Tỉnh Phạm Duệ Hằng, đã có 3 phiếu phản đối. Ủng hộ Lý Đinh Sơn có Phó Chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính, Trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình và Bí thư Thành ủy thành phố Yên Trần Phong, như vậy là đã có 3 phiếu ủng hộ. Ngang tay, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương bình thường luôn có một bộ dáng cười nói vui tươi hớn hở, hôm nay cũng khác. Y không nhanh không chậm nói. Đồng chí Cao Hải là phó thị trưởng thì tôi không có ý kiến gì. Việc đề bạt đồng chí Lý Đinh Sơn thì quá nổi bật, dễ dàng làm cho có điều tiếng, tôi bảo lưu ý kiến chưa đề bạt đồng chí này vội. Trương Sán Dương lại là người bỏ phiếu chống lại việc đề bạt của Lý Đinh Sơn. Bí thư Đảng ủy Công an Lý Bình Văn là một người có khuôn mặt dài, đen xì, sắc mặt so với Tần Thác Phu có vẻ còn đen hơn rất nhiều. Dường như lúc nào trên khuôn mặt y cũng phụng phịu, giống như người khác đang nợ tiền y vậy. Vốn y vẫn ngồi im tại chỗ, nghịch nghịch chén nước trên tay, sau khi nghe xong Trương Sán Dương lên tiếng, y một ngụm uống hết nước trong chén rồi nói. Ý kiến của tôi nhất trí với ý kiến của Phó Bí Thư thôi, việc đề bạt đồng chí Lý Đinh Sơn và Cao Hải là không phù hợp. Lại là một tiếng nói cứng rắn phản đối mạnh mẽ. Trong lòng mọi người đều trở nên có chút rúng động, tình huống so với trong tưởng tượng thì còn phức tạp hơn rất nhiều, một vị trí thường vụ thành ủy xem ra làm xúc động không ít ích lợi của người khác. Chính ủy quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc dáng mặt đường đường chính chính, lời nói thành khẩn, tình ý sâu xa. Các đồng chí, làm việc đều phải chú ý một chút đến sự công bằng. Đồng chí Lý Đinh Sơn nếu thăng vượt 2 cấp, nếu ở trong bộ đội thì cũng phải lập công lớn mới có được. Tôi cảm thấy chiến tích của đồng chí này không đủ để đáp ứng, lý lịch kinh nghiệm cũng hơi chút khuyết thiếu. Về phần đồng chí Cao Hải, Phó Bí Thư Thôi nói cũng có chút đạo lý, cũng phải thận trọng. 6 phiếu phản đối, một cuộc chiến tranh không có chút khói thuốc súng so với trong trí tưởng tượng của mọi người thì phải kịch liệt hơn rất nhiều. Chẳng những có người nhìn chằm chằm đối với vị trí thường vụ thành ủy mà ngay cả một phó thị trưởng không thuộc thẩm quyền cũng giơ cao tay phủ quyết. Phản đối người như vậy rốt cuộc là nhằm vào người được đề cử hay là nhằm vào trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình? Hoặc là, tận sâu bên trong đang còn có mục đích gì? Không ít người đều có ánh mắt phức tạp liếc mắt nhìn Mai Thái Bình và Diệp Thạch Sinh một cái. Chương 360, năng lực hùng mạnh cuối cùng của Sử Lão. Mai Thái Bình từ đầu tới cuối đều lộ chút vẻ cười cợt trên khóe miệng,
hai mắt giống như là đồng ý nhưng không nói những gì trong lòng ra dù chỉ một chút, làm cho người ta đoán không ra ý nghĩ của ông ta. Diệp Thạch Sinh mặt có vẻ như bình tĩnh, nhưng thần sắc bên trong ẩn chứa giận dữ, khiến những người hiểu rõ hắn đều nhận ra. Chủ tịch Diệp, không, là bí thư Diệp tức giận. Nhưng lại có một cảnh tượng khiến mọi người đều mở rộng tầm mắt. Trưởng ban ban tuyên giáo Lộ Uyên Nguyên luôn luôn thích lên tiếng sau cùng, lần nữa, bình thường toàn là bỏ phiếu trắng, nhưng hôm nay ông ta lại phá lệ mà phát biểu trước tiên, thái độ thì rất kiên quyết bỏ phiếu chống. Tôi không đồng ý đề cử đồng chí Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Công việc của ban tổ chức cán bộ là tìm ra những người tài giỏi. Lý lịch của hai đồng chí này chưa lý giải kỹ càng tỉ mỉ lắm. Đề nghị ban tổ chức cán bộ lại tiếp tục tìm hiểu thêm vài người để lại đưa ra danh sách đề cử một lần nữa. Mọi người lập tức giật mình. Mọi người đang ngồi ở đó có không ít người biết rõ quan hệ giữa Lộ Uyên Nguyên và Tào Vĩnh Quốc. Tào Vĩnh Quốc lại là cha vợ của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng là ai? Hạ Tưởng từng là thư ký của Lý Đinh Sơn, hiện tại lại cùng Lý Đinh Sơn ở huyện An. Hạ Tưởng cùng Cao Hải lại có quan hệ, ai cũng biết rõ điều đó. Hành động này của Lộ Uyên Nguyên chẳng khác nào chẳng nể mặt Tào Vĩnh Quốc chút nào. Hơn nữa còn giống như là trước mặt mọi người đánh một bạt tai vào mặt trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình. Hiểu rõ nội tình thì mọi người sẽ hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Lộ Uyên Nguyên sở dĩ cực lực phản đối việc đề cử Lý Đinh Sơn và Cao Hải không phải vì hắn với Lý Đinh Sơn và Cao Hải có ý kiến gì. Đơn giản nguyên nhân là vì hắn rất bất mãn với tân trưởng ban tổ chức cán bộ Mai Thái Bình. Vốn Lộ Uyên Nguyên cũng có tham vọng làm trưởng ban tổ chức cán bộ, nhưng bởi vì thế lực Mai gia quá mạnh tác động vào, khiến cho Mai Thái Bình tay ngang chuyển sang, bất ngờ nhảy dù vào tỉnh Yến. Đương nhiên, chỉ là bởi vì Mai Thái Bình đoạt mất ngai vàng trưởng ban tổ chức cán bộ, Lộ Uyên Nguyên liền liên tục kiếm chuyện với ông ta thì thật là không sáng suốt. Cũng là không thể hiện được chút trí tuệ chính trị. Điều ở Mai Thái Bình làm cho Lộ Uyên Nguyên tức giận chính là khi nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy muốn đề cử người vào làm trưởng ban thư ký thành ủy và phó thị trưởng, ông ta liền báo với Mai Thái Bình hai ứng cử viên. Thái độ của Lộ Uyên Nguyên cũng không cương quyết, chỉ mong là Mai Thái Bình đưa lên báo cáo hội nghị thường vụ, cho dù đưa tên hai người đó xếp cuối cùng cũng được. Ít nhất có thể khiến ủy viên thường vụ biết tên, cũng xem như sau này gây dựng được nền tảng. Không ngờ Mai Thái Bình ngoài miệng đồng ý rất vui vẻ, gần đến hội nghị đề cử thường vụ, ngoại trừ đề cử Lý Đinh Sơn và Cao Hải ra, tuyệt nhiên không đề cử một người nào khác. Mai Thái Bình sao lại đối xử thế, cũng quá không nể tình, Lộ Uyên Nguyên sẽ làm cho hắn không thoải mái ngay tại trận. 7 phiếu chống. Thế cuộc dường như nghiêng về một phía, Hình Đoan Đài trong lòng bỗng nhiên do dự. Có tiếp tục kiên quyết ủng hộ Lý Đinh Sơn hay không? Lý Đinh Sơn và Tống Chiêu Độ có quan hệ với nhau hắn hiển nhiên biết, ủng hộ Lý Đinh Sơn chính là ủng hộ Tống Chiêu Độ. Nếu như trước kia, hắn chắc chắn gật đầu bỏ phiếu thuận. Thế nhưng tình hình thực tế hôm nay lại hơi có chút kỳ lạ, dường như đủ loại nguyên nhân rắc rối đan xen nhau phức tạp, có cả bất mãn Lý Đinh Sơn, có cả bất mãn Mai Thái Bình, cũng có suy nghĩ đến ích lợi bản thân hoặc là có ý tưởng khác. Tất cả hội tụ thành một luồng phản đối. Khiến cho ý chí kiên định lúc đầu của hắn giờ có chút lung lay. Suy đi tính lại, Hình Đoan Đài cứ quyết định tỏ vẻ ủng hộ nhẹ nhàng. Dù sao cũng không nên tạo kẽ hở trong quan hệ giữa hắn và Tống Chiêu Độ, cũng nên để ý tới cảm xúc của các ủy viên thường vụ ở đây, nên trần trừ thoáng cái rồi ngập ngừng nói. Ban tổ chức cán bộ chọn trưởng ban thư ký thành ủy và phó thị trưởng ủy ban nhân dân thành phố hiển nhiên cũng là kết quả đã được suy tính cặn kẽ. Dù sao quyền hạn của ban tổ chức cán bộ cũng là điều tra thực tế cán bộ, trách nhiệm của họ cũng là ở chỗ đó. Chúng ta là người ngoài cuộc, đương nhiên không thể hiểu biết về việc chỉ định tuyển chọn cán bộ của ban tổ chức cán bộ. Hình Đoan Đài lời nói thực ra là muốn ám chỉ các vị đang ngồi ở đấy. Xem mọi người đều là tỉnh ủy viên thường vụ, nhưng không phải việc gì cũng phải mang ra cho ủy viên thường vụ bàn bạc. Không nể mặt Mai Thái Bình, về sau khi một ai đó được đề cử. Đều phải qua cửa ban tổ chức cán bộ. Cho dù có được khảo sát là rất tốt thì cũng không có tư cách để bạt cất nhắc trên cuộc thảo luận của ủy viên thường vụ, quyền quyết định thật ra tất cả ở trong tay Mai Thái Bình. Quả nhiên vừa mới nói ra khiến mọi người biến đổi sắc mặt. Mọi người cũng đều bỗng nghĩ đến, Mai Thái Bình là từ thủ đô nhảy dù về tỉnh Yến, hắn cứ như không cần khuôn phép mà ra bài, tại tỉnh Yến làm mưa làm gió. Cuối cùng cho dù là mọi người cùng hùa nhau xem nhẹ hắn, hắn cũng có thể lợi dụng quyền hạn trong tay để xử lý.
ban tổ chức cán bộ cũng không phải ban tuyên giáo, là một nơi có thực quyền. Ý kiến của tôi là, mọi người phải nghiêm túc suy xét một chút về danh sách do ban tổ chức cán bộ đưa ra, phải tìm hiểu từ nhiều hướng xem đồng chí Lý Đinh Sơn và Cao Hải có ưu điểm và tác phong thế nào. Đối với mỗi lần đề bạt và phân công cán bộ, chúng ta đều tận lực làm theo một nguyên tắc công bằng chính trực, cố gắng khích lệ, ủng hộ đề bạt những cán bộ ưu tú đi lên. Ý kiến của Hình Đoan Đài rất khéo léo nên rất được mọi người tán thưởng, đúng là khuyên mọi người vứt bỏ đi thành kiến, thật sự suy xét về vấn đề tố chất của bản thân công chức, không nên bị tác động bởi những nhận xét vô căn cứ từ bên ngoài. Hình Đoan Đài lại tiếp tục nói. Cho nên ý kiến của tôi là mọi người kỹ lưỡng tìm hiểu một lần nữa, không nên tùy tiện kết luận. Ý kiến của tôi là chi bằng không nên phát biểu thái độ trước tiên, cẩn thận nghiên cứu một chút về lý lịch của hai đồng chí rồi hãy nói. Nói được một nửa, Hình Đoan Đài bỗng nhiên ngừng lại, cúi đầu nhấc điện thoại di động ra, lật xem vài lần, lập tức vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi sửng sốt một chút, bỗng nhiên lại nói to lên làm cho mọi người nhảy dựng. Đối với đề cử của ban tổ chức cán bộ, tôi hoàn toàn tán thành. Cái gì thế? Vài người thiếu chút nữa thì quai hàm méo sạch, vừa mới còn luôn miệng nói muốn mọi người tìm hiểu một chút, cũng như là thái độ ba phải. Thế nào trong chớp mắt, đột nhiên lại có giọng điệu kiên quyết tán thành là thế nào nhỉ? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao Hình Đoan Đài lại cúi xuống xem điện thoại di động, lại đột nhiên thay đổi thái độ đang làm trung gian ở giữa lại nghiêng lệch về một phía. Đang lúc mọi người nghi hoặc khó hiểu, đột nhiên trong phòng họp vang lên một tiếng ong ong. Mấy người liền lấy di động ra, cúi đầu nhìn. Từ đầu tới giờ Diệp Thạch Sinh vẫn không hề lên tiếng, sau khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, trong lòng cũng vô cùng ngờ vực. Hắn tâm tư bất định liếc nhìn Thôi Hướng một cái, trong lòng hiện lên một chút nghi hoặc. Vài người bỏ phiếu chống, rốt cuộc là bởi vì vấn đề lập trường của bản thân, hay là trước đã có giao ước trước với Thôi Hướng. Nếu là lý do thứ nhất thì tốt. Nếu là lý do thứ hai thì đúng là làm cho hắn cảm thấy lo sợ và cảnh giác. Hắn vừa mới lên cương vị bí thư tỉnh ủy, vị trí còn chưa ổn định. Nếu như Thôi Hướng thừa cơ phát triển lớn mạnh, sẽ hết sức bất lợi cho hắn trong công việc về sau, cũng sẽ khiến Trung ương nảy sinh nghi ngờ về khả năng nắm giữ tổng thể của hắn. Trong lòng Diệp Thạch Sinh dấy lên một chút cảm giác chán ghét, cho rằng Thôi Hướng có chút ít chuyện bé xé ra to. Nếu nói về chiến tích, tư cách và sự từng trải của Lý Đinh Sơn, cho dù một bước đề bạt lên trưởng ban thư ký thành ủy có thể sao? Hắn biết ngoài thủ trưởng, còn có một người đã từng trải qua hai lần đặc cách. Đặc cách đề bạt ở các nơi đều có, cũng không phải là việc đại sự gì. Tỉnh Yến lại rất bảo thủ, đặc cách đề bạt một thường vụ thành ủy lại bị cho là cái gì đó. Diệp Thạch Sinh mơ hồ hơi có chút tức giận, đang muốn phát biểu một chút về thái độ của bí thư tỉnh ủy, bỗng nhiên cũng thấy di động vang lên. Trong lúc Diệp Thạch Sinh đang tổ chức hội nghị, luôn luôn tự nêu gương coi việc điện thoại làm chấn động. Vốn hắn còn yêu cầu mọi người chuyển di động sang trạng thái rung, thì điện thoại trong tay kêu lên, cũng không tiện nói gì nữa giơ tay lên xem, thì ra là một tin nhắn. Hắn không mấy vui nhìn tin nhắn, cảm thấy hơi có chút kỳ quái. Bởi vì số điện thoại di động của hắn ít người biết đến, hơn nữa theo hắn biết những người nhắn tin cho hắn còn ít hơn nữa. Đều cùng là người có thân phận, địa vị, ai lại gửi tin nhắn chứ? Có việc thì trực tiếp gọi điện báo thẳng. Lòng đang tò mò, Diệp Thạch Sinh mở tin nhắn ra. Chỉ nhìn thoáng qua liền lập tức ngừng lại thở một chút. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng đến kỳ lạ, làm cho người ta chấn kinh rồi, như thế nào mà lại là ông ấy phát tin nhắn tới chứ? Diệp Thạch Sinh chấn động ngồi đến nửa giờ đồng hồ, mãi đến lúc Trương Kiến Quốc lại nói lần nữa mới làm cho ông ta tỉnh lại. Chính ủy quân khu tỉnh Trương Kiến Quốc vừa mới phủ quyết toàn bộ các đề cử của ban tổ chức cán bộ, hiện tại lại nói một câu khiến Thôi Hướng suýt nữa ngã khỏi ghế. Vừa mới nghe được lời chủ nhiệm Hình, tôi như được sự gợi ý. Suy nghĩ cẩn thận lại thì vừa rồi là kết luận vẫn còn rất võ đoán. Tôi vừa xem lại lý lịch đồng chí Lý Đinh Sơn và Cao Hải, cho rằng hai người này hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ trưởng ban thư ký thành ủy và phó thị trưởng. Tôi xin rút lại lời nói vừa rồi. Hoàn toàn tán thành đề cử của ban tổ chức cán bộ. Vẻ mặt Phạm Duệ Hằng cũng hết sức ngạc nhiên giống như Thôi Hướng, kinh ngạc và vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn cũng từng lặn lội trong quan trường nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên gặp trên hội nghị thường vụ, trong vài phút sau đó lại lên tiếng phủ định những gì đã nói vài phút trước thì thật là một chuyện kỳ lạ. Huống chi còn là ủy viên thường vụ tỉnh ủy.
sau đó lại có một cảnh tượng khiến cho người ta không thể tin nổi. Bí thư Đảng ủy Công an Lý Bình Văn sắc mặt dọa người như cũ, tuy nhiên giọng điệu cũng đã dịu đi rất nhiều, còn cố gắng tìm cách tươi cười. Chủ nhiệm Hình nói đúng, chúng ta đang làm nhiệm vụ bổ nhiệm, thực sự cần phải thận trọng. Vừa rồi tôi cũng hơi có chút kích động, nói hơi quá. Lúc này tôi xin lỗi các ủy viên thường vụ, tôi xin cải chính một chút, ý kiến của tôi về việc đề cử của ban tổ chức cán bộ, tôi hoàn toàn tán thành. Thôi Hướng Thiếu tí nữa thì con mắt rớt cả ra ngoài, quái lạ thật. Thật sự là quái lạ. Phạm Duệ Hằng gần như ngồi không yên, hắn hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, muốn tìm hiểu rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Nhưng phát hiện ra vẻ mặt kinh ngạc của mọi người, có người vừa kinh ngạc lại hơi có chút hoang mang. Ngay sau đó, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Trương Sán Dương lại lên tiếng. Thực sự xin lỗi, tôi cũng xin rút lại những lời nói vừa nãy. Sau khi lắng nghe ý kiến của mọi người, lại suy xét một cách tỉ mỉ. Về việc đề cử đồng chí Lý Đinh Sơn cùng đồng chí Cao Hải, tôi hoàn toàn tán thành. Thôi Hướng cùng Phạm Duệ Hằng trong lúc đó vô tình lại liếc nhau. Hai người đều nhìn vào mắt người kia, thấy được sự hoảng sợ và bối rối. Bởi vì bọn họ đã phát hiện ra vấn đề, tất cả những người vừa nói lúc nãy đều là những người sau khi liếc nhìn điện thoại thì đột nhiên thay đổi thái độ. Người nào mà lại có quyền năng này chứ? Chỉ bằng một tin nhắn là có thể làm mấy ủy viên thường vụ tỉnh ủy nuốt lời ngay tại trận, rút lại hết những lời nói trước đó, quả thực là thủ đoạn cao siêu. Không sai, có thể khẳng định chắc chắn là, người có thể chỉ bằng một tin nhắn khiến cho mấy vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy thay đổi lập trường, cũng không phải người tỉnh Yến, mà là một nhân vật nào đó rất cao trên thủ đô. Một việc bổ nhiệm thường vụ thành ủy không ngờ lại phải kinh động đến tầng cao nhất, phải để can thiệp vào việc này. Sau lưng Lý Đinh Sơn rốt cuộc là một nhân vật lợi hại như thế nào? Thôi Hướng cùng Phạm Duệ Hằng gần như cùng hít một hơi dài. Tỉnh Yến nước sâu, rồng trầu hổ phục, bên mình không ngờ có một nhân vật thần thông mà bọn họ không hề hay biết, quả thực là cực kỳ thất sách. Hơn nữa trong lòng dâng lên một chút bất an, hắn không có nhận được tin nhắn, vậy thì sáng tỏ vấn đề gì? Dường như Bí Thư Diệp cũng nhận được tin nhắn. Thôi Hướng ngẩng đầu nhìn Diệp Thạch Sinh. Thấy hắn vui vẻ mỉm cười, vẻ tươi vui dứt khoát trước nay chưa từng có. Sau đó Diệp Thạch Sinh đứng lên một chút, vung tay lên, tràn đầy tự tin nói. Về đề cử của ban tổ chức cán bộ, ai còn không cùng ý kiến, có thể nói ra. Không một người nào lên tiếng, những việc vừa rồi khiến cho mọi người kinh ngạc còn chưa tiêu tan hết, cho dù không biết là người nào đã làm gì, cũng dám khẳng định có gì đó rất hệ trọng, ai còn dám làm con chim đầu đàn nữa. Huống hồ những người còn lại, đều tán thành đề cử Lý Đinh Sơn và Cao Hải, cũng không cần thiết phải nói thêm gì nữa. Tốt, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến, tôi xin tuyên bố số phiếu đã quá bán. Diệp Thạch Sinh sắc mặt có vẻ viên mãn nói câu sau cùng rất dứt khoát. Hắn còn cố ý liếc nhìn Thôi Hướng, thấy vẻ mặt xám trắng, trong lòng có chút thỏa mãn. Sau khi tan họp, Thôi Hướng và Phạm Duệ Hằng đi cùng một chỗ. Hai người thầm thì to nhỏ vài câu. Sau đó Thôi Hướng lại gọi Trương Sán Dương hỏi, trưởng ban Trương, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Trương Sán Dương vẻ mặt khẩn trương, lắc đầu nói. Không có chuyện gì. Thôi Hướng cố hỏi đến cùng. Vậy trưởng ban Trương vì sao đột thay lại thay đổi thái độ? Chắc chắn là có chuyện gì đó. Chẳng lẽ là bởi vì nhận được chỉ thị gì? Trương Sán Dương vốn cùng Thôi Hướng có quan hệ tốt, hôm nay ở hội nghị thường vụ cũng lên tiếng phát biểu. Cũng là vì phối hợp với Thôi Hương bỏ phiếu chống. Tuy nhiên hiện tại với câu hỏi của Thôi Hướng, y lại không thể trả lời, liên tục xua tay. Không có, chỉ là tôi còn chút việc quan trọng muốn làm. Phó Bí Thư Thôi tôi đi trước nhé, sẽ gặp lại sau. Thôi Hướng sững sờ tại chỗ, hồi lâu vẫn không động đậy. Sau khi sự việc xảy ra, Thôi Hướng lại gặp Trương Kiến Quốc và Lý Bình Văn hỏi nguyên nhân sự tình. Các giải thích của hai người đều gây ra kinh ngạc. Không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ cuối cùng gật đầu tán thành cũng là ý thức được lúc trước mình đã rất chủ quan, không nghiên cứu kỹ về lý lịch của Lý Đinh Sơn và Cao Hải. Sau khi đã tìm hiểu kỹ thì thấy hai người hoàn toàn phù hợp với điều kiện đề bạt. Thôi Hướng biết rõ, hai người thống nhất xử lý khẳng định là ngầm ám chỉ gì đó. Sau khi biết kết quả sau khi va chạm kịch liệt trên hội nghị thường vụ tỉnh ủy, Sử Lão một mình đứng ở sau hậu viện, hai tay cầm ba tong. Rất lâu mà không nói gì, mắt nhìn trên bầu trời mờ mịt.
Mãi tới khi Sử Khiết gọi ông đi ăn cơm, ông mới khe khẽ thở dài một tiếng rồi tự nói. Ân huệ cuối cùng cũng có một ngày trả xong. Ninh Sơn, con đường về sau, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào con rồi, ta đã hoàn toàn bất lực rồi. Trong nháy mắt, Sử Lão dường như già đi rất nhiều. Một trận gió bắc thổi qua, làm những chiếc lá trên mặt đất bay toán loạn, dường như rất nhiều chuyện cũ năm xưa dồn dập trở về. Tin tức Lý Đinh Sơn được đặc cách đề bạt, một bước từ bí thư huyện ủy lên tới thường vụ thành ủy, trưởng ban thư ký thành ủy truyền tới huyện An, lập tức gây ra một chấn động không nhỏ. Thành phố Yến là thành phố cấp phó tỉnh, Lý Đinh Sơn chẳng khác nào giống như một bước lên giám đốc sở, có thể nói một lần đặc biệt đề bạt bằng một quyền lực lạ thường. Không những khiến Hạ Tưởng Thầm giật mình về quyền lực của Sử Lão chứ không phải vì bản chất của Lý Đinh Sơn, mà còn cũng khiến Khâu Tự Phong kinh ngạc. Không nghĩ tới sau lưng Lý Đinh Sơn ẩn chứa quyền lực chính trị kinh người như vậy, may mắn là lúc trước không có cùng hắn đối đầu gay gắt. Cuối cùng chọn cách thỏa hiệp cùng hợp tác, hiện tại nhìn lại thấy thật là lựa chọn sáng suốt. Đương nhiên khiến hắn khó mà lý giải chính là tỉnh Yến luôn luôn bảo thủ về vấn đề đặc cách đề bạt, lúc này đây Lý Đinh Sơn lại thăng hai cấp. Có thể nói là gần chục năm nay thành phố Yến ngay cả tỉnh Yến cũng có rất ít lần có sự đề bạt vượt cấp. Chính mắt mình thấy bí thư cùng cấp với mình nhảy một bước danh chính ngôn thuận trở thành lãnh đạo thành ủy, Khâu Tự Phong trong lòng có đủ các loại cảm giác lẫn lộn, không biết gọi là cảm nghĩ gì. Ủy viên thường vụ khác của huyện An cũng không thể tin nổi. Mọi người đều tới tấp chúc mừng Lý Đinh Sơn, cũng đều âm thầm tính toán xem trong thời gian bí thư Lý nhậm chức mình và hắn có xảy ra mâu thuẫn bất hòa gì không. Tâm tư những người khác đều thay đổi bất thường, người tỉnh táo nhất huyện An cũng chỉ có Hạ Tưởng và Mai Hiểu Lâm. Mai Hiểu Lâm đẩy cửa phòng làm việc của Hạ Tưởng, vừa tiến đến đã nói. Bước tiếp theo Khâu Tự Phong sẽ đảm nhiệm chức bí thư, anh có ý tưởng gì không? Hạ Tưởng thật đúng là không có ý kiến gì. Năm nay hắn mới 26 tuổi, không có khả năng một bước lên thẳng vị trí cấp cục, càng không thể có khả năng đảm nhiệm chức chủ tịch huyện. Hắn nghĩ lý tưởng nhất là, Thịnh Đại sẽ giữ chức chủ tịch huyện. Hắn nhiều lắm thì tiếp nhận chức phó chủ tịch thường trực huyện của Thịnh Đại. Mai Hiểu Lâm không đợi Hạ Tưởng trả lời, còn nói. Căn cứ những gì tôi hiểu về anh, nguyện vọng lớn nhất của anh là tiếp nhận chức vụ phó chủ tịch thường trực huyện. Đúng hay không? Còn nữa, anh rất hy vọng Thịnh Đại sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, về phần tôi, không ở trong phạm vi suy xét của anh. Hạ Tưởng cười cười, không nói. Mai Hiểu Lâm thật đúng là đoán được rồi. Cũng lạ, chẳng nhẽ thật sự trong tiềm thức của cô không hề có tư duy chính trị, cho nên không có ý tưởng phát triển. Nghĩ lại vẫn là cảm thấy mình đúng là như vậy, nếu Mai Hiểu Lâm thân trong quan trường, tự nhiên sẽ có suy nghĩ để từng bước thăng tiến. Chẳng nhẽ nói thế, cô có ý tưởng muốn làm chủ tịch huyện. Hạ Tưởng bỗng nhiên nghĩ thông suốt mọi khâu, nếu đúng là Mai Thái Bình đi tới tỉnh Yến, Mai Hiểu Lâm không thể không thừa cơ lên chức thì đúng là không thể nào nói nổi. Chương 361, Trần Ai Lạc Định. Anh nói, tôi muốn làm chủ tịch huyện, anh làm phó chủ tịch thường trực huyện. Anh có thể phối hợp tốt với tôi hay không? Mai Hiểu Lâm ý cười nhìn Hạ Tưởng. Đương nhiên phải thế chứ, mặc kệ ai làm chủ tịch huyện, tôi thân là trợ thủ khẳng định sẽ tận lực phối hợp mọi công tác. Tuy nhiên Hạ Tưởng lo lắng chính là Thịnh Đại, mặc dù hắn cùng Thịnh Đại quan hệ cũng không phải quá thân tình nhưng là hợp tác vui vẻ. Phó chủ tịch huyện Thịnh cũng có thâm niên, định an bài cho ông ấy một chỗ thế nào? Trong quan trường cũng có những quy tắc ước định. Thịnh Đại nếu như không thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện An cũng phải an bài một vị trí khác mới được. Dù sao ông ta cũng là một người có kinh nghiệm từng trải, phải nhìn toàn cục để giải quyết vấn đề. Kỳ thực tôi cũng không thực sự muốn làm chủ tịch huyện. Chẳng qua chú tôi nói là cơ hội ngàn năm có một, lý lịch xem ra tốt rồi, nền tảng cũng có thực. Mai Hiểu Lâm nghiêng đầu nói, cô ngồi trên sofa, nghiêng mình tựa vào bàn, thái độ nhàn nhạt. Trông rất giống như một người vợ vô sự, làm sao có một khí phách của một quan huyện. Cô lại liếc mắt nhìn Hạ Tưởng một cái, còn nói tiếp. Thành phố bảo huyện Nghĩa còn trống một ghế chủ tịch huyện, dự đoán sẽ điều đến. Huyện Nghĩa, Hạ Tưởng hơi hơi nhíu mày. Huyện Nghĩa ở phía đông thành phố bảo, là một huyện tầm trung, diện tích cũng ở hạng trung bình, kinh tế cũng trung trung. Nói tóm lại là giống như huyện An trước kia, là một huyện không có gì dẫn đầu. Thịnh Đại trước kia cũng không tồi, làm ra những chiến tích không dễ dàng gì, nhưng muốn tiếp tục trải nghiệm cũng là một lựa chọn không tồi.
Mai Hiểu Lâm lại hiểu lầm suy tư của Hạ Tưởng, nghĩ rằng hắn không hài lòng với sự bố trí thịnh đại, bất mãn nói. Có phải anh cảm thấy rằng làm phó chủ tịch huyện là thủ hạ của tôi thì mất mặt hả? Có phải cảm thấy tôi không hề có tài năng chính trị, không quản lý tốt huyện An? Bình tĩnh xem xét, Hạ Tưởng quả thật có cùng suy nghĩ nhưng lại không tiện nói ra, đành phải gượng cười nói. Xem kìa, sao lại nghĩ điều không phải? Tôi đang suy nghĩ, không biết sau khi chủ tịch huyện Mai nhậm chức thì sẽ hợp tác với Khâu bí thư vận hành bộ mày như thế nào? Tôi thân làm phó chủ tịch huyện nhưng thật ra là cấp phó của cô. Cùng nhân vật đứng đầu có quan hệ tốt mới là điều kiện mấu chốt. Mai Hiểu Lâm hừ một tiếng. Nên dù cho thế nào, miễn là hắn một lòng lo nghĩ vì sự phát triển của huyện An, tôi chắc chắn phải ủng hộ. Nếu hắn có ý nghĩ tư lợi thì đừng trách tôi phản đối mọi nơi. Tiếng cửa bật mở, Phương Cách bước vào, vừa thấy Mai Hiểu Lâm trước tiên cung kinh kêu một tiếng. Phó bí thư Mai. Sau đó lại nói với Hạ Tưởng. Phó chủ tịch huyện Hạ, bí thư Lý mời anh đi xem văn phòng của ông. Mai Hiểu Lâm khoát tay. Tốt lắm, đi thương lượng các việc trọng đại của các anh đi, tôi cũng nên đi. Lý Đình Sơn tìm Hạ Tưởng, tất nhiên là vì việc hắn đến thành ủy nhậm chức. Giữa Hạ Tưởng và Lý Đình Sơn quá đỗi quen thuộc, nên miễn đi vài lời nói chúc mừng khách sáo. Lý Đình Sơn cũng là người không nói những lời dư thừa, nói thẳng luôn vào vấn đề. Tiểu Hạ, cậu có ý kiến gì đối với thị trưởng Hồ không? Hạ Tưởng và Hồ Tăng Chu đã từng gặp nhau trong lễ mừng năm mới. Lý Đình Sơn cũng nghe hắn nói qua, bèn hỏi thử, cũng là muốn tìm hiểu nhiều mặt cho rõ hơn một chút về lập trường chính trị của một số lãnh đạo thành ủy. Tạm thời vẫn không thấy gì, tuy nhiên căn cứ vào biểu hiện mà chúng ta đã thấy khi thị trưởng Hồ ở huyện Bá, tại thành phố Yến, ông ta e rằng có thể càng khiêm tốn hơn một chút. Hơn nữa tính cách thị trưởng Hồ không phải là người rất mạnh mẽ, ông ấy đảm nhiệm chức thị trưởng thành phố Yến, có rất nhiều tính ngẫu nhiên. Tôi thấy có vẻ muốn yên ổn là chính. Chú ý phát triển lực lượng là vấn đề lớn, nếu như bình thường sẽ phối hợp với Trần Bí Thư. Những phân tích của Hạ Tưởng không phải là không có lý, đương nhiên cũng không xác định xuất hiện những nhân tố mới, ví dụ như Hồ Tăng Chu nhanh chóng tiếp cận với một số nhân vật trong tỉnh, do đó sẽ có hướng đi đối lập với Trần Phong cũng không phải là không có khả năng. Lý Đình Sơn gật gật đầu. Mấy ủy viên thường vụ ở thành phố, Bí Thư Trần đương nhiên không cần phải nói. Phó Bí Thư Vương và trưởng Ban Phương cũng tính như người một nhà, những người khác lập trường tạm thời vẫn còn khó mà nói được. Đáng lẽ thăng quan là chuyện tốt, nhưng mà vừa nghĩ tới thấy quan hệ trong thành ủy thấy rắc rối chồng chéo phức tạp, nên cũng làm giảm bớt đi sự vui mừng, thêm đau đầu nhức óc. Hạ Tưởng cười ha hả. Bí Thư Lý thăng quan là tốt rồi, nhưng các ủy viên thường vụ đều là những người sờ đó, quyền lợi khác nhau, lập trường giai cấp cũng không giống nhau. Không phải đơn giản mà rõ ràng phân biệt đâu bạn đâu địch. Hơn nữa trong một tình huống cụ thể, cũng không nhất định có những ý kiến giống nhau cho dù là đồng minh. Lý Đình Sơn không kìm nổi cười. Tôi không nghĩ là cậu lại còn rộng lượng hơn cả tôi đấy Tiểu Hạ. Thật là có câu nói của cậu làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, trong lòng cũng giảm bớt vài phần lo âu. Hóa ra Lý Đình Sơn lo lắng khi tới thành ủy rồi, hắn là người được đặc cách đề bạt. Sẽ phải trải qua những rèn luyện trên cương vị phó giám đốc sở, e rằng những người ủy viên thường vụ khác sẽ xa lánh hắn. Trong quan trường đương nhiên là ăn cây nào rào cây đó, nhưng là không cần phải rõ ràng hắc bạch đen trắng phân minh. Rất nhiều lúc, trắng đen lẫn lộn, vẫn có một mảng màu xám hòa hoãn. Hạ Tưởng nói cho Lý Đình Sơn biết thông tin Mai Hiểu Lâm có thể tiếp nhận chức vụ chủ tịch huyện, Lý Đình Sơn nghe xong mỉm cười. Tôi rất tán thành việc Mai Hiểu Lâm lên làm chủ tịch huyện. So sánh với Thịnh Đại, cô ấy làm chủ tịch huyện cũng rất có lợi cho việc phát triển công việc của cậu. Hạ Tưởng cũng cười. Phó Bí Thư Mai có xuất phát điểm tốt, nhưng có lúc làm việc suy nghĩ vẫn còn khiếm khuyết. Tuy nhiên tôi cũng tin là ở vị trí chủ tịch huyện vài năm sẽ có rèn luyện, cũng sẽ trưởng thành hơn lên. Hạ Tưởng rõ ràng hiểu được lòng dạ của Lý Đình Sơn, Thịnh Đại là người có thủ đoạn, nếu như hắn làm chủ tịch huyện, khẳng định sẽ có ý tưởng tranh quyền đoạt lợi. Mai Hiểu Lâm thì lại khác, tính tình đơn giản, lại cùng hắn rất thân cận, dự đoán việc nhỏ việc lớn đều sẽ nghe lời hắn đề xuất. Quả nhiên như thế sao? Hạ Tưởng không muốn nghĩ nhiều, có đôi khi lợi ích trước mắt, bạn bè gần gũi thân thiết nhất cũng có thể trở thành thù địch, không ai dám chắc chắn tương lai ngày sau. Tháng 5, thời tiết ngày một nóng lên, huyện An lại có một cục diện hoàn toàn mới.
Lý Ninh Sơn chính thức được điều tới thành ủy nhậm chức trưởng ban thư ký thành ủy, Khâu Tự Phong thuận lợi tiếp nhận chức vụ bí thư, Hạ Tưởng cũng hợp lý mà trở thành phó chủ tịch thường trực huyện. Tuy nhiên điều khiến mọi người ngạc nhiên chính là người tiếp nhận chức chủ tịch huyện không phải là Thịnh Đại mà là Mai Hiểu Lâm. Thịnh Đại được điều về nhận nhiệm vụ tại huyện Nghĩa thành phố Bảo, lúc gần đi Hạ Tưởng nắm tay hắn nói. Chủ tịch huyện Thịnh, đi đường cẩn thận, bác Tào là bí thư thành ủy thành phố Bảo. Nếu có điều gì khó khăn, hãy tìm đến ông. Tôi tin rằng ông ấy sẽ giúp anh trong phạm vi có thể.